Chào các thính giả thân mến, trong 100.000 kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 401, Ông Trời Chỉ Thị, thêm 19, tác giả, Bảo Trang Thành, đăng ký tin, Lưu Phân tức khắc kích động lên, nơi nào tới đăng ký tin. Kinh thành tới, mở ra nhìn xem, có phải hay không ngươi mỗi ngày đang hỏi kia Phong, bưu cục người đều nhận thức Lưu Phân, tới hỏi thư thông báo trúng tuyển. Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển, liền bưu cục người cũng tưởng mở rộng tầm mắt, Lưu Phân kích động tay run, thiếu chút nữa hủy đi hỏng rồi phong thư. Hoa Thanh Đại học thông tri thư cũng không có gì đặc biệt, một trương trắng tinh giấy, viết Hạ Hiểu Lan kinh phê chuẩn bị Hoa Thanh Đại học kiến trúc hệ kiến trúc học chuyên nghiệp trúng tuyển, bưu cục người thăm đầu xem. Đây là Hoa Thanh thư thông báo trúng tuyển, cùng khác thư thông báo trúng tuyển không gì khác biệt, chính là cái kia đỏ tươi con dấu đặc biệt bắt mắt, thư thông báo trúng tuyển, hư, Hoa Thanh Đại học, từ khe khẽ nói nhỏ, đến Quang Minh chính đại thăm đầu, ở bưu cục gửi thư, lấy điện báo, gửi tiền, đều chen qua tới xem này trương thông tri thư, kinh ngạc cảm thán, tò mò, bưu cục người ta nói Lưu Phân là thế nữ nhi lấy thông tri thư, vây xem sôi nổi khen Lưu Phân mệnh hảo sao? Là từ gì thời điểm bắt đầu, nàng cái này không dưới đơn gà mái, số mệnh xui xẻo, yếu hại Hạ đại quân chặt đứt hương khói ngôi sao chổi, thành người khác hâm mộ hảo mệnh. Lưu Phân nhéo Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển, sớm đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ, chỉ cảm thấy nhân sinh vài thập niên đen đủi, vào giờ này khắc này đều trở thành hư không, thi đại học điểm ra tới cũng không đủ kiên định, nhéo này tờ giấy mới chứng minh là thật sự, nàng nữ nhi thật sự thi đậu Hoa Thanh Đại học. Lưu Phân không hiểu như vậy nhiều phức tạp đạo lý, nàng ở nông thôn khi thậm chí rất ít tự hỏi, cũng không hiểu đến phản kháng sinh hoạt, thoát ly Hạ gia, Lưu Phân đã xảy ra điểm biến hóa, đến Thương Đô sinh hoạt, Lưu Phân lại ở tiến bộ. Vu nãi nãi nói, nữ nhân phải có bản lĩnh đến gì thời điểm đều không đói chết, Lưu Phân liền chặt chẽ nhớ kỹ câu này. Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển, sau một cái vạn nguyên hộ, nga không, sau 10 cái trăm cái vạn nguyên hộ thêm lên còn quý trọng. Làm buôn bán khả năng lỗ vốn, này trương thư thông báo trúng tuyển, ý nghĩa Hạ Hiểu Lan nửa đời sau vận mệnh đều thay đổi, này so thay đổi Lưu Phân chính mình vận mệnh còn gọi nàng cao hứng. Hoa Thanh thư thông báo trúng tuyển tới rồi, xa ở Bằng Thành Hạ Hiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng muốn đem tin tức nói cho bên người thân cận người, từ tháng 6 bắt đầu, đến 8 tháng sơ, cuối cùng 2 tháng sau Bằng Thành tòa thị chính nhà khách trang hoàng công trình tiếp cận kết thúc. Lưu Dũng rốt cuộc có thể đằng ra tay tới trang hoàng an tâm vật liệu xây dựng mặt tiền cửa hàng. Này lại là một lần tân khiêu chiến, nhưng cùng Lưu Dũng độc thân chạy đến Bằng Thành, ý đồ bắt được nhà khách trang hoàng hạng mục trung một bộ phận nhỏ công trình khi so sánh với, an tâm vật liệu xây dựng, không chỉ có sẽ không muốn Lưu Dũng lót tư trang hoàng, hắn bản nhân cũng chưa bao giờ có giúp đỡ đến ở Bằng Thành có phối hợp ăn ý trang hoàng công nhân, loại này tiền đề hạ, an tâm vật liệu xây dựng, trang hoàng, hắn khẳng định là có nắm chắc. Cái này mùa hè, người trong nước trừ bỏ chú ý thi đại học, còn có ở Los Angeles cử hành đệ 23 giới Thế vận hội Olympic, 7 nguyệt 29 ngày, 27 tuổi xạ kích tuyển thủ hứa Hải Phong vì Hoa Quốc đoạt được đệ nhất cái Thế vận hội Olympic quán quân kim bài. Trong lúc nhất thời, Quốc Áo sẽ chủ tịch tự mình vì hứa Hải Phong trao giải ảnh chụp bước lên Hoa Quốc báo giấy cùng đài truyền hình, kiếp nổ người trong nước thể dục nhiệt tình, người khác là nói thể dục cạnh kỹ, nói dân tộc kiêu ngạo tự hào. Trần Tích Lương cái này gian thương từ giữa nhìn ra chỉ có thể là tân thương cơ, hắn cảm thấy đã chịu lần này Los Angeles Thế vận hội Olympic ảnh hưởng, vận động y sẽ đại bạo, Trần Tích Lương tưởng làm thu khoản vận động trang phục, hắn còn có thể chạy tới Bằng Thành tìm Hạ Hiểu Lan, Hạ tỷ, này một phen muốn hay không cùng ta đánh cuộc một chút, Hạ Hiểu Lan ngay từ đầu còn không rõ, nhiều trữ hàng điểm vận động y tính gì, Trần Tích Lương cũng không đến mức tìm nàng hợp tác, chờ Trần Tích Lương đem ý đồ đến vừa nói. Hạ Hiểu Lan nghe hắn to gan lớn mật kế hoạch, cũng không thể không bội phục, Trần lão bản quả nhiên là dám tưởng dám làm, nếu không năm Thiên Hy khi sao có thể từ trang phục bán sĩ lái buôn, biến thành bị tiểu kiều thê bắt cóc giết con tin trang phục đại lão bản, thượng trăm triệu thân gia không phải từ bầu trời rớt, là Trần Tích Lương đánh cuộc ra tới. Trần Tích Lương phán đoán Hoa Quốc thể dục đội, đồng phục của đội sẽ lửa lớn, nhưng mua sắm này đó vận động trang không nhất định là có tiền kia bộ phận khách hàng. Có thể dục mộng phần lớn là choai choai hài tử, quần áo làm quá quý không hảo bán, làm danh tiếng không bằng kiếm một đợt mau tiền, tìm xưởng đính 10.000 bộ đồ thể dục, phí tổn tận lực áp suất ở 15 khối dưới, một bộ chúng ta ra hóa 20 nguyên, qua tay là có thể kiếm 5 vạn. Nếu dám sinh sản 20.000 bộ, chúng ta liền có 10 vạn khối lợi nhuận. Trần Tích Lương giảng nước miếng bay tứ tung, Hạ Hiểu Lan lại không quá tin tưởng, loại này sinh ý, ngươi Trần lão bản một người là có thể chơi chuyển, tìm ta làm gì, 1 vạn bộ đồ thể dục, phí tổn cũng liền 15 vạn, người khác lấy không ra nhiều như vậy tiền, Hạ Hiểu Lan không nghi ngờ Trần Tích Lương lấy không ra, cái này bán sĩ lái buôn thân gia so nàng còn thâm hậu, hơn nữa, Trần Tích Lương trong tay tiền nhất thời không tiện tay cũng không quan hệ, hắn tỷ phu Hà Tòng Sinh là Thần Vũ chế y, lão bản. Trần Tích Lương hoàn toàn có thể cho Thần Vũ tiên sinh sản lại trả tiền, trừ phi ra sao Từ Sinh không đồng ý. Hạ Hiểu Lan mặt có điểm lục, Trần Tích Lương thứ này rốt cuộc có gì ác hành chồng chất tiền khoa, liền thân tỷ phu đều không tin hắn, hiện tại tìm tới chính mình, không phải mang nàng phát tài, là tìm người chia sẻ nguy hiểm tới, ta không có tiền, chỉ cần 2 tháng, là có thể kiếm một bút mau tiền, nhiều đầu nhập sinh sản nhiều ra, lấy ta tiêu thụ con đường, này phê quần áo lại không quý. Khẳng định có thể tiêu đi ra ngoài, Trần Tích Lương khẩu khí, đặc biệt giống gạt người tham gia bán hàng đa cấp sức sẹo đầu mục, mặc kệ hắn sao nói, Hạ Hiểu Lan đều nói không có tiền, nàng cũng xác thật không có tiền, Trần Tích Lương khẳng định là chính mình không tin tưởng, mới đến tìm Hạ Hiểu Lan nhập cổ, Hạ Hiểu Lan tiền đều là hữu dụng, tu ở nông thôn quê quán phòng ở, bên này đầu tư cửa hàng vật liệu xây dựng, Lam Phượng Hoàng, bên kia mùa hạ tiêu thụ đỉnh đã qua đi. Hạ Hiểu Lan tùy thời đều có thể tiến hành chia hoa hồng. Nhưng nàng có thể phân đến hơn 2 vạn đồng tiền, đầu nhập đến thất tỉnh thôn phòng ở cùng bằng thành cửa hàng vật liệu xây dựng, sẽ bị nuốt một phân không dư thừa. Đừng nói Trần Tích Lương sinh ý có nguy hiểm, liền tính thật sự ổn kiếm, Hạ Hiểu Lan cũng không có tiền trộn lẫn, trừ phi cho vay. Nhưng Hạ Hiểu Lan vì sao phải vì Trần Tích Lương mạo hiểm cho vay, nàng có càng vững chắc kiếm tiền tiết tấu. Lúc này, nhà khách trang hoàng công trình cấp Lưu Dũng kết khoản. Ở Hoàng Lại ngân hàng cho vay, khấu trừ phí tổn cùng các loại chi tiêu sau, Lưu Dũng phát hiện chính mình dựa vào này một đơn sinh ý kiếm được 12 vạn. Hắn cầm 11 vạn đến Bằng Thành, trên đường cấp Hạ Hiểu Lan trước còn trở về 5 nguyên, kiếm được tiền, hơn nữa trong tay hắn còn thừa tiền vốn, Lưu Dũng nhéo 17 vạn nhiều cự khoản, người cũng thực hốt hoảng, kiếm lời nhiều như vậy tiền, dùng như thế nào, Nga. Trước muốn đem Hiểu Lan dư lại 2 vạn khối tiền vốn còn trở về, kia cũng còn có 15 vạn, khấu rớt chính hắn có 4 vạn tiền vốn, còn dư lại 11 vạn. Này 11 vạn làm sao, vậy phân tiền bái, Lưu Dũng Phi nói nhà khách công trình là cùng cháu ngoại gái kết phường, 11 vạn, hắn nguyện ý cùng Hạ Hiểu Lan chia đều, cho nên Hạ Hiểu Lan hiện tại thân gia là cái dạng này, mượn đi 7 vạn, trả lại 7 vạn. Này tiền tính toán dùng để tu ở nông thôn phòng ở cùng an tâm vật liệu xây dựng nhập cổ, nhưng Lam Phượng Hoàng lập tức có thể chia hoa hồng hơn 2 vạn, cùng nàng cửu cửu ngạnh tắt 55.000 chia hoa hồng tiền, kêu gào không có tiền Hạ Hiểu Lan, lập tức có thể thấu ra tới 8 vạn khối, Trần Tích Lương không phải gian thương, hắn chính là một cái đối tiền tài cứu giác nhanh nhạy cẩu, này tiền thế nhưng vừa vặn là 10.000 bộ đồ thể dục một nửa chế tác phí tổn, chẳng lẽ ông trời cũng ở yên lặng chỉ thị. Làm nàng cùng Trần Tích Lương kết phường làm lần này sinh ý, 402, lần đầu tiên hướng bạn trai vay tiền, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Trần Tích Lương quả thực là ăn vạ Hạ Hiểu Lan, 1 vạn bộ đồ thể dục làm bán lẻ đương nhiên rất chậm, làm bán sĩ nói cái này số cũng không tính nhiều. Một bộ phí tổn có thể khống chế ở 15 nguyên trong vòng, Hạ Hiểu Lan cảm thấy này sinh ý có thể có lợi, Trần Tích Lương nói chính là thu khoản vận động trang phục. Cũng không nhất định là thích vận động nhân tài xuyên A, nếu vải dệt trắng chắc nại xuyên, làm việc phí sức người ăn mặc cũng thích hợp, 1 vạn bộ đồ thể dục tính gì, đừng nói Trần Tích Lương bán sĩ con đường, chính là tại đây Bằng Thành nhân dân kiều tiểu thương phẩm thị trường, tiêu hóa rất 1 vạn bộ như vậy quần áo cũng là dễ như trở bàn tay, Bằng Thành chính là trải rộng viện kiến công nhân, bản địa nguyên trụ dân. Bạch Trân Châu những cái đó quần tây bán cho ai? Tiện nghi vận động trang phục kỳ thật nhắm ngay chính là đồng dạng mục tiêu khách hàng. Hạ Hiểu Lan xem qua Trần Tích Lương chính mình tuyển vải dệt, nếu đều phải đầu tư 7-8 vạn, không bằng làm một phiếu lớn hơn nửa điểm. Cùng ngươi tỷ phu thương lượng hạ, tổng cộng sinh sản 2 vạn bộ, tiền hàng phân 3 lần kết toán như thế nào? Trần Tích Lương kỳ thật cũng cảm thấy 1 vạn bộ quá ít, bất quá hắn sợ khẩu khí quá lớn sẽ dọa lui Hạ Hiểu Lan, mới lui mà cầu thứ yếu sinh sản 1 vạn bộ, 2 vạn bộ đương nhiên tốt nhất. Kỳ thật 3 vạn bộ cũng đúng. Tính, nhắc tới đến 3 vạn này con số, Trần Tích Lương liền sẽ nhớ tới hiện tại còn đè ở xưởng quần áo 3 vạn kiện dương nhung áo khoác, này bóng ma tâm lý quá lớn. Nếu không phải Hạ Hiểu Lan cho hắn ra cái chủ ý, hơn nữa ở trang phục hè thí nghiệm quá thực dùng được, Trần Tích Lương sớm bị tỷ phu Hà Tòng Sinh băm uy cẩu, 3 vạn bộ quá nhiều, 2 vạn bộ vừa lúc. Trần Tích Lương phía trước chính là ở Thần Vũ chế y xưởng đi làm, trang phục chế tác phí tổn hắn lại rõ ràng bất quá, nguyên liệu cũng là hắn tuyển, ngành Sinh Sinh cùng dì Tòng Quân ép giá đến 14 nguyên một bộ, tổng cộng hướng Thần Vũ chế y xưởng đặt hàng 20.000 bộ thu khoản đồ thể dục, Thần Vũ ứng ở 8 nguyệt 20 hào phía trước giao hàng, tổng cộng 28 vạn tiền hàng, Hạ Hiểu Lan cùng Trần Tích Lương hai người phân 3 lần chi trả, tiền trả trước 8 vạn nguyên, tới trước chế y xưởng trướng thượng, Hà Tòng Sinh mới đồng ý sinh sản, 8 nguyệt 20 hào khi Thần Vũ giao hàng, lại chi trả lần thứ 2 tiền hàng 10 vạn nguyên, lần thứ 3 trả tiền thời gian, toàn dựa Trần Tích Lương ôm Hà Tòng Sinh đùi khóc xuống dưới, 10 nguyệt 1 hào chi trả cuối cùng 10 vạn đuôi khoản, khi đó, thu khoản đồ thể dục cũng nên tiêu thụ không sai biệt lắm, hóa chỉ cần bán đi một nửa, liền đủ phó đuôi khoản. Lợi nhuận một nửa khai, tiền vốn tự nhiên cũng là một người ra một nửa. Hiện tại Hạ Hiểu Lan tổng cộng có thể thấu ra 8 vạn, tiền trả trước một nửa là 4 vạn, cấp tiền trả trước không thành vấn đề, mà lần thứ 2 trả tiền liền ở nửa tháng sau, muốn cho Hạ Hiểu Lan lại lấy ra 5 vạn tới, nàng bên này liền có 2 vạn tài chính chỗ hổng. Ở nửa tháng có thể lại kiếm 2 vạn bổ khuyết cái này lỗ thủng, vẫn là trước tham ô tan tâm vật liệu xây dựng bên này tiền, chờ đồ thể dục bán sau khi rời khỏi đây lại bình rớt cửa hàng vật liệu xây dựng bên này trướng. Cái thứ hai biện pháp bị Hạ Hiểu Lan phủ quyết, cửa hàng vật liệu xây dựng không phải nàng một người sinh ý, nếu người khác đầu tư đều phải ở quy định thời gian nội đến trướng, nàng cũng không dễ phá lệ kéo dài. 20 vạn làm cửa hàng vật liệu xây dựng thuận lợi khai trương, cũng là miễn cưỡng, tình huống cũng không cho phép nàng bên này kéo dài đầu tư đến trướng thời gian. Lam Phượng Hoàng bên kia cũng không được, lần này chia hoa hồng sau, đã là bán phá giá trang phục hè mùa ế hàng, 8 cuối tháng lại là thượng tân là lúc. Cửa hàng quần áo bên kia yêu cầu một tuyệt bút tiền nhập hàng, trừ không ra tiền cấp Hạ Hiểu Lan chiếm dụng, nếu không tu thất tỉnh thôn phòng ở, nhưng thật ra vừa vặn đủ, hiện tại phòng ở đều tu một nửa, nhiều lời vô ích, Hạ Hiểu Lan chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác, làm nàng nửa tháng linh tinh lại kiếm 2 vạn trù đủ đuôi khoản cũng không quá hiện thực, Trần Tích Lương nói làm đồ thể dục kỳ thật không phải kiếm mau tiền, liền tính nhất thời ế hàng, hai người còn có hóa nơi tay. Bất quá là áp điểm thời gian tổng có thể chậm rãi bán đi, chân chính, mau tiền là thượng một lần máy ghi âm, Hạ Hiểu Lan cũng không có biện pháp phán đoán nguy hiểm đến tột cùng có bao nhiêu đại, toàn dựa vận khí, hướng ngân hàng vay tiền, vẫn là hướng người khác vay tiền, tốt nhất vay tiền, cũng có này tiền mượn cho nàng, trước mắt liền có một vị, Khang Vĩ đồng chí chắc là thực nguyện ý vay tiền cho nàng, nhưng hướng Khang Vĩ vay tiền, đem Chu Thành đặt ở gì vị trí, không cần tưởng đều biết Chu Thành sẽ thực tức giận. Hạ Hiểu Lan cũng không phải như vậy cổ hủ người, làm nàng bám vào Chu Thành cánh chim hạ làm buôn bán kiếm tiền khẳng định là không được, ở gió nổi mây phun 80 niên đại chỉ có thể làm thố ti hoa đối Hạ Hiểu Lan tới nói là một loại tra tấn, tiếp thu Chu Thành tặng cho xe phòng, cũng không phải không được, nàng có cái kia năng lực có thể đồng giá tặng cho, nàng sẽ hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, nhưng hai người đều gặp qua đối phương gia trưởng, luyến ái quan hệ vào lúc này tới xem là thực củng cố. Hướng chính mình bạn trai mượn 2 vạn khối quay vòng, Hạ Hiểu Lan cho rằng là được không, đáng thương Hạ Tổng trước sau 2 đời thêm lên cũng chưa gì vay tiền kinh nghiệm, hướng Chu Thành mở miệng, nàng đều do dự vài thiên, chờ đem lời nói rốt cuộc nói ra, giống như cũng không có nhiều khó a. Chu Thành này bị vay tiền còn thật cao hứng đâu, thập phần thành khẩn hỏi Hạ Hiểu Lan 2 vạn có đủ hay không, Hạ Hiểu Lan liên tục gật đầu, đủ rồi, ta quay vòng lại đây liền trả lại ngươi, không nóng nảy. Ngươi biết ta một người kỳ thật cũng không thế nào tiêu tiền, tiền lương liền đủ dùng, nếu hắn tức phụ nhi nguyện ý nói, tiền lương cũng là có thể cùng nhau nộp lên trên, Chu Thành cảm thấy mỗi tháng cho hắn 20 khối liền đủ dùng, đáng tiếc hắn phủng sổ tiết kiệm tưởng nộp lên trên, hắn tức phụ nhi còn không chịu tiếp thu, trước mắt lần đầu tiên mở miệng hướng hắn vay tiền, Chu Thành cũng thật cẩn thận, đây là Hạ Hiểu Lan lại một lần cất bước hướng hắn đi tới, hắn sợ chính mình quá kích động, dọa Hạ Hiểu Lan lại lùi về đi. Chu Thành xem như minh bạch, Hạ Hiểu Lan cấp hai người chi gian cắt một cái tuyến đâu, đại khái là thấy hắn người nhà duyên cớ, lần này mới mở miệng hướng hắn vay tiền. Chu Thành ở chậm rãi sờ soạn này tuyến, hắn tiến quá nhanh, sẽ làm Hạ Hiểu Lan bị động tiếp thu hai người quan hệ. Đương nhiên, cũng không thể đứng ở tại chỗ ngốc chờ Hạ Hiểu Lan hướng hắn tới gần. Tình yêu cũng là một hồi chiến dịch, Chu Thành phải hảo hảo nghiên cứu chiến lược phương châm, tỉ như Hạ Hiểu Lan thủ đoạn, Chu Thành ánh mắt buồn bã. Không cần cậy ra Hạ Hiểu Lan bên người người miệng, Chu Thành cũng có thể chậm rãi ra được chân tướng. Ngày đầu tiên Hạ Hiểu Lan mới vừa bị thương, ngày hôm sau tỉnh thành bệnh viện liền thu trị một cái muốn cắt chi người bệnh kêu Hạ Trường Chinh, thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự, hắn tức phụ từ trước đến nay là có thù báo thù tuyệt đối không thương cập vô tội, chuyện này tất nhiên là Hiểu Lan đại bá Hạ Trường Chinh làm. Sau đó, Chu Thành nghe được tin tức là, Hạ Trường Chinh cùng Trương Thúy hai người, đi theo Hạ Tử Dục tới rồi kinh thành. Chu Thành nguyên bản không nhúc nhích Hạ Tử Dục, là tưởng để lại cho Hiểu Lan giải quyết. Bất quá Hạ Tử Dục cùng Vương Kiến Hoa nhật tử giống như quá đến quá thoải mái điểm, Chu Thành cố tình gọi điện thoại trở về hỏi Vương gia sự, Chu Quốc Bân nói cho hắn, gần nhất có người tích cực ở thế Vương gia hoạt động. Xuất phát từ các loại suy xét, Vương Quảng Bình khả năng sẽ trở về thành, phục chức là không cần suy nghĩ, hắn nguyên bản chức vụ thượng sớm có người trên đỉnh, khả năng sẽ cho Vương Quảng Bình mặt khác an bài vị trí, Chu Quốc Bân cùng Vương Quảng Bình lui tới không nhiều lắm. Vương Quảng Bình xảy ra chuyện cũng cùng Chu gia không quan hệ, hai người liền không phải một đường người, đã vô giao tình cũng không ân oán, nhưng Vương Quảng Bình nguyên bản chức vụ, hiện tại vừa lúc là Chu Thành đại bá ở làm, ta mặc kệ ngươi đối Vương gia có cái gì ý tưởng, hiện tại nhà của chúng ta nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chằm chằm, Vương Quảng Bình phản thành một chuyện, nhà của chúng ta người đều không thể nhúng tay, 403, Vương Quảng Bình phục chức, hai càng, tác giả, Bảo Trang Thành. Chu Thành từng trận tiếc hận, hắn người này không thích làm vô dụng công, muốn cùng một nữ nhân so đo, Chu Thành sẽ không giở trò, hắn là ngại phiền toái, không đau không ngứa khó xử hạ đối phương thật sự không thú vị, dùng một lần liền phải đem Hạ Tử Dục cấp đánh đau. Chu Thành chưa thấy qua Hạ Tử Dục, nhưng hắn phát hiện nữ nhân này rất có ý tứ đương nhiên là nghĩa xấu, Hạ Tử Dục là xa không bằng hắn tức phụ nhi ưu tú, Chu Thành không nghĩ ra nữ nhân này vì sao tổng nhìn chằm chằm Hiểu Lan không bỏ. Ở nông thôn khi tầm mắt không trống trải còn thôi, tới rồi kinh thành đi học, có bao nhiêu chính sự nhi có thể làm, Hạ Tử Dục chính là không làm chính sự, muốn nói nữ nhân này không nửa điểm bản lĩnh, nàng gần nhất giống như lăn lộn cái lớp học bổ túc, trong đầu còn trang vài thứ, Hạ Tử Dục muốn chết muốn sống cướp đi Vương Kiến Hoa, từ điểm đó đi lên nói Chu Thành còn phải cảm kích nàng thành toàn, nhưng Chu Thành cũng suy nghĩ một vấn đề, trong ấn tượng Vương Kiến Hoa là có 3 phần bán tướng, ở nông thôn khẳng định rất xuất sắc. Nhưng tới rồi kinh thành, Hạ Tử Dục vì sao vẫn là đối Vương Kiến Hoa si tâm một mảnh đâu, là đoạt tới nam nhân càng trân quý, vẫn là Vương Kiến Hoa có khác địa phương hấp dẫn Hạ Tử Dục, Chu Thành buộc lòng phải sau lưng nguyên nhân suy nghĩ, hắn tức phụ nhi ngây ngốc, lúc ấy muốn cùng Vương Kiến Hoa hảo, khẳng định không biết Vương Kiến Hoa là gặp nạn công tử, Hạ Tử Dục rất có tâm cơ, cố sức cướp đi Vương Kiến Hoa tất nhiên là đã biết Vương gia tình huống. Chu Thành không nghĩ ra chính là Hạ Tử Dục nơi nào tới tin tưởng Vương Quảng Bình sẽ phản thành phục chức, hoặc là, Hạ Tử Dục chính là đánh cuộc kia điểm điểm khả năng cơ hội, trả thù một người, đánh nát nàng nhất để ý đồ vật mới được. Hạ Tử Dục coi trọng Vương Kiến Hoa càng hơn quá tự thân, Chu Thành nguyên bản muốn kêu Hạ Tử Dục giỏ tre múc nước công giả tràng, nếu Vương Quảng Bình không thể phục chức, Hạ Tử Dục đến nhiều thất vọng, hiện tại tình huống có điểm vượt qua Chu Thành mong muốn, Vương Quảng Bình đường về sự. Chu gia người không thể nhúng tay, Chu Thành đại bá chức vụ, cũng không có khả năng còn cấp Vương Quảng Bình, đó là Chu Thành đại bá phù hợp điều kiện dựa vào chính mình bản lĩnh đảm nhiệm, vì chức vụ cũng không có khả năng dán lên tư nhân nhãn, Vương Quảng Bình rời đi mấy năm còn có thể cho hắn lưu trữ, nhưng Chu gia lúc này cũng là mẫn cảm nhất, không cho Vương Quảng Bình phản thành, người khác sẽ cảm thấy Chu gia quá bá đạo, sẽ cảm thấy Chu Thành đại bá sợ hãi Vương Quảng Bình. Chu Thành đại bá vốn dĩ liền rất mẫn cảm. Chu Thành không thể bởi vì muốn trả thù Hạ Tử Dục liền đem Chu gia toàn bộ đặt tại hỏa thượng nướng, nhưng làm Hạ Tử Dục thỏa thuê đắc ý, tâm tưởng sự thành, Chu Thành cũng xác thật nuốt không dưới kia khẩu khí, không thể ngăn cản Vương Quảng Bình phản thành, kia Vương Quảng Bình phản thành sau chức vụ an bài là có thao tác không gian, quốc gia một lần nữa phân phối công tác, còn phân có hay không thực quyền đâu, cái này là tương đối khó làm, nhưng tá lực đã lực nói, cũng có hy vọng, Chu Thành âm thầm có quyết đoán. Cũng không có cùng Hạ Hiểu Lan để lộ quá. Có thù báo thù tuyệt không liên lụy vô tội người là Hạ Hiểu Lan, Chu Thành làm việc nhi phong cách cùng Hạ Hiểu Lan có điểm sai biệt, Vương Kiến Hoa cũng không tính vô tội, ai kêu hắn ánh mắt không hảo muốn tìm Hạ Tử Dục, cứ sai một cái lão bà sẽ xui xẻo tam đại, nếu không phải Hạ Hiểu Lan chính mình trả thù trở về, Chu Thành sẽ đem Hạ Tử Dục một nhà ba người đều chộp tới đánh gãy tay. Tiên tử hắn chỉ là cấp Vương Quảng Bình tìm phiền toái, Hạ Tử Dục cầu nhân đắc nhân, tương lai không cần quá thất vọng mới hảo. Kiến Hoa, ngươi ba sự ta liên lạc mấy cái lão bằng hữu, thật vất vả đem tài liệu đệ đi lên, hiện tại rốt cuộc có khẳng định hồi đáp, hắn là phù hợp phản thành điều kiện, các ngươi người một nhà cuối cùng có thể đoàn tụ, ngươi đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, ở nông thôn loại địa phương kia còn thảo trở về kinh thành, cảm ơn Trương Thúc Thúc, ngài đối chúng ta cả nhà trợ giúp, ta cả đời đều quên không được. Vương Kiến Hoa một đại nam nhân, lúc này kích động hốc mắt phím hồng, từ xin giúp đỡ không cửa, đến rốt cuộc chờ đến xác thực hồi đáp, từ Vương Kiến Hoa khảo trở lại kinh thành cho tới hôm nay, hắn ước chừng hoa một năm thời gian. Từ trước bạn cũ tình cảm không đi lại cũng mới lạ, Vương Kiến Hoa trừ bỏ chạy cần mẫn, phía trước phía sau còn hướng bên trong đáp đi vào thượng vạn tiền. Này tiền ở trước kia đương nhiên không tính cái gì, nhưng ở hiện tại, là Vương Kiến Hoa lấy không ra. Này 1 vạn đồng tiền, Hạ Tử Dục ra tiểu bộ phận, dư lại tiền có Vương Kiến Hoa đi kim chức kiếm, cũng có Liễu học tỷ mượn cho hắn, nói là sư viện cao niên cấp học tỷ, kỳ thật so Vương Kiến Hoa còn nhỏ 2 tuổi, Vương Kiến Hoa là thi đậu đại học tuổi tác đại tài đương học đệ, Liễu học tỷ đối hắn trợ giúp, Vương Kiến Hoa không dám quên, người này nợ tình hắn chỉ có thể chậm rãi còn, đáp lại Liễu học tỷ tâm ý là không được, hắn đã có Tử Dục đương nhiên cũng là tốt, gần nhất hắn vội vàng chạy quan hệ, cùng Hạ Tử Dục gặp mặt cơ hội đại đại giảm bớt. Hiện giờ chờ tới rồi xác thực tin tức, hắn tự nhiên muốn cùng Hạ Tử Dục chia sẻ. Hạ Tử Dục nhận được tin tức này, thật là so lại chiêu đầy 2 cái ban nhân số học bổ túc học sinh càng cao hứng. Thật tốt quá, Kiến Hoa, này thật tốt quá, Hạ Tử Dục kích động là che giấu không được, Vương Kiến Hoa cũng cảm động, Tử Dục đây là một lòng thế hắn suy nghĩ, lo lắng hắn cha mẹ bên kia, lúc này mới sẽ như thế cao hứng, là thật tốt quá, Trương Thúc Thúc nói mấy ngày nay sẽ có chính thức thông tri. Tử Dục, ta muốn đi nông trường tự mình tiếp bọn họ trở về, Vương Kiến Hoa muốn đi các tỉnh, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là cha mẹ có thể phản thành sự, chỉ cần rời đi cái kia kiện gian khổ nông trường, phụ thân hắn hồi kinh làm gì công tác đều được. Hai người phía trước gặp mặt khi, Hạ Tử Dục cùng hắn nói qua Hạ Trường Chinh bị thương, nàng đem cha mẹ đều tiếp tới kinh thành. Lúc này Vương Kiến Hoa lại hoàn toàn nghĩ không ra, tương lai nhạc phụ nhạc mẫu, là so bất quá thân sinh cha mẹ càng quan trọng. Hạ Tử Dục cũng không ở thời điểm này nhắc nhở, ở trong lòng nàng, Vương Quảng Bình có thể phục chức trở về thành, tầm quan trọng đương nhiên ở các chi Hạ Trường Chinh phía trên, rõ ràng lớp học bổ túc còn có một sạp sự, Hạ Tử Dục cũng không rảnh lo, loại này thời điểm, nàng như thế nào có thể không đi Vương Kiến Hoa cha mẹ trước mặt soát tồn tại cảm. Kiến Hoa, ta tưởng bồi ngươi cùng đi nông trường, muốn cùng ngươi cùng nhau nói cho Thúc Thúc A Di tin tức tốt này. Có thể chứ, hiện tại là nghỉ hè, Vương Kiến Hoa dự tính chính mình qua lại đi một chuyến, có thể đuổi ở khai giảng trước làm tốt chuyện này. Hạ Tử Dục đương nhiên có thể đi, Vương Kiến Hoa hưng phấn gật đầu, ta đây liền đi mua 2 ta vé xe lửa, Vương Kiến Hoa nói không chút do dự, Hạ Tử Dục cũng nhẹ nhàng thở ra, ở Vương gia nghèo túng khi, nàng lựa chọn Vương Kiến Hoa, đó là có tuệ nhãn. Vương gia muốn xoay người, Hạ Tử Dục cũng sợ Vương Kiến Hoa cha mẹ sẽ có bất đồng ý kiến, cho rằng nàng không xứng với Vương Kiến Hoa. Lần trước gặp mặt, Nhiễm Thục Ngọc nhưng thật ra thực thích nàng, lôi kéo nàng nói không ít tri kỷ lời nói, Vương Quảng Bình như vậy cũng không phải thực vừa lòng nàng. Hạ Tử Dục đã sợ thời gian kéo đến lâu lắm, Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc hoàn toàn mất đi phản thành phục chức cơ hội, lại cảm thấy trước mắt Vương gia phu thê phản thành quá thuận lợi, có thể hay không trở mặt không biết người. Mặc kệ thế nào, nàng là không có khả năng từ bỏ Vương Kiến Hoa. Hạ Tử Dục bồi Vương Kiến Hoa bước lên đi các tỉnh xe lửa, lúc này đây là mùa hạ, chẳng sợ lại đổi xe, lộ cũng hảo tẩu rất nhiều. Mùa hè nông trường xanh tươi tốt, cùng mùa đông tĩnh mịch rét lạnh hình thành mãnh liệt tương phản. Người tâm tình cũng là tương phản, Vương Kiến Hoa cùng Hạ Tử Dục đến nông trường khi, Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc phản thành văn kiện cũng đưa đạt nông trường. Nguyên bản đối Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc khắc nghiệt người, hiện tại có thể nói là trước ngạo mạn sau cung kính. Vương Quảng Bình còn ăn mặc quần áo cũ, trên người lại có không nhất định khí độ. Hạ Tử Dục kêu bá phụ khi, Vương Quảng Bình thái độ so lần đầu tiên gặp mặt khi còn lãnh đạm. 404, 500 năm trước là một nhà, 3 càng, tác giả, Bảo Trang Thành. Không chỉ có liền Vương Quảng Bình thái độ lạnh nhạt, Nhiễm Thục Ngọc giống như cũng lãnh đạm vài phần. Hạ Tử Dục thập phần tức giận, Vương gia phu thê phản thành sự, nàng không xuất lực cũng ra tiền, phía trước phía sau cũng hoa mấy ngàn khối, hiện tại muốn qua cầu rút ván, cũng phải nhìn nàng Hạ Tử Dục có đáp ứng hay không. Muốn thay đổi Hạ Hiểu Lan, tương lai cha mẹ chồng là cái dạng này tiểu nhân, mua heo xem vòng, Hạ Hiểu Lan tuyệt đối có bao xa chạy rất xa, còn sẽ may mắn chính mình kịp thời trốn ra hố lửa. Hạ Tử Dục lại hoàn toàn bất đồng, nàng thực có thể nhẫn, cũng nguyện ý nhẫn nguyện ý diễn, trong lòng lại tức giận, trên mặt lại không hiện, tự hồ vẫn chưa nhận thấy được Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc lãnh đạm, lần đầu tiên tới khi thế nào, lúc này đây thái độ cũng không thay đổi, không chỉ có chạy trước chạy sau bận việc, còn cấp hai người mang theo không ít đồ vật, bao gồm hai thân quần áo mới. Nông Trường Xuyên quần áo cũ liền từ bỏ đi, đã đổi mới quần áo, thúc thúc a di cũng rực rỡ hẳn lên bắt đầu tân sinh hoạt. Vương Quảng Bình nhìn nàng liếc mắt một cái, ăn mặc chính mình quần áo cũ thờ ơ. Kiến Hoa liền không nên tìm như vậy một cái đối tượng, kiến thức quá ngắn, đối Vương gia sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn thích xuyên đầy những lỗ vá quần áo cũ, nhưng hắn xuyên một thân quần áo mới trở về thành, làm sao có thể để cho người khác thấy hắn Vương Quảng Bình ở nông trường cải tạo chân thật tình huống, không bắt lấy lúc này đánh đồng tình bài, trống trơn tiên tiên chạy về đi, người khác còn tưởng rằng hắn cùng thê tử là đến các tỉnh nông trường hưởng phúc. Ba, Tử Dục cũng là có ý tốt, vì ngài cùng ta mẹ phản thành sự, Tử Dục cũng không thiếu nhọc lòng, Hạ Tử Dục đãi hắn cha mẹ nhiệt tình, Vương Kiến Hoa cũng không thể nhìn nàng chịu vắng vẻ, nhìn không được mở miệng giúp Hạ Tử Dục nói chuyện, lời này chọc trúng Vương Quảng Bình ống phổi, hắn trở về thành thế nhưng yêu cầu Hạ Tử Dục một cái nông thôn nữ hỗ trợ, Vương Quảng Bình thật mạnh khụ hai tiếng, nghĩ thầm đã nhiều năm không ai đứng đắn dạy dỗ nhi tử, Kiến Hoa vẫn là thiếu vài phần nhạy bén, nhà người khác nữ nhi đương nhiên không về hắn quản, nhi tử là thân sinh còn phải hảo hảo giáo. Nhiễm Thục Ngọc rốt cuộc lại lần nữa vãn trụ Hạ Tử Dục tay, đem giữa môn đạo nói rõ ràng, kỳ thật là dạy dỗ Vương Kiến Hoa. Hạ Tử Dục náo loạn cái đỏ thẫm mặt, thúc thúc, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa chậm trễ ngài sự. Hạ Tử Dục xác thật không biết, này đó càng cao mặt loanh quanh lòng vòng, Hạ Tử Dục trước kia lại không tiếp xúc quá, không ai cùng nàng đem lời nói điểm thấu, chỉ dựa nàng chính mình cân nhắc, Hạ Tử Dục không có khả năng nghĩ đến. Hạ Tử Dục náo loạn như vậy một cái chê cười, không những không có đả kích nàng tính tích cực, đối với gả cho Vương Kiến Hoa, nàng ngược lại càng hướng tới. Điểm này khí tính cái gì, nàng cùng Vương Kiến Hoa kết hôn, sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, Nhiễm Thục Ngọc hiện tại hiểu được đồ vật, Hạ Tử Dục không tin chính mình sẽ lộng không hiểu, ít nhất, nàng có thể thi đậu đại học, liền chứng minh rồi nàng trí lực càng hơn quá người bình thường. Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc này vừa đi, mắt thấy nếu là sẽ không lại hồi địa phương quỷ quái này, văn kiện vừa mới xuống dưới, nông trường mặt khác không có phản thành người, liền có tới cùng Nhiễm Thục Ngọc lôi kéo làm quen, còn có tới tìm Vương Quảng Bình hội báo công tác, trời biết Vương Quảng Bình trở về thành sau chức vụ cũng chưa xác nhận xuống dưới, những người này mỗi ngày đều là ở nông trường làm việc, có gì công tác nhưng hội báo. Quảng Bình, ngươi cũng không thể đã quên chúng ta nha, Quảng Bình đồng chí, ta xác thật là oan uổng, ngươi trở về thành, có thể hay không thay chúng ta hướng về phía trước mặt phản ánh tình huống. Vương Quảng Bình thuận miệng có lệ, hắn nào có tâm tư cùng này đó vô dụng chỗ người giao tiếp, người khác còn ở nông thôn, tâm lại như cũ vượt qua thiên sơn vạn thủy, về tới kinh thành quyền lực tràn. Hạ Hiểu Lan đối Vương gia sự hoàn toàn không biết gì cả, Vương Quảng Bình phục chức phản thành, đối nàng tới nói cũng không gì quan hệ, tuy rằng xác thật sẽ ảnh hưởng đến nàng thu thập Vương Kiến Hoa. Hạ Hiểu Lan tạm thời không rảnh lo, nàng thường xuyên đi tới đi lui với Bằng Thành cùng Dương Thành đèn đóng xưởng, rốt cuộc thu phục hai cái đèn đóng xưởng nguồn cung cấp. Lúc này, Lưu Phân cũng tới rồi Dương Thành. Lúc này đây Lưu Phân không cần lại lén lút nhập quan, Hạ Hiểu Lan đã cho nàng làm tốt biên phòng chứng, Lưu Phân có thể quang minh chính đại tới đặc khu. Lưu Phân cũng không dám đem thư thông báo trúng tuyển mang đến, nửa đường làm rớt làm sao bây giờ. Nàng tới thời điểm, vừa vặn tòa thị chính nhà khách Trang Hoàng tiến hành cuối cùng nghiệm thu, Trang Hoàng khoản đã sớm chi trả, nhà khách đây là quét tước sạch sẽ vệ sinh, chờ lãnh đạo tới nghiệm thu đâu. Hiện tại người khác đều cho rằng Viễn Huy cùng Thang Hoành Ân quan hệ mật thiết, về công về tư, trường hợp này đều phải mời Lưu Dũng tới. Lưu Dũng muốn đem Hạ Hiểu Lan mang lên, vừa vặn Lưu Phân tới rồi đặc khu, vậy cùng đi bái. Tòa thị chính nhà khách, lại là Viễn Huy một cái thành công tác phẩm, cho tới nay mới thôi, nó cũng là nhất lấy đến ra tay tác phẩm. Trang Lam Phượng Hoàng, Khang Vĩ cùng Thiệu Quang Vinh gia, dù sao cũng là tiểu đánh tiểu nháo, nhà khách liền bất đồng. Thượng trăm vạn Trang Hoàng công trình, Viễn Huy này bao gia công ty thật sự trang xong rồi, phía trước cùng Viễn Huy cạnh tranh đối thủ, hiện giờ đều nghĩ đến nhìn xem. Vừa lúc nhà khách nhà ăn cũng bắt đầu buôn bán, Hạ Hiểu Lan đi theo Lưu Dũng đến lúc đó, cái gì Hồng Kông Thiên Thần Trang Trí, Hoa Kiến Tổng Công ty, Nam Thông Một Kiến từ công ty đại biểu đã sớm trình diện, Thiên Thần lão bản Lưu Thiên Toàn cũng tự mình tới, công trình là không bắt lấy tới, cùng đặc khu chính phủ quan hệ không thể xa cách sao, nhà khách giả vờ hiệu quả thật sự không tồi, Viễn Huy, như vậy một cái tiểu công ty, thế nhưng thật sự đem cái này công trình làm xong, từ đấu thầu thành công đến trang hoàng kết thúc, Lưu Dũng chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng, tuyệt đối phù hợp bằng thành tốc độ, Lưu Thiên Toàn là nghĩ đến thăm đế, đều nói Viễn Huy cùng Thang Hoành Ân quan hệ phỉ thiển, Lưu Thiên Toàn không lộng minh bạch cái này bỗng nhiên toát ra tới tiểu công ty là cái gì con đường, Lưu lão bản buổi tối ngủ cũng không yên ổn. Lưu Dũng vừa hiện thân, nhỏ gầy, nhưng thật ra hắn bên người đi theo tuổi trẻ nữ hài nhi, làm Lưu Thiên Toàn trước mắt sáng ngời, hắn ở nội địa gặp qua rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, ở bằng thành bên này cũng có tình nhân, nhưng Hạ Hiểu Lan mỹ mạo, như cũ làm kiến thức rộng rãi Lưu Thiên Toàn kinh diễm, như vậy mỹ nhân, chính là Hồng Kông tiểu thư thi đấu cũng tuyển không ra, Lưu lão bản, hạnh ngộ, kẻ hèn là Thiên Thần Trang Trí Lưu Thiên Toàn, chúng ta vẫn là bổn gia lạp. Lưu Dũng còn ở đánh giá hoàn thành hậu kỳ mềm trang bố trí nhà khách nhà ăn, bỗng nhiên bị cái mập mạp nắm lấy tay cầm hoảng, hắn cũng có chút ngốc, Lưu Thiên Toàn quá nhiệt tình, dăm ba câu giao đãi chính mình thân phận, Lưu Dũng tự nhiên sẽ không vắng vẻ đối phương, chính mình trong túi có bao nhiêu tiền, Lưu Dũng so với ai khác đều minh bạch, Thiên Thần đại lão bản cùng hắn lôi kéo làm quen, Lưu Dũng không nói thụ sủng nhược kinh đi, dù sao cũng là tưởng không rõ, Lưu Thiên Toàn tuy rằng háo sắc, trường hợp này cũng không đến mức lộ ra heo ca xuẩn bộ dáng, hắn rất béo, nói tiếng phổ thông khẩu âm dày đặc, nhưng hắn thật là cái thực có thể nói chuyện phím lôi kéo làm quen người. Hạ Hiểu Lan liền nghe thấy cái này Hồng Kông người lão bản ở 20 phút nội, đã cùng Lưu Dũng nói tới hợp tác vấn đề, đối Lưu Dũng xưng hô cũng biến thành Lưu lão đệ. Lưu Thiên Toàn tưởng cùng Lưu Dũng hợp tác tiếp được khách sạn Nam Hải, trang hoàng công trình, Lưu lão đệ, các ngươi công ty thiết kế thực ưu tú sao? Chúng ta là có hợp tác cơ sở, Lưu Thiên Toàn trong lòng tưởng, thiết kế giá trị cái rắm tiền, rốt cuộc Thang thị trưởng cùng cái này Lưu Dũng là cái gì quan hệ, 405, ta nói là hiểu lầm ngươi tin hay không? 4 càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Thang thị trưởng cùng tỉnh Dự Nam nông dân một mao tiền quan hệ đều không có, đều là Hạ Hiểu Lan da mặt dày kêu Thang Hoành Ân là Thang Thúc Thúc, thường xuyên qua lại rốt cuộc thành công ăn vạ Thang Hoành Ân. Thang Hoành Ân bí thư coi Hạ Hiểu Lan vì hồng thủy mãnh thú, đối tòa thị chính nhà khách công trình nhìn chằm chằm thực khẩn, sợ lãnh đạo anh danh liền hủy ở Lưu Dũng trong tay. Lưu Dũng còn cảm tạ Bành bí thư quan tâm đâu. Thiên Thần Lưu Thiên Toàn chủ động tới nói chuyện hợp tác, nói chuyện với nhau trung, Hạ Hiểu Lan biết đối phương chính là trước 2 năm khai phá bằng thành cái thứ nhất thương phẩm phòng Hồng Kông lão bản, cái này Hạ Hiểu Lan đảo thật sự đối Lưu Thiên Toàn cảm thấy hứng thú lên. Ở Hạ tổng trong mắt, có thể hợp tác kiếm tiền, cho dù là một đầu heo, cũng là đáng giá nàng hoa công phu heo. Lưu lão bản tưởng như thế nào hợp tác đâu, Hạ Hiểu Lan đầu độ mở miệng nói, Lưu Thiên Toàn thật sự khiêng không được này nũng nịu thanh âm. Lưu lão đệ, vị này chính là, đánh chết Lưu Thiên Toàn, hắn cũng không tin vóc dáng thấp bé Lưu Dũng có thể sinh ra như thế xinh đẹp nữ nhi, tuy rằng hai người ánh mắt chi gian là rất giống. Nga, đây là ta cháu ngoại gái Hạ Hiểu Lan, nhà khách thiết kế phương án. Chính là Hiểu Lan tác phẩm, Cung Dương lại không ở đây, có thể cho cháu ngoại gái nổi danh cơ hội, Lưu Dũng mới sẽ không tiếc rẻ. Dù sao Hạ Hiểu Lan báo hoa thanh kiến trúc hệ, sửa nhà cùng trang hoàng cũng không kém rất xa, Lưu Dũng cho rằng Hạ Hiểu Lan về sau khẳng định sẽ làm này một hàng, trang phục, vật liệu xây dựng đều là tiểu đánh tiểu nháo, Lưu Dũng cũng tự cấp cháu ngoại gái lót đường. Lưu Dũng cảm thấy Hạ Hiểu Lan rất có thiết kế thiên phú, tận hết sức lực muốn đẩy mạnh tiêu thụ cháu ngoại gái, Hạ Hiểu Lan chính mình lại rõ ràng, nàng cái gọi là thiết kế thiên phú, bất quá là dựa vào đời trước kiến thức rộng rãi, nàng loại này thuần khoa học tự nhiên tư duy, thành thật ỷ vào tiên tri tiên giác chiếm chút tiện nghi có thể, làm nàng chân chính đi thiết kế có linh hồn tác phẩm, đó là nói nhảm. Bất quá Hạ Hiểu Lan là thật sự tưởng tham gia đến đặc khu khai phá xây dựng tiến trình trung, trước mắt Hồng Kông lão bản Lưu Thiên Toàn. Không thể nghi ngờ là nhóm đầu tiên ở đặc khu kiếm được tiền người, Lưu Thiên Toàn làm đặc khu chính phủ đồng ý nhường ra đất tu thương phẩm phòng, cái gì bồi thường mậu dịch, đều là Lưu Thiên Toàn cùng chính phủ kết phường đánh gần cầu lấy cớ, kiến thủ đô lâm thời cấp kia phòng ở làm ấn bốc cho vay, không phải thương phẩm phòng là gì, Lưu Thiên Toàn vẽ mặt kinh hỉ, đem nhà khách phương án hiệu quả khen lại khen, Hạ tiểu thư tuổi còn trẻ, đã có như vậy xuất chúng năng lực, nội địa quả nhiên đất rộng của nhiều nhân tài đông đúc a. Hạ tiểu thư có hay không hứng thú tới ta danh nghĩa thiên thần trang trí làm kim chức? Lưu Thiên Toàn như thế nào khen, Hạ Hiểu Lan đều da mặt dày chiếu đơn nhận lấy, chỉ cần có thể kiếm tiền, kim chức nàng đương nhiên có thể làm. Nhà khách lớn như vậy trang hoàng công trình, Cung Dương họa một cái phương án cầm 500 khối, Lưu Thiên Toàn nếu có kim chức muốn tìm Hạ Hiểu Lan, thiết kế phí là 500 mặt sau thêm một cái linh nói, Hạ Hiểu Lan sẽ thật cao hứng đáp ứng. Khách sạn Nam Hải không được, đặt khu cái thứ nhất 5 sao cấp ngoại giao khách sạn, 84 năm toàn bộ Hoa Quốc phóng nhãn nhìn lại, nó cũng là cầm cờ đi trước. Hạ Hiểu Lan không phải không dám tiếp cái này sống, 5.000 khối quá ít, mặt sau lại thêm một cái linh nàng đều còn có hại. Trên thế giới bất luận cái gì một nhà khách sạn 5 sao thiết kế đoàn đội, cũng sẽ không bị kẻ hèn 5 vạn hoa tệ thuê. Lưu Thiên Toàn cũng là ý của túy ông không phải ở rượu, Hạ Hiểu Lan lớn lên đẹp, cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói đều là loại hưởng thụ. Nhưng Lưu Thiên Toàn không chỉ có là bởi vì sắc đẹp, hắn mục tiêu vẫn là khách sạn Nam Hải, phải làm thành khách sạn 5 sao, trang hoàng quy cách là rất cao, 100-200 vạn trang hoàng phí, công ty nội thất kiếm tiền đều không ngừng 100-200 vạn. Lưu Thiên Toàn đương nhiên là có tiền, hắn nguyên bản ở Hồng Kông liền có chút tài sản, bởi vì đầu tiên chạy tới Bằng Thành đặt khu ăn con cua, tài sản phiên phiên, hiện tại cũng có mấy ngàn vạn thân gia, nhưng không có người sẽ ghét bỏ chính mình tiền quá nhiều, kẻ có tiền tài phú nếu không thể liên tục tăng trưởng, không có tiến bộ, chính là ở lui bước, có 100 vạn trở lên lợi nhuận, đều đáng giá Lưu Thiên Toàn hạ mình hưu quý chạy tới cùng Lưu Dũng lôi kéo làm quen. Đồng dạng, đối Hạ Hiểu Lan tới nói, 84 niên Hoa Quốc nội mà có hay không 100 vạn phú ông đều phải đánh dấu hỏi, cho dù có cũng không dám ngoi đầu, dưới loại tình huống này, có mấy ngàn vạn thân gia Lưu Thiên Toàn, không thể nghi ngờ là Hạ Hiểu Lan có thể tiếp xúc đến nhất có tiền lão bản. Đại hình quốc xí đương nhiên so Lưu Thiên Toàn tài sản nhiều, nhưng quốc xí tài sản cũng không thuộc về cá nhân, hơn nữa mặc kệ là Hoa Kiến tổng công ty, vẫn là Nam Thông một kiến, này đó đơn vị đại biểu tuy rằng giật mình, Viễn Huy có thể đem nhà khách trang hoàn hảo, lại một chút đều không có đi lên kết bạn Lưu Dũng ý đồ, không có người tưởng cùng Lưu Dũng đến gần, bọn họ coi Viễn Huy là khách sạn Nam Hải trang hoàng công trình người cạnh tranh, chỉ có Lưu Thiên Toàn bất hòa tiền không qua được, cùng với cùng đã chịu Thang thị trưởng ưu ái, Viễn Huy chém giết lưỡng bại câu thương, không bằng cùng Viễn Huy liên hợp lại, cùng nhau ăn xong khách sạn Nam Hải này khối bánh kem. Lưu Thiên Toàn tưởng rất mỹ, duy nhất tính sai chính là Lưu Dũng cái này Viễn Huy lão bản so trong tưởng tượng càng nghèo, đến Bằng Thành tiếp công trình khi chỉ có 4 vạn tiền vốn là của hắn, kiếm lời phân một nửa, tiền vốn cùng lợi nhuận thêm lên không đủ 10 vạn, này tiền lấy 3 vạn nhập cổ an tâm vật liệu xây dựng. Lưu Dũng hiện tại cũng chỉ có mấy vạn của cải, bất luận cái gì công trình đều yêu cầu lót tư, không có nghiệp chủ sẽ dùng một lần đem sở hữu trang hoàng kim cấp xong, Lưu Dũng hiện tại thế an tâm vật liệu xây dựng, trang hoàng không cần lót tư, nhưng cái này sống vốn dĩ chính là không kiếm tiền, Hạ Hiểu Lan tình nguyện tìm Chu Thành mở miệng vay tiền, đều không đi động nàng cửu này mấy vạn khối, chính là nàng cửu tiếp theo đơn xin ý khởi động kim, liền lấy chút tiền ấy. Muốn đi cùng Lưu Thiên Toàn hợp tác bắt lấy khách sạn Nam Hải trang hoàng công trình, Hạ Hiểu Lan cảm thấy vị này Hồng Kông lão bản khả năng hiểu lầm cái gì. Viễn Huy cùng Canh Hồng Ân quan hệ, cũng không có đồn đãi trung như vậy thiết, nhà khách công trình là cơ duyên xảo hợp hơn nữa Thang Hoành Ân hỗ trợ, khách sạn Nam Hải cũng muốn như vậy chơi lời nói, Thang Hoành Ân liền phải chủ động hướng đi bộ môn liên quan giải thích hắn không có thu hối lộ, cho dù muốn tham dự đến khách sạn Nam Hải hạng mục, cũng không thể đánh Thang Hoành Ân cờ hiệu. Chuyện này cần thiết cùng Thang Hoành Ân một chút quan hệ đều không có. Hạ Hiểu Lan trong lòng suy nghĩ cẩn thận, đối Lưu Thiên Toàn cũng nói thẳng không cố kỵ lên, Lưu lão bản, ngài chỉ sợ là hiểu lầm cái gì, khách sạn Nam Hải công trình đối hiện tại Viễn Huy tới nói quá khổng lồ, chúng ta tài chính cùng tư chất đều ăn không vô, ngài nói hợp tác, Hạ Hiểu Lan là rất tưởng phủi sạch quan hệ, ông trời cố tình không phối hợp, không biết ai trước hô một tiếng, Thang thị trưởng tới, nàng còn tưởng rằng ở nói giỡn. Kết quả Thang Hoành Ân từ Bành Bí Thư bồi, trực tiếp hướng bên này đi tới, Thang thị trưởng hảo, lãnh đạo, ngài, Thang Hoành Ân ngừng ở Hạ Hiểu Lan trước mặt, mụ mụ ngươi cũng tới Bằng Thành, hắn vừa rồi ở cửa nhìn thấy một cái bóng dáng rất thục, lần trước mắt kính nát đối phương thân ảnh rất mơ hồ, cũng thật thấy rõ, phát hiện Lưu Phân liền cùng hắn trước đây ấn tượng giống nhau, Thang Hoành Ân không xác định chính mình hay không nhìn lầm, thấy Hạ Hiểu Lan liền thuận miệng vừa hỏi, Hạ Hiểu Lan tâm tình thập phần phức tạp. Vừa rồi giải thích nửa ngày, chẳng phải là uổng phí nước miếng, quả nhiên, Lưu Thiên Toàn vẽ mặt ha hả, cái này kêu cùng Thang thị trưởng không thân a. một chút cũng chưa hiểu lầm được không? 406, giấy thang lãnh đạo, thêm 20, tác giả, Bảo Trang Thành. Thang Hoành Ân chạy tới kéo một câu việc nhà, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Hoa Kiến chờ mấy cái đơn vị đại biểu, trong ánh mắt sát khí hận không thể biến thành thực chất, đem Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng xuyên thủng đóng đinh. Ở ích lợi trước mặt, Hạ Hiểu Lan mỹ mạo lực ảnh hưởng cơ hồ hàng tới rồi số âm. Quan hệ thượng trăm vạn lợi nhuận công trình, chỉ dựa Tích Ngọc Liên hương tâm là không thể mạt bình. Bọn họ vốn là thường xuyên dựa quan hệ ăn cơm đơn vị, lẫn nhau giúp đỡ mới là thái độ bình thường, hiện tại tới rồi bằng thành muốn giảng cạnh tranh vốn dĩ liền rất không thói quen, cố tình còn có cái chói lọi đi cửa sau, Viễn Huy, sở hữu thù hận đều bị kéo qua tới. Thang Hoành Ân cùng Hạ Hiểu Lan nói chuyện, Lưu Thiên Toàn hung hăng cấp Hạ Hiểu Lan đánh thượng, đơn vị liên quan, nhãn. Đáng tiếc, nếu là Thang thị trưởng đơn vị liên quan, lớn lên lại đẹp đều không thể nghĩ cách. Thang Hoành Ân tuy rằng tài hoa đến đặc khu mấy tháng, lớn lên ôn hòa văn nhã, tác phong lại thập phần cường ngạnh, là một cái thật không tốt châm trước người. Dù sao Lưu Thiên Toàn muốn phê tân thổ địa, đưa đến Thang Hoành Ân trong tay quy hoạch phương án đều bị bác bỏ, Lưu Thiên Toàn cũng không có biện pháp, Thang Hoành Ân chính là chủ quản kinh tế, hoa tươi động lòng người, lại có Thang thị trưởng quan hoàng cấp che chở, Lưu Thiên Toàn bình tĩnh lại một lần nữa xem kỹ Hạ Hiểu Lan, hồi tưởng khởi hai người vừa rồi nói chuyện với nhau. Hắn mê mê hoặc hoặc vẫn luôn ở bị này mỹ nhân mang tiết tấu, ấn Lưu Thiên Toàn ý tưởng, trên đời đại bộ phận nữ nhân đều không quá thông minh, cả ngày tình tình ái ái muốn chết muốn sống, có thể làm gì đại sự nhi, nhưng có thiếu bộ phận nữ nhân lại là cực thông minh, mỹ mạo cùng trí tuệ rất ít sẽ cùng tồn tại, một khi đồng thời tồn tại, liền sẽ sáng tạo phi phàm giá trị. Lưu Thiên Toàn cười ha hả, đừng động Viễn Huy, sau lưng chân chính lão bản là Hạ Hiểu Lan vẫn là Lưu Dũng. Hắn là hạ quyết tâm muốn cùng Viễn Huy hợp tác, liền xem Thang thị trưởng hôm nay thái độ, đem Viễn Huy bỏ qua một bên nói, khách sạn Nam Hải, công trình, thiên thần liền không khả năng bắt được tay. May mắn đặc khu chính phủ tài chính không dư giả, chính phủ không chuẩn bị thỉnh nước ngoài trang hoàng đoàn đội tới đón khách sạn Nam Hải, công trình, nếu không kia cạnh tranh càng là thảm thiết. Viễn Huy, tư chất không đủ, Lưu Thiên Toàn, thiên thần, cũng mới thành lập một năm. Hắn cũng thực yêu cầu tiếp được loại này dấu ấn kiến trúc trang hoàng công trình, tới làm thiên thần ở trong ngành nổi danh. Lưu Thiên Toàn phán đoán, khách sạn Nam Hải là Bằng Thành cái thứ nhất 5 sao cấp ngoại giao khách sạn, nhưng Bằng Thành sẽ không chỉ có như vậy một cái khách sạn 5 sao. Hơn nửa năm nay 3 tháng thời điểm, Hoa Quốc cũng xác định tiến thêm một bước mở ra từ Nam tới Bắc 14 cái vùng duyên hải cảng thành thị. Đối ngoại mở ra bước chân lại lớn, đầu tư bên ngoài càng mau dũng mãnh vào. 5 sao cấp ngoại giao khách sạn yêu cầu cũng sẽ biến đại, trang hoàng hảo, khách sạn Nam Hải, Lưu Thiên Toàn cảm thấy chuyên môn làm này một loại công trình cũng rất có tiền đồ, tương lai mấy năm không sợ không sinh ý. Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng bị Hồng Kông lão bản bắt lấy nói chuyện cả đêm lối buôn bán, rốt cuộc chờ đến ăn cơm thời điểm, Hạ Hiểu Lan mới thoát khỏi quá mức nhiệt tình Lưu lão bản. Lưu Phân từ bên ngoài tiến vào, ngồi vào Hạ Hiểu Lan bên người, nhà ăn mềm trang đối thiết kế bản vẽ hoàn nguyên độ rất cao. Tiểu trên bàn cơm bãi bình hoa cùng giá cắm nến, nếu là dùng để ăn đồ ăn Trung Quốc có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng quốc nội người thích cái này giọng, lúc này mọi người thẩm mỹ đều là bàng hoàng, bị áp lực lâu lắm, hết thảy đều hướng nước ngoài làm chuẩn, nghĩ đến nhà khách nhà ăn đối mọi người mở ra nói, sinh ý sẽ không kém, muốn thật dựa theo Hạ Hiểu Lan tâm ý tới, nhà khách liền sẽ trang thuần kiểu Trung Quốc phong cách, kia mới có thể kêu ngoại tân trước mắt sáng ngời đi, thế nào? Đem nhà khách đều đi dạo một vòng đi, Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng nói sinh ý, Lưu Phân cũng nghe không hiểu, Hạ Hiểu Lan dứt khoát làm nàng mẹ chính mình đi dạo, nhà khách là Hạ Hiểu Lan thiết kế, thực tế trang hoàng là Lưu Dũng, Lưu Phân cũng rất tưởng nơi tham quan hạ, dù sao hiện tại còn không có chính thức đối ngoại buôn bán, hôm nay tới chính là chỉ có khách nhân, Lưu Phân tưởng chuyển nơi nào đều sẽ không có người ngăn đón, Lưu Phân cũng là có tiến bộ, nhà khách còn không có cao cấp đến nàng không dám đi lại. Thật sự liền chính mình chạy tới dạo qua một vòng, chính là rất xa nhìn thấy một người hình như là Thang tiên sinh, lớn như vậy cái lãnh đạo nàng tiến lên nói gì, Lưu Phân thập phần túng trốn rồi, tiến vào khi Lưu Phân còn khẩn trương, nguyên lai không phải nhìn lầm người, Thang Hoành Ân hôm nay thật sự tới, vừa rồi nàng trốn tránh động tác không bị đại lãnh đạo cấp nhìn thấy đi, có phải hay không cho nàng khuê nữ, cho nàng đại ca mất mặt. Lưu Phân cũng có chút thấp thỏm. Cố tình hôm nay không biết nhà khách cái kia đầu động kinh, tưởng ở lãnh đạo trước mặt huyễn một đợt, an bài chính là cơm tây. Lưu Dũng cùng Lưu Phân này hai ruột thịt đồ nhà quê lập tức đã bị đánh hồi nguyên hình, đao cùng xoa dùng như thế nào, mâm sao cấp thượng chính là đại khối thịt, ruột thịt đồ nhà quê huynh muội hai mặt nhìn nhau, Hạ Hiểu Lan cũng muốn đỡ tráng, đều do nàng, huấn luyện còn không có cho nàng mẹ cùng nàng cửu đuổi kịp, mang theo ăn chút tiệm cơm quốc doanh còn chưa đủ, hải sản món chính hưởng qua, cơm tây phương diện này còn không có tiếp xúc đâu. Hạ Hiểu Lan một bên làm khởi làm mẫu, một bên thực tự nhiên giảng giải, giống nhau là tay phải cầm đao, tay trái lấy xoa, tựa như như vậy thiết một tiểu khối thịt bò xuống dưới, đúng, không cần quá dùng sức, thiết mâm kẻo kẹt vang người khác sẽ xem chúng ta, là rất kỳ quái, người bình thường thói quen dùng tay phải lấy chiếc đũa, cơm tây là phản tới, yêu cầu tay trái lấy nĩa đem đồ ăn hướng trong miệng đưa, Lưu Phân là không thói quen, Hạ Hiểu Lan dứt khoát đoan quá nàng mâm, trực tiếp đem thịt bò cấp cắt thành tiểu khối, ngài như thế nào thuận tay như thế nào tới, nói cái gì quy củ, nơi này đều là một đám tóc đen da vàng người, dùng cơm lễ nghi loại sự tình này, không có làm nàng mẹ ăn tự tại quan trọng, Hạ Hiểu Lan này nhất cử động, làm vài cá nhân nhẹ nhàng thở ra. Kẻo kẹt đem bò bít tết thiết hảo, vẫn là đổi tay phải lấy nĩa thuận tay a. Thang Hoành Ân ở tại một khác bàn, thấy cũng cảm thấy buồn cười, không biết vì sao nhớ tới ở Hạ Hiểu Lan lần trước ở Dương Thành mang nàng mụ mụ ăn điểm tâm sáng, cũng là điểm một bàn điểm tâm, giống cái nhà giàu mới nổi như vậy lo chính mình ăn, mỗi ăn một đạo còn muốn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút điểm tâm có gì chú ý, chung quanh những cái đó cao tuổi thực khách, đại khái là rất bất mãn, Thang Hoành Ân nguyện ý giúp một phen Hạ Hiểu Lan, cũng là xem nàng khôn khéo về khôn khéo, ở hiếu thuận trưởng bối thượng chọn không ra tật xấu, nếu hắn hài tử ở trước mặt lớn lên, không biết có thể hay không cùng Hạ Hiểu Lan giống nhau, chầu này cơm, rất nhiều người cấp Thang Hoành Ân kính rượu, rời đi nhà khách khi hắn liền có điểm uống cao, dạ dày cũng ở ẩn ẩn làm đau, người còn đứng đến ổn, cả người đi thực không thoải mái, Hạ Hiểu Lan tự nhiên muốn cùng Thang Thúc Thúc chia tay, Bành Bí Thư chỉ biết lãnh đạo uống rượu nhiều, còn không có phát hiện Thang Hoành Ân dạ dày đau sự, Lưu Phân thấy Thang Hoành Ân không tự giác nhíu mày, bối hơi hơi cung, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Thang tiên sinh, ngài có phải hay không dạ dày không thoải mái, Thang Hoành Ân liếc nhìn nàng một cái, Lưu Phân bắp chân liền mềm, không nên kêu Thang tiên sinh, người khác đều kêu Thang thị trưởng, lãnh đạo, ngài dạ dày đau lại tái phát, Thang Hoành Ân không phản bác, Bành Bí Thư nơi nào không rõ. Làm một ngoại nhân nhìn ra lãnh đạo không thoải mái, Bành Bí Thư tự giác thất trách, muốn đưa Thang Hoành Ân đi bệnh viện, không cần, đưa ta về nhà đi, Bành Bí Thư sốt ruột, như vậy sao được, hôm nay ngài gia bảo mẫu nghỉ. Ngài một người ở nhà, Hạ Hiểu Lan lại không tỏ thái độ, EQ khẳng định ở số âm, này Thang Thúc Thúc thân thể, sao như là giấy giống nhau, lần trước gặp mưa phát sốt, hôm nay uống rượu liền dạ dày đau, 407, dạ dày ung thư. Một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Thang Hoành Ân cũng không phải Bằng Thành người địa phương, tới Bằng Thành nhậm chức, một người trụ cũng không kỳ quái, đặc biệt là nhậm chức thời gian đoạn nói, người trong nhà công tác khả năng còn không có điều lại đây. Bảo mẫu lại nghĩ nói, Thang thị trưởng liền thành không ai chiếu cố tiểu đáng thương. Hắn nếu là nguyện ý nói, chỉ sợ tranh nhau muốn chiếu cố lãnh đạo người sẽ đem Thang Hoành Ân gia ngạch cửa dẫm lạng, nhưng Thang Hoành Ân hiển nhiên sẽ không bốn phía đi tuyên dương chính mình thân thể không khỏe. Hạ Hiểu Lan nếu là không biết cũng thế, nghe thấy được Bành Bí Thư nói như vậy, nàng khẳng định muốn tỏ vẻ quan tâm. Thang Hoành Ân chính là giúp rất lớn một cái vội, nhà khách công trình không chỉ có là kiếm lời mười mấy vạn. Đêm nay Thang Hoành Ân không sợ hãi lời đồn đãi cùng Hạ Hiểu Lan chủ động nói chuyện, chính là chứng thực hắn Lạc Viễn Huy, chỗ dựa đồn đãi. Bành Bí Thư, nếu không chúng ta đi theo đi chiếu cố hạ, Thang Thúc Thúc dạ dày đau giảm bớt chúng ta liền rời đi, Hạ Hiểu Lan chính mình một người đi khẳng định không được, đến lúc đó truyền chính là nàng cùng Thang Hoành Ân màu hồng phấn tai tiếng, nàng có thể cùng Lưu Phân cùng đi. Lưu Dũng chính mình đều đầy người mùi rượu, Hạ Hiểu Lan làm lý đóng lương đưa Lưu Dũng trở về. Thang Hoành Ân cái trán có tinh mịn mồ hôi, xem ra dạ dày bộ không khỏe tăng thêm, Bành Bí Thư thấy lãnh đạo không ra tiếng phản đối, liền đồng ý Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Phân lên xe, Bành Bí Thư không phải sinh hoạt Bí Thư, đại nam nhân chiếu cố Thang Hoành Ân không như vậy tinh tế, ở trên đường cấp Thang Hoành Ân ăn dạ dày dược, xe chạy đến một nửa, Thang Hoành Ân khiến cho Tiểu Vương dừng xe, vọt tới ven đường đem rượu cùng dạ dày dược cùng nhau phun ra, vẫn luôn phun đến dạ dày không có gì đồ vật. Tất cả đều là toan thủy Thang Hoành Ân mới ở Bành Bí Thư nâng lần tới đến trong xe, phun qua sau hắn ngược lại hảo chút, chính là xanh cả mặt, dạ dày đồ ăn đều phun hết, Hạ Hiểu Lan chạy tới ven đường gõ vài gia môn mới mượn đến nước ấm, làm Thang Hoành Ân súc miệng, uống lên điểm nước ấm giảm bớt, xe một đường chạy đến Thang Hoành Ân chỗ ở, Không có gì tiểu lâu, đặc khu đang ở tu sửa trung, Thang Hoành Ân nơi chính là bình thường phòng ở, ấn cấp bậc so bình thường cán bộ phòng ở đại, chính là cái tam thất, này nhà ở thật không giống cái gia, không phải nói không trang hoàng quá phá, trên mặt đất phô bạch gạch men sứ thực ánh sáng, đèn một khai sạch sẽ liền bóng người tử đều chiếu thấy, chính là nơi nào đều lạnh như băng, không điểm pháo hoa hơi thở, giống cái lâm thời đặt chân nhà khách. Bành Bí Thư cùng Tiểu Vương hai người đem Thang Hoành Ân đưa đi phòng ngủ, chạy ra giải thích, ngày thường đều là có bảo mẫu nấu cơm, lãnh đạo ở nhà ăn cơm thời gian cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay bảo mẫu xin nghỉ. Đêm nay ta lưu lại chiếu cố lãnh đạo, phiền toái các ngươi hỗ trợ làm điểm đồ vật cấp lãnh đạo lót lót dạ dày, ta ngày mai liền an bài người tới thay ca. Bành Bí Thư nấu cơm trình độ, chính là miễn cưỡng làm cơm không hồ, Hạ Hiểu Lan nấu cơm trình độ liền so Bành Bí Thư cao một chút, cao cũng hữu hạn. May mắn Lưu Phân còn ở, được đến Bành Bí Thư sau khi cho phép, Lưu Phân chạy đến trong phòng bếp, hóa lỏng khí bể bếp nàng sẽ không dùng, nhưng nàng sẽ làm ăn nha, dạ dày không thoải mái, không thể ăn cơm, làm điểm mì sợi, Lưu Phân còn rất có kinh nghiệm, Hạ Hiểu Lan đoán là trước đây chiếu cố Hạ Đại Quân tích lũy, ký ức, trung Hạ Đại Quân liền thường xuyên uống say khước, lại phun lại uống say phát điên, còn muốn cho Lưu Phân thu thập, Thang Hoành Ân gia phòng bếp thực sạch sẽ. Thỉnh bảo mẫu vẫn là thực tận tâm, này không phải không đuổi kịp tranh sao, vừa vặn xin nghỉ, tủ bát nhảy ra bột mì, Lưu Phân tay chân lanh lẹ cán một chén mì. Cố ý đem mì sợi nấu hơi chút mềm một chút, tích điểm nước tương khác cũng chưa phóng, Bành Bí Thư đoan đi vào, Thang Hoành Ân ăn hơn phân nửa chén, lúc này lại lần nữa uống thuốc xong, nhưng thật ra không lại phun quá, Thang Hoành Ân còn đánh lên tinh thần làm Tiểu Vương nhớ rõ đưa Hạ Hiểu Lan mẹ con, đại buổi tối. Đừng quá chậm trễ nàng hai, đây là có tài xế cùng Bí Thư ở, nếu không Thang Hoành Ân lại khó chịu cũng sẽ không đồng ý Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Phân đại buổi tối tới nhà hắn. Hắn là thân mình không sợ bóng dáng nghiêng, nhưng lời đồn đại đối nữ đồng chí tới nói ảnh hưởng quá xấu. Lại nói nhân gia cũng không phải hắn bảo mẫu, không có ai đương nhiên nên chiếu cố hắn. Trước khi đi, Lưu Phân vẫn là cấp Bành Bí Thư nói hạ chú ý hạng mục công việc, nàng vừa rồi thấy phòng bếp trong một góc chất đống điểm củ mài. Lại tìm ra một củ cải, đều cắt thành đinh cùng mễ cùng nhau ngao ở trong nồi, buổi sáng có thể uống chén cháo, không cần ăn cay, quá du, đại lãnh đạo uống nhiều quá cũng sẽ dạ dày đau, Lưu Phân là thực kính sợ đại nhân vật, bất quá lần trước cũng cấp Thang Hoành Ân chịu đựng cháo, nàng lần này là nhẹ xe liền thục, Bành Bí Thư cũng không rảnh lo trong lòng có ý kiến Hạ Hiểu Lan có phải hay không tâm cơ thâm trầm, lãnh đạo nguyện ý tín nhiệm, nhân gia cũng xác thật tổng ở thời khắc mấu chốt lấy lòng cảm. Bành Bí Thư chỉ có thể cảm khái Hạ Hiểu Lan vận khí tốt, trên đường trở về, Hạ Hiểu Lan nhịn không được hỏi câu, Thang thúc thúc thường xuyên dạ dày đau không, lãnh đạo có đôi khi vội lên không rảnh lo ăn cơm, bảo mẫu lời nói cũng không dùng được, dạ dày nhưng không phải rơi xuống tật xấu, Tiểu Vương nói hai câu cũng không lại nói, đương Bí Thư đương tài xế đều không cần lời nói quá nhiều, Hạ Hiểu Lan đều thấy dạ dày đau, mấy câu nói đó cũng không tính gì, cần phải tiếp tục nhiều lời, liền phải xả đến lãnh đạo riêng tư. Hạ Hiểu Lan như suy tư gì, bảo mẫu lời nói không được việc, kia người trong nhà cũng yên tâm hắn một người ở Bằng Thành công tác, gặp mưa liền phát sốt, uống rượu liền dạ dày đau, này thân thể cũng thật không tốt, Hạ Hiểu Lan không phải xen vào việc người khác, nàng thật vất vả bế lên cái đùi, đùi thân cư địa vị cao ổn định vững chắc thật tốt, thân thể trước suy sụp làm sao, Bành Bí Thư nói Thang Hoành Ân một người trụ, lần trước Tiểu Vương cũng chưa nói liên hệ Thang Hoành Ân người nhà. Hạ Hiểu Lan vừa rồi quan sát, một chút người khác dấu vết đều không có, ảnh chụp đều không lay động cái, Thang Hoành Ân này nên không phải là người cô đơn đi. Bành Bí Thư nói bảo mẫu xin nghỉ, hắn sẽ mau chóng tìm người hỗ trợ chiếu cố lãnh đạo. Ngày hôm sau Thang Hoành Ân tỉnh lại sau cũng uống cháo, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, Thang Hoành Ân cứ theo lẽ thường đi làm, nào biết giữa trưa ở đơn vị nhà ăn ăn qua cơm trưa lại phun ra, lúc này nhất định phải đi bệnh viện, đầu tiên là toàn thân kiểm tra, lại chiếu dạ dày kính. Bác sĩ nói Thang Hoành Ân có so nghiêm trọng loét dạ dày bệnh trạng, muốn vào một bước kiểm tra, bài trừ ung thư biến khả năng tính. Bành Bí Thư dựa vào bệnh viện tường đã phát một lát ngốc, lãnh đạo đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, sao có thể sẽ đến ung thư, các ngươi nhất định phải điều tra rõ, không thể lầm. Thang Hoành Ân dạ dày vẫn luôn không thoải mái, thói quen tính nôn mửa, làm hắn cái gì đều không muốn ăn. Bành Bí Thư cấp không biết làm sao bây giờ, tài xế Tiểu Vương trong lén lúc nói. Chuyện này muốn nói cho Hạ Hiểu Lan các nàng sao, Bành Bí Thư cảm thấy Tiểu Vương sợ không phải điên rồi, ở kiểm tra kết quả không ra tới trước, phong tỏa tin tức đều không kịp, còn chủ động nói cho Hạ Hiểu Lan các nàng. Hạ Hiểu Lan tính cái gì, những người đó không biết mới loạn truyền là lãnh đạo thân thích, người khác không biết, tiểu vương còn có thể không biết sao. Tiểu vương bị mắng một đốn, ủy khuất đã chết, ta xem lãnh đạo còn rất thích ăn Hạ Hiểu Lan mụ mụ làm gì đó, Dự Nam khẩu vị sao, tiểu vương đều biết Thang Hoành Ân ở Dự Nam ngốc quá, Bành Bí Thư tự nhiên cũng biết, như thế cái có thể thử xem biện pháp, củ mài củ cải cháo loại đồ vật này ai đều sẽ làm, vì sao lãnh đạo ăn Lưu Phân làm liền không phun, khác liền không được. Bành Bí Thư cảm thấy là lãnh đạo tâm lý nguyên nhân, tưởng niệm địa đạo Dự Nam khẩu vị. Đồng dạng là mì sợi, Bằng Thành bên này ăn chính là tinh tế nước kiềm mặt, Dự Nam bên kia lại là tay cán bột. Nghe được Bành Bí Thư thỉnh cầu, Hạ Hiểu Lan nhíu mày hỏi Lưu Phân, mẹ, ngài muốn đi sao? 408, công tác chứng thực có lệch lạc, 2 càng, tác giả, Bảo Trang Thành, hỗ trợ chiếu cố Thang Hoành Ân mấy ngày khẳng định không gì. Hạ Hiểu Lan nếu là sẽ nấu cơm, nàng chính mình không chút do dự liền đi, tựa như Lưu Dũng chủ động tới cửa giúp Quốc Miên xưởng viên hồng mới vừa cha mẹ làm việc nhi, người tưởng được đến cái gì, liền không cần tiếc rẻ chính mình trả giá. Bất quá Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng làm loại sự tình này bình thường, hai người đều là có giả tâm người làm ăn, Lưu Phân trước đây chính là thành thật nông thôn phụ nữ, Hạ Hiểu Lan còn không đến mức làm thân mụ đi cho người ta đương bảo mẫu đổi lấy chỗ tốt, làm Lưu Phân đi chiếu cố Thang Hoành Ân, nàng có thể tự tại sao? Nhưng một ngụm cự tuyệt, giống như lại quá không có nhân tình mùi vị. Thang Hoành Ân hỗ trợ cũng không lấy gì chỗ tốt, một chút thổ đặc sản liền đem thị trưởng đại nhân cấp thu mua, này đều làm đến nằm viện, lần này bệnh bao tử hẳn là rất nghiêm trọng, tìm đến thích hợp người, Bành Bí Thư cao cao tại thượng, mới sẽ không đối Hạ Hiểu Lan mở miệng, Hạ Hiểu Lan chính là cố kỵ chính mình, mới làm Lưu Phân chính mình quyết định, Lưu Phân cũng không hiểu được chiếu cố lãnh đạo có gì quy củ. Mặt khác sự nghiệp không cần nàng làm, chính là hỗ trợ nấu cơm, ta đây thử một lần, đem cơm làm tốt đưa đi bệnh viện là được, nàng đều không cần cùng Thang tiên sinh gặp mặt, bất quá Lưu Phân sẽ làm chính là vài thứ kia, cũng chỉ có thể căng da đầu làm Dự Nam cơm nhà. Bành Bí Thư nói Thang Hoành Ân ẩm thực muốn thanh đạm, trừ bỏ cháo chính là mì sợi, mấy thứ này Lưu Phân đưa ra đi đều ngượng ngùng, bất quá tặng hai đốn sau, Bành Bí Thư cấp phản hồi cũng không tệ lắm, Hạ Hiểu Lan đều cảm thấy không thể hiểu được. Không nghĩ tới Thang Hoành Ân còn thích ăn Dự Nam Việt nhà mùi vị, một chút Dự Nam khẩu âm đều không có, hẳn là không phải Dự Nam người đi. Hạ Hiểu Lan vội giống con quay chuyển, cùng Lưu Dũng đi bệnh viện xem qua một lần Thang Hoành Ân, Thang Hoành Ân ở nghỉ ngơi, Bành Bí Thư lời trong lời ngoài nói lãnh đạo yêu cầu tĩnh dưỡng, Hạ Hiểu Lan cũng ngượng ngùng lại đi quấy rầy. Thang Hoành Ân bên này nằm viện, có gặp mặt một lần Lưu Thiên Toàn lại cùng Viễn Huy liên tiếp tiếp xúc, hẹn Lưu Dũng đi ra ngoài ăn qua vài lần rượu. Lưu Dũng chỉ kém đào tâm hoa tự nói chính mình chơi không chuyển, khách sạn Nam Hải, như vậy đại công trình, Lưu Thiên Toàn lại nói tài chính không là vấn đề, Lưu lão đệ, quan trọng là chúng ta hai nhà kết phường, một cái ra tiền, một cái xuất lực, có thể bắt lấy khách sạn Nam Hải, công trình, kiếm lời đại gia cùng nhau phân sao, Lưu Dũng giải thích cũng vô dụng a. Hắn nếu là nói chính mình thật sự cùng Thang Hoành Ân một mao tiền quan hệ không có, Thang Hoành Ân làm trò người ngoài mặt đều cùng Hạ Hiểu Lan chào hỏi. Hiện tại hắn muội tử Lưu Phân xem như Thang Hoành Ân lâm thời bảo mẫu, này tính cái gì quan hệ, trước đáp lời hắn, chỉ cần không ký hợp đồng, đó chính là ngoài miệng nói mà thôi. Chờ khách sạn Nam Hải, trang hoàng công trình đấu thầu, ngài lại xem cụ thể tình huống, khách sạn 5 sao trang hoàng, Viễn Huy, không chỉ có là tư chất không đủ tiêu chuẩn, Lưu Dũng cùng Hạ Hiểu Lan cũng thấu không ra nhiều như vậy tiền, một nhà khách sạn 5 sao, chẳng sợ ở 1984 năm, trang hoàng đề cập cũng là thượng ngàn vạn tiền, đem Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng bó cùng nhau áp cấp ngân hàng, đều thải không được như vậy nhiều tiền, liền Viễn Huy tư chất, tham dự đấu thầu tư cách đều không có, Hoa Kiến tổng công ty cùng Nam Thông mấy nhà xây dựng đơn vị nhìn chằm chằm này khối đại thịt mỡ, Viễn Huy lại nghĩ đến một lần nhà khách trang hoàng công trình như vậy nhặt của hời cũng không có khả năng, Hạ Hiểu Lan phía trước không nghĩ tới khách sạn Nam Hải, công trình, nhà khách cùng khách sạn 5 sao bất đồng. Lưu Dũng liền làm những cái đó nhập khẩu vật liệu xây dựng cũng chưa phương pháp, trang hoàng công nhân kỹ thuật cũng không đạt tiêu chuẩn, thiết kế cũng không thể lại dựa Hạ Hiểu Lan cái này gà mờ lừa gạt qua đi. Nàng có thể căn cứ đời trước hiểu biết họa một họa trang hoàng bản vẽ, nhưng khách sạn 5 sao thông gió cung ấm công trình, Hạ Hiểu Lan căn bản trị không được. Lúc này điều hòa như thế nào trang, cũng thuộc về tấm thông chuyên nghiệp, muốn dạy, không phải trang bị gia dụng điều hòa, trên tường khai cái khổng là được. Lưu Thiên Toàn coi trọng vẫn là Viễn Huy cùng Thang Hoành Ân chặt chẽ quan hệ, nương Viễn Huy thân xác, tiếp được khách sạn Nam Hải, công trình, lại phân điểm lợi nhuận cấp Viễn Huy. Nghe tới Viễn Huy giống như không cần thao quá đa tâm là có thể lấy không tiền. Hạ Hiểu Lan biết, này vừa lúc là Viễn Huy nhất không thể làm sự. Kinh thành, Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc từ nông trường hồi kinh, Vương Kiến Hoa chỉ lo cao hưng, tự mình chạy tới các tỉnh tiếp cha mẹ trở lại kinh thành, lại chưa nghĩ ra dàn xếp vấn đề. Vương gia trước đây trụ phòng ở đã sớm bị quốc gia thu hồi, hiện tại Vương Quảng Bình công tác không có chứng thực, tân đơn vị phân phòng tự nhiên cũng không xuống dưới. Vương Kiến Hoa nếu là suy xét cẩn thận, nên ở đi các tỉnh trước đem nơi tìm hảo, hắn cùng Hạ Tử Dục đều là có thể ở lại trường học ký túc xá, nghĩ có bộ phận học sinh là sẽ không rời đi trường học, hai người có thể vẫn luôn trụ trường học ký túc xá, kia Vương Quảng Bình cùng Nhiễm Thục Ngọc có thể cùng nhau tể ký túc xá, kinh thường Hạ Tử Dục. Hiện tại vẫn là muốn dựa Hạ Tử Dục, trụ nhà khách tiền là Hạ Tử Dục lót, ở nhà khách ở một tuần, Vương Quảng Bình tân công tác rốt cuộc chứng thực, Vương gia người tất cả đều thực ngoài ý muốn, cái này công tác đương nhiên không thể nói kém, nhưng cùng Vương Quảng Bình phía trước dự đoán hoàn toàn bất đồng, giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư, cho dù là đi quốc xí, cũng so giáo dục bộ cường. Giáo dục bộ là thực không dễ dàng làm ra thành tích, vậy thuyết minh ngươi thích hợp giáo dục công tác. Sẽ được đến bên trong lên chức. Cũng liền chỉ đây là dừng lại. Cùng Vương Quảng Bình hùng tâm tráng chí quả thực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lão Trương, này công tác an bài, có phải hay không quá thích hợp, Vương Quảng Bình nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy là có người đang âm thầm phá rối. Đến nỗi ai phá rối, dù sao cũng là hắn năm đó đắc tội người. Vương Quảng Bình năm đó thăng đến mau, nổi bật chính kính khi đắc tội quá không ít người, nếu không như thế nào người khác đã sớm phản thành. Hắn còn bị quên đi ở các tỉnh nông trường, Vương Quảng Bình biết nhất định là có người ở ngăn đón hắn phản thành. Lão Trương cũng làm không rõ trạng huống, phía trước khẳng định không phải đi giáo dục bộ, chứng thực công tác thời điểm không biết nơi nào tới tiếng gió, nói người ở nông trường gian khổ điều kiện hạ, cũng không thả lỏng đối nhi tử yêu cầu, Kiến Hoa từ xa xôi địa phương thi đậu kinh thành đại học, người đối giáo dục công tác là có tâm đắc, Vương Quảng Bình muốn mắng nương, Kiến Hoa thi đậu đại học quản hắn chuyện gì, một cái ở các tỉnh. Một cái ở tỉnh Dự Nam, cách Thiên Sơn Vạn Thủy mấy tháng thông một phong thơ, Vương Quảng Bình chính mình cũng không phải gì cao bằng cấp, còn có thể điều khiển từ xa đi bắt nhi tử Vương Kiến Hoa giáo dục. Việc đã đến nước này, tổ chức thượng nhâm mệnh cũng không thể phản bác, Vương Quảng Bình chỉ có thể bóp mũi đi giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư. Nhiễm Thục Ngọc nhưng thật ra rất nghĩ thoáng, giáo dục cao đẳng tư có phải hay không quản đại học. Cái này đơn vị khá tốt, Kiến Hoa tiền đồ ngươi có thể bảo đảm, sinh viên nhiều như vậy. Phân phối ở nơi nào công tác, khởi điểm là tuyệt đối bất đồng, Vương Quảng Bình năm nay đều có 50 tuổi, còn có thể lại làm nhiều ít năm, Vương Kiến Hoa tốt nghiệp đại học đã 28-9 tuổi, cùng 20 tuổi xuất đầu liền tham gia công tác người một so, hiển nhiên là lạc hậu mấy năm, Vương Quảng Bình ở giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư liền bất đồng, có thể thế Vương Kiến Hoa tuyển một cái tốt phân phối nơi đi, như thế nào cũng muốn đem mấy năm nay thời gian kém đền bù lên, công tác chứng thực. Tự nhiên sẽ thay Vương Quảng Bình một lần nữa phân phối phòng ở. Hạ Tử Dục nghe nói tương lai công công ở giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư đi làm, nàng trong lòng liền bắt đầu đánh lên bàn tính. Giáo dục cao đẳng tư, Hoa Thanh đại học về không về giáo dục cao đẳng tư quản, 409, thiếu niên lập chí, tác giả, Bảo Trang Thành. Vương Quảng Bình cảm thấy chính mình công tác an bài cùng mong muốn có rất lớn lệch lạc. Chu Thành nghe nói đối phương cuối cùng xác nhận muốn đi giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư. Hắn cũng cảm thấy có lệch lạc, rốt cuộc không thể động tĩnh quá rõ ràng, tuy rằng đem Vương Quảng Bình nguyên bản chứng thực công tác cấp giảo thất bại, Chu Thành tay cũng duỗi không đến như vậy trường, có thể quyết định Vương Quảng Bình cái này cấp bậc nhân công làm an bài, Chu Thành ở ra sức nhi, người khác cũng ở xuất lực, còn có âm thầm quấy đục thủy, cuối cùng khiến cho Vương Quảng Bình đi giáo dục bộ giáo dục cao đẳng tư, Vương Quảng Bình không nghĩ đi giáo dục bộ, Chu Thành đồng dạng không hy vọng đối phương đi. Đối Vương Quảng Bình tới nói đi giáo dục bộ là dưỡng lão chức vụ, Chu Thành còn lo lắng đối phương đối hắn tức phụ nhi Hiểu Lan chơi xấu đâu, rốt cuộc Hiểu Lan chính là muốn đi Hoa Thanh đại học báo danh. Ngược lại Chu Thành lại bật cười, Vương Quảng Bình vội vàng đứng vững gót chân đều không dễ dàng, hắn nếu có thể nghe Hạ Tử Dục bài bố, cũng nào không đến từ nông trường trở về thành phục chức, tựa như nhà hắn, Hiểu Lan nếu là đối hắn ba nói điểm tính kiến thiết ý kiến, Chu Quốc Bân sẽ suy xét. Nhưng Hiểu Lan nếu là đến Chu Quốc Bân trước mặt nói một hồi Hạ Tử Dục nói bậy, làm Chu Quốc Bân hỗ trợ đối phó một cái nữ sinh viên, Chu Quốc Bân chỉ sợ một chút mặt mũi đều sẽ không cấp, dù sao Vương gia trong khoảng thời gian ngắn không thể nhảy nhót lên, Chu Thành cũng không cần đi quản. Vương Quảng Bình công tác, ảnh hưởng lớn nhất hẳn là Vương Kiến Hoa tương lai phân phối. Lúc này Hạ Tử Dục khẳng định càng sẽ không đối Vương Kiến Hoa buông tay, chính là cái kia lớp học bổ túc, ỷ vào Vương Quảng Bình chức vụ tiện lợi, nói không chừng cũng muốn làm hành động lớn cường, Chu Thành tuyệt đối không muốn thấy như vậy một màn, đem Hạ Tử Dục cùng Vương Kiến Hoa tách ra đâu. Chu Thành cảm thấy này hai người kỳ thật rất xứng đôi, muốn bỗng đánh Nguyên Ương, Chu Thành còn rất chần chờ, cũng không cần hắn ra tay, liền Vương gia người tác phong, Vương Quảng Bình trở về thành phục chức, Hạ Tử Dục có thể hay không nhịn qua này quan đều nói không tốt. Chu Thành quyết định nhìn lại, Vương Quảng Bình chức vụ cố nhiên có thể trợ giúp Hạ Tử Dục lớp học bổ túc phát triển, nếu Vương Quảng Bình thật sự nhúng tay, thông qua lớp học bổ túc bên kia kỳ thật cũng có thể trái lại đối phó Vương Quảng Bình, làm Hạ Tử Dục cùng Vương gia người đi gà bay chó sủa, có phải hay không hắn tức phụ nhi càng muốn nhìn đến. Chu Thành cười lạnh, Hạ Tử Dục trải qua sự, hắn một kiện đều không có quên. Giữa tháng 8, một phong đăng ký tin đưa đến Thất Tỉnh thôn, Trần Khánh thư thông báo trúng tuyển tới rồi, đối ngoại kinh Mậu Đại học, người nhà quê không hiểu cái này trường học tốt xấu, bọn họ liền biết Trần Khánh khảo chính là kinh thành trọng điểm đại học. Năm nay Thất Tỉnh thôn một hơi ra hai cái sinh viên, tuy rằng ở Hạ Hiểu Lan tỉnh trạng nguyên quan hoàng hạ, Trần Khánh thành tích giống như không như vậy lóa mắt, nhưng Trần Vượng Đạt uy tín cao, so với Hạ Hiểu Lan cùng người trong thôn không thân, Trần Khánh chính là người trong thôn nhìn lớn lên. Hắn đã chịu thư thông báo trúng tuyển, đối toàn bộ thôn đều là đại hỷ sự, Trần gia đại bãi yến hội, chúc mừng Trần Khánh thi đậu trọng điểm đại học, Cung Dương cả ngày ở trong thôn trông coi, cũng bị kêu đi uống rượu. Thương đại mỹ thuật hệ cao tài sinh, Đỉnh Thái Dương làm hơn một tháng việc, bị phơi cùng Trần Khánh giống nhau ngâm đen, hai người tuổi không sai biệt lắm, Trần Khánh mỗi ngày đều đi công trường hỗ trợ, cũng Cung Dương cũng quen thuộc lên, biết Trần Khánh thi đậu chính là đối ngoại kinh Mậu Đại học, Cung Dương thế hắn cao hứng, đừng động sao nói, học kinh tế khẳng định so học mỹ thuật có tiền đồ, vẽ tranh chính là 100 học sinh khả năng không một cái có thể xuất đầu, đệ tử nghèo đến nghèo túng họa gia, quá độ không chút nào không khỏe. Cung Dương cùng khác học mỹ thuật không giống nhau, hắn thi vào đại học, mỹ thuật hệ tốt nghiệp sau quốc gia sẽ phân phối công tác, không có văn bằng nghèo họa gia chỉ có thể tự mưu sinh lộ, Cung Dương lại là có ổn định thu vào, khả năng sẽ không nhiều giàu có, cũng tuyệt đối không đói chết. Đương nhiên, mỹ thuật hệ tốt nghiệp phân phối công tác, cùng Trần Khánh loại này học kinh tế lại bất đồng, thế Lưu Dũng cùng Hạ Hiểu Lan làm kiêm chức sau, Cung Dương lão quan niệm đã chịu đánh sâu vào, quốc gia phân phối công tác, một năm lấy tiền lương, khả năng cũng chính là hắn họa một cái nhà khách trang hoàng phương án nhiều như vậy. Cấp Hạ Hiểu Lan lao tâm lao lực trong coi kiến phòng, khẳng định có khác một bút thù lao, như vậy kiêm chức đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền, làm thành toàn chức đâu. 9 tháng khai giảng sau, Cung Dương liền phải thăng năm 4, đại 4 ý nghĩa thực tập, ý nghĩa tương lai phân phối công tác, hiện tại làm hắn chưa quyết định, vẫn là hộ khẩu, nếu Lưu Dũng Viễn Huy có thể giải quyết hộ khẩu, vậy thật tốt quá, có hộ khẩu hắn mới là chân chính thoát ly nông môn, không có đơn vị tiếp thu hắn hộ khẩu, hắn không tính là người thành phố, càng phân không đến phòng, hơn nữa, Viễn Huy loại này tư nhân kinh doanh công ty, có thể hay không giống quốc gia đơn vị như vậy lâu lâu dài dài tồn tại. Cung Dương trước đây đã ở tiền cùng nghệ thuật theo đuổi chi gian, lựa chọn tiền, hiện tại hắn lại muốn gặp phải tân lựa chọn, bị Trần Khánh rót một ly rượu trắng, Cung Dương tử lượng thiển, nhịn không được thổ lộ chân ngôn, ngươi thích Hạ tiểu thư đi, lại không cần thù lao, cả ngày Đỉnh Thái Dương tới hỗ trợ, luôn là hỏi thăm Hạ Hiểu Lan chuyện này, Cung Dương lại không phải ngu ngốc, sớm nhìn ra Trần Khánh tâm tư. Cung Dương thật ra chưa thấy quá Chu Thành, nhưng hồi thương đại sau, Trác Na sợ hắn bị Hạ Hiểu Lan hôn mê đầu, hảo tâm cho hắn giảng quá, Hạ Hiểu Lan người như vậy, tìm đối tượng tất nhiên thực ưu tú. Cung Dương là cùng Trần Khánh làm chính, hai người đều là nông thôn hậu sinh, chính lúc sau thực mau trở thành bằng hữu. Hắn là cảm thấy, Trần Khánh liền đại học đều báo kinh thành, tâm ý rõ như ban ngày, cần phải tưởng cùng Hạ Hiểu Lan hảo, hy vọng thực sự không lớn. Trần Khánh không phản bác, lại hỏi lại Cung Dương, ngươi vì sao kêu Hiểu Lan là Hạ tiểu thư? Nàng hiện tại mướn ta sửa nhà, chính là ta cố chủ, đương nhiên muốn kêu Hạ tiểu thư. Ngươi không nghe lầm, này phòng ở chính là Hạ tiểu thư, không phải nàng cửu cửu, kêu sư muội. Hắn cùng Hạ Hiểu Lan lại không phải cùng cái trường học, kêu tên, hắn từ Hạ Hiểu Lan trong tay lãnh thù lao đâu. Đi theo Hạ Hiểu Lan bên người hai cái người bên ngoài còn không phải là kêu Hạ tiểu thư sao? Cung Dương cảm thấy cái này xưng hô đặc biệt thích hợp. Trần Khánh tiểu tử này ở 4 dặm 8 hương tuyệt đối là nữ hài nhi nhóm tranh nhau phải gả đối tượng, nhưng ở Hạ Hiểu Lan trước mặt hoàn toàn liền không đủ xem. Trong thôn người đều cho rằng Lưu Dũng ở bên ngoài làm buôn bán phát tài, Hạ Hiểu Lan mẹ con sửa nhà tiền tự nhiên cũng là Lưu Dũng cấp, Cung Dương tiếp xúc nhiều một chút, cửa hàng quần áo là sinh ý là Hạ Hiểu Lan định đoạt, trang hoàng công trình cũng là Hạ Hiểu Lan ở quyết định, ai mới là chân chính lão bản không cần nói cũng biết, đương cửu cửu Lưu Dũng, đều là muốn dựa vào Hạ Hiểu Lan kiếm tiền. Hạ Hiểu Lan còn thi đậu Hoa Thanh Đại học, liền loại này điều kiện, lại là không phải Trần Khánh có thể được đến. Trần Khánh cũng nghe ra tới Cung Dương ý tứ, này phòng ở giàn giáo chủ thể gì đều chuẩn bị cho tốt, mùa hè xi măng làm được mau, Cung Dương đều đang làm bên trong trang trí, phía trước phía sau, đã đầu nhập vào 2 vạn khối, Cung Dương nói còn phải có mấy ngàn khối mới có thể kết thúc, liền này tiền, tất cả đều là Hiểu Lan thảo, Trần Khánh cảm giác tức khắc thực phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn rầu rĩ trả lời, ta nhận thức nàng khi, nàng còn không phải như vậy, thích thượng thời điểm, còn không có như thế ưu tú. Hắn không phải bởi vì Hạ Hiểu Lan biến ưu tú mới thích, từ Hạ Hiểu Lan đi theo Lưu Phân trở lại Thất Tỉnh thôn, nàng liền xâm nhập Trần Khánh trong ánh mắt, đối ngoại kinh mậu đại học, ta còn là muốn đi, Trần Khánh bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn lại không phải đồ Hiểu Lan có tiền, về sau hắn nhất định sẽ chính mình kiếm tiền. 410, mới nếm thử bán sỉ ngon ngọt, tác giả, Bảo Trang Thành. Lưu Phân cấp Thang Hoành Ân tặng một vòng cơm. Thang Hoành Ân kỳ thật ở đệ 4 thiên liền xuất viện, bệnh viện bên kia kiểm tra kết quả bài trừ ung thư biến, nhưng hắn loét dạ dày xác thật không rõ, giải phẫu đi vị trí không phù hợp chỉ chinh, chỉ có thể một bên uống thuốc một bên chậm rãi điều dưỡng. Bác sĩ yêu cầu là giới yên kiêng rượu, tinh thần áp lực cũng là dẫn tới dạ dày bộ bệnh tật nguyên nhân. Thang Hoành Ân không chỉ có phải chú ý ẩm thực thói quen, liền sinh hoạt thói quen đều phải sửa. Mặt sau xuất viện, xin nghỉ bảo mẫu trở về đi làm, Lưu Phân về đến nhà dạy bảo mẫu làm dự nam đồ ăn, học 3 ngày, bảo mẫu miễn cưỡng sẽ làm mấy thứ, Lưu Phân liền không đi tham gia, nàng không phải ngại phiền toái, là 8 nguyệt 20 hào một quá, liền phải cùng Hạ Hiểu Lan hồi Thương Đô đi. Hạ Hiểu Lan kế hoạch là 8 nguyệt 28 hào về sau chuẩn bị vào kinh, năm nay Hoa Thanh Đại học khai giảng nhật tử là 9 nguyệt 2 ngày, tân sinh có thể trước tiên 2 ngày báo danh, lần này nàng cùng Lưu Phân thương lượng đều, còn muốn đem một bộ phận tân khoản thu trang mang về, ở nông thôn phòng ở tạo như thế nào, Hạ Hiểu Lan cũng đến trở về nhìn xem, đem các loại việc vặt một xử lý, nên chuẩn bị đến Kinh Thành đi báo danh, đến nỗi Bằng Thành bên này, An Tâm vật liệu xây dựng còn không có trang hảo, chính thức khai trương như thế nào cũng muốn chờ 9 tháng trung tuần về sau, Thiệu Quang Vinh là về sớm Kinh Thành, hắn công tác ném không khai lâu lắm. Khang Vĩ loại này hỗn nhật tử, hoàn toàn thỉnh nghỉ dài hạn tới làm tân cửa hàng. Cách mấy ngày liền ngồi phi cơ trở về một chuyến xử lý thuốc lá sinh ý, mặt khác thời điểm liền ăn vạ bên này không đi rồi. Làm thực thể cùng chuyển thuốc lá không quá giống nhau, nhìn từ một cái trụi lũi xi măng phòng ở một chút biến dạng, sinh ý không lớn đi, cảm giác thành tựu lại không nhỏ. Đương nhiên còn có đi cùng những cái đó cung hóa trao đổi, chuyển thuốc lá là Khang Vĩ bên này trạm tốt nhất phong, người khác nhìn sắc mặt của hắn hành sự, này đó vật liệu xây dựng cung hóa thương. Phải Khang Vĩ xem người khác sắc mặt. Học được gì không xác định, tính tình nhưng thật ra cho hắn ma đến có kiên nhẫn, một mảnh gạch men sứ tiếng giới lại thiếu 2 phân tiền không tính gì, giống như không đáng ma giới. Nhưng Hạ Hiểu Lan nói Bằng Thành sẽ tu rất nhiều phòng ở, sẽ có rất nhiều người dùng gạch men sứ, từ An Tâm vật liệu xây dựng, bán đi gạch men sứ, bất luận cái gì một khoản màu sắc và hoa văn về sau đều khả năng lấy 100 vạn phiến tính toán doanh số, một mảnh gạch men sứ tiện nghi 2 phân. Thượng 100 vạn doanh số sau, nhiều tránh chính là 20.000 khối lợi nhuận. Khang Vĩ bị nói mồ hôi lạnh đầm đìa, nho nhỏ một mảnh gạch men sứ đều có lớn như vậy ít lợi quan hệ, hắn khẳng định muốn tận khả năng ép giá, hắn người như vậy, buông cái giá cùng mặt mũi, chịu vì 2 phân tiền phí nước miếng, kỳ thật làm việc xác suất thành công rất cao, cùng người giao tiếp không luống cuống a, da mặt dày, còn đặc biệt có thể lừa dối. Kinh Thành khán gia thổi bay ngưu tới. Người bên ngoài có thể nghe được sửng sốt, Hoa Thanh muốn khai giảng, Hạ Hiểu Lan còn có thể không đi đưa tin sao, lại đại sinh ý cũng chỉ có thể trước phóng tới một bên, Lưu Phân tự nhiên không thể lại thế Thang Hoành Ân nấu cơm, mấy ngày nay hai người cũng chưa cơ hội đánh đối mặt, Lưu Phân nói phải đi, Bành Bí Thư cái thứ nhất luyến tiếc, lãnh đạo mấy ngày nay ăn cơm nhưng có quy luật, ngài đây là, Lưu Phân ngượng ngùng, Hiểu Lan muốn khai giảng, ta muốn bồi nàng trở về. Bành Bí Thư đều thiếu chút nữa quên Hạ Hiểu Lan là cái học sinh, không chỉ có là học sinh, vẫn là tỉnh trạng nguyên, là Hoa Thanh tân sinh, thi đậu Hoa Thanh không đi niệm, ngược lại muốn lưu tại Bằng Thành đương hộ cá thể, liền tính mỗi ngày đều ở kiếm tiền, kia cũng là đầu tú đậu. Cải cách mở ra, tiền là kiếm không xong, Hoa Thanh Đại học lại chỉ có một, không phải mỗi người đều có cơ hội thi đậu loại này đỉnh cấp học phủ, muốn thay đổi Bành Bí Thư cũng sẽ không từ bỏ Hoa Thanh lưu tại Bằng Thành ôm đùi, lại cấp 20 năm, cùng Hạ Hiểu Lan cùng phê thi được Hoa Thanh đồng học, nói không chừng cũng có người sẽ ngồi vào Thang Hoành Ân vị trí. Khủng bố không chỉ có là Hoa Thanh thẻ bài, còn có cái này thẻ bài hạ nhân mạch nha, ngẫm lại cùng Hạ Hiểu Lan ở đại học chơi đùa các bạn nhỏ, đều là đến từ cả nước học bá. Bành Bí Thư trong lòng ê ẩm, không thừa nhận chính mình hảo hâm mộ, đưa cơm thời điểm không đánh quá đối mặt, Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Phân phải đi ngày đó, Thang Hoành Ân lại thỉnh các nàng ăn đốn hải sản, chầu này, ta một tháng tiền lương liền không có lạc, thái sắc thực phong phú. Thang Hoành Ân vẫn là vì cảm tạ Lưu Phân mấy ngày nay vất vả, nhân gia lại không phải hắn thỉnh bảo mẫu, còn tận tâm tận lực cho hắn làm mấy ngày cơm. Bành Bí Thư nói Lưu Phân không thích nói chuyện, kỳ thật tâm rất nhỏ, làm chính là tỉnh dự nam ăn, lại hỏi qua bác sĩ có này đó nguyên liệu nấu ăn không thích hợp, giản dị cần mẫn, là Thang Hoành Ân đối Lưu Phân sâu nhất ấn tượng, làm việc không thảo công lao, hắn nhưng thật ra chỉ thấy quá Lưu Phân một cái. Lưu Phân đồng chí, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi hỗ trợ. Lưu Phân nâng chung trà lên, nàng nói cho chính mình không thể tay run, không thể cấp nữ nhi mất mặt, trà đưa đến bên miệng mới nhớ tới, nàng buông chén trà buộc miệng thốt ra, Thang tiên sinh, bác sĩ nói ngài muốn uống ít trà. Thang Hoành Ân ngẩn ra, Bành Bí Thư cũng thấp giọng nói, loét dạ dày là không thích ứng uống trà, ngài trà nghiện tội phạm quan trọng, chỉ có thể uống chút ít trà xanh, vậy đổi một chén nước tới. Thang Hoành Ân biết nghe lời phải. Bí Thư cùng tài xế cũng quan tâm hắn, nhưng hắn đương lãnh đạo lâu rồi, trên người quyền uy thực trọng, thân cận như Bành Bí Thư, chẳng sợ trong lòng biết hắn không thích hợp uống trà, cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân phản bác hắn ý tứ. Lưu Phân sau Bành Bí Thư càng sợ hắn, quả nhiên là quá thành thật, cũng không biết phải cho lãnh đạo lưu mặt mũi. Thang Hoành Ân cảm thấy như vậy khá tốt, ở hắn đem trà đổi thành thủy sau, Lưu Phân hiếm thấy thả lỏng khóe miệng, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng thật nhiều. Lãnh đạo là có thể câu thông, lãnh đạo còn sẽ nghe ý kiến của người khác, lãnh đạo cũng không trách nàng nhiều chuyện. Này đó đều là Lưu Phân ý tưởng. Hạ Hiểu Lan nhìn trong chén cua, tổng cảm thấy không khí có điểm quái a. Nàng mẹ tuy rằng hỗ trợ làm mấy ngày cơm, lại khó được cùng Thang Hoành Ân đánh đối mặt đi, hai người là nơi nào tới ăn ý. Hạ Hiểu Lan chính mình là cái thông suốt đặc biệt vãng luyến ái khó khăn hộ, nhận thấy được không khí vi diệu, lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, liền đem chuyện này cấp mang đi qua. 8 nguyệt 20 ngày, Vĩ Thác Thần Vũ sinh sản 2 vạn bộ đồ thể dục đều sinh sản xong, Hạ Hiểu Lan trực tiếp làm Trần Tích Lương vận 2.000 bộ người tới dân kiều tiểu thương phẩm thị trường, một bộ định giá 20 nguyên, đều không cần Bạch Trân Châu xuất mã, rải rác bán mấy chục bộ sau, đều bị mặt khác tiểu thương phiến đem hóa cấp quét tới. 2 vạn bộ đồ thể dục, xem bộ dáng này không đủ bán nha. Phải biết rằng, lúc này Dương Thành cùng Bằng Thành kỳ thật đều là thực nhiệt, trường tụ đồ thể dục còn xuyên không thượng, Trần Tích Lương này sóng lưu hành nhiệt điểm trảo hảo, này khoản đồ thể dục thật sự thực được hoan nghênh, hay không muốn gia tăng đặt hàng lượng, lại nên gia tăng nhiều ít, Trần Tích Lương cùng Hạ Hiểu Lan còn không có đạt thành chung nhận thức, nhưng hai người đều có thể tin tưởng một chút, hơn nữa thiếu thần vũ đuôi khoản, bọn họ lần này mỗi người đều đầu nhập vào 10 mấy vạn, sẽ không lỗ sạch vốn. Hạ Hiểu Lan cũng khắc sâu cảm nhận được bán sĩ trang phục kiếm tiền tới có bao nhiêu mau. Này một đơn 2 vạn kiện đồ thể dục bán đi, phân một nửa lợi nhuận, Lam Phượng Hoàng đến 3 tháng mới có thể kiếm nhiều như vậy, vẫn là mùa thịnh vượng. 411, Tân Phòng Lạc Thành, thêm 21, tác giả, Bảo Trang Thành, xa cách hơn 1 tháng, Hạ Hiểu Lan mới lại về tới Thương Đô. Bằng Thành Thái Dương như vậy độc, gió biển liệt, nàng tuy rằng không bị phơi hắt, khuôn mặt rốt cuộc là không như vậy non miệng, mang theo bao lớn bao nhỏ hóa hồi Thương Đô. Vu Nãi Nãi cái kia độc miệng lão thái thái liền nói nàng mặt thô ráp, Hạ Hiểu Lan đối Vu Nãi Nãi thật là không lời nào để nói, một bên phun tào nàng, còn muốn một bên thu nàng mang về tới lễ vật, bằng gì a? Hạ Hiểu Lan cấp này lão thái thái mang theo cái nhẫn vàng trở về. Dương Thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời tiệm vàng lại khai trương, một khắc hoàng kim 42 nguyên, Hạ Hiểu Lan chính mình không quá thích hoàng kim vật phẩm trang sức, nhưng thật ra mua một ít trở về đương lễ vật. Đưa cho Vu Nãi Nãi nhẫn vàng có 6 khắc, 200 nhiều đồng tiền chuyện này, lúc này đây Vu Nãi Nãi chưa nói cho nàng tiền, nhìn trong tay tiểu ngoạn ý nhi, Vu Nãi Nãi cảm thán, hảo chút năm không sờ qua vàng, Vu gia người xuất ngoại khi, đều là dẫn theo một trương trương cá đỏ dạ đi, Vu Nãi Nãi trong tay lưu trữ vàng, khó khăn thời điểm đều thay đổi dược phẩm cùng lương thực. Khi đó rõ ràng biết một cây cá chiên bé không ngừng đổi như vậy nhiều lương thực, có gì biện pháp, người ôm hoàng kim muốn đói chết, kê khai bụng mới có thể sống sót. Một đôi kim khuyên tai liền thay đổi 3 cái bánh, từ nay về sau Vu nải nải trong tay thật là một chút vàng đều không có, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, rồi lại có người tặng nàng một cái nhẫn vàng, đưa nhẫn, là cùng nàng không nửa điểm quan hệ Hạ Hiểu Lan. Hạ Hiểu Lan cấp Lý Phượng Mai cũng mang về tới một con tinh tế hoàng kim giảo ti vòng tay, thứ này không phải nàng tiêu tiền mua, là Lưu Dũng nhường cho mang, 15 khắc vàng, vòng tay tế thực, kỳ thật chính là 600 nhiều đồng tiền đồ vật, Lý Phượng Mai chính mình đều có thể mua, là Lưu Dũng thác Hạ Hiểu Lan cấp mang về tới, ý nghĩa lại không giống nhau, tính ngươi cửu còn có lương tâm, đầu tiên là đến kinh thành ngây người hơn 2 tháng, về nhà sau nghỉ cái chân công phu lại chạy tới Bằng Thành, 6 đầu tháng đi, còn có mấy ngày liền chính nguyệt, nhoáng lên 3 tháng cũng chưa trở về một chuyến. Lưu Dũng bên kia là đi không khai, hiện tại không kinh nghiệm, cũng không bồi dưỡng trở ra lực trợ thủ, không nhìn chằm chằm hắn cũng không yên tâm. Đầu tiên là nhà khách trang hoàng, lại là trang cửa hàng vật liệu xây dựng, Lưu Dũng cũng rất tưởng niệm lão bà nhi tử, phải làm sinh ý không có biện pháp, trước khẳng định rất mệt, không tự tay làm lấy như thế nào kiếm tiền, công nhân lại không phải người máy, giả thiết hảo trình tự liền cấp ngoan ngoãn làm việc, liền không trộn gian dùng mánh lới, còn muốn xem hảo tài liệu, bị người lấy đi bán đi, hoặc là không ấn bản vẽ tới trang, làm đến cuối cùng còn muốn làm lại. Lý Phượng Mai oán trách, Hạ Hiểu Lan còn phải thế Lưu Dũng nói cốt đâu. Cửa hàng quần áo Thỉnh Mã Vi là đã sớm chuyển chính thức, Lưu Phân đi Dương Thành trước, trong tiệm lại mướn cái tiểu cô nương, Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai mỗi ngày chỉ cần có một người đi trong tiệm là được, hai người đều nói chính mình quá đến là nhà tư bản nhật tử. Nhưng tựa như Hạ Hiểu Lan nói, thỉnh một cái công nhân, mỗi tháng tiền lương thêm tiền thưởng đều siêu bất quá 100 đồng tiền, lại làm Lý Phượng Mai cùng Lưu Phân không có bận rộn như vậy cùng mệt. Ngài nhị vị thời gian nhưng không ngừng giá trị kia mấy chục khối, Lý Phượng Mai khó hiểu, ta đây cùng mẹ ngươi rảnh rỗi làm gì? Hạ Hiểu Lan nghĩ nghĩ hỏi Lưu Phân, ta sớm tưởng cùng ngài thương lượng chuyện này, ngài là muốn bồi ta đi kinh thành sinh hoạt, vẫn là lưu tại Thương Đô, mang theo thân mụ đi vào đại học cũng đúng, trường học phụ cận tìm một cái phòng ở là có thể đem Lưu Phân dàn xếp. Hạ Hiểu Lan mang theo Lưu Phân rời đi Hạ gia khi, liền nói quá sẽ không bỏ xuống nàng mẹ, nàng đến nơi nào, Lưu Phân liền đến nơi nào. Nhưng Lưu Phân ở Thương Đô sinh sống hơn nửa năm, bên này có nàng quen thuộc cửa hàng quần áo, có sớm chiều ở chung Vu nải nải, có Lý Phượng Mai, cùng Lưu Phân đã quen thuộc lên hàng xóm láng giềng. Hạ Hiểu Lan nhưng thật ra muốn cho Lưu Phân đi theo đi kinh thành, nàng lại báo cho chính mình không thể quá ích kỷ, tới rồi kinh thành, Lưu Phân lại muốn một lần nữa bắt đầu thành lập nhân tế quan hệ. Quả nhiên, Lưu Phân biểu tình có chần chờ, ta đi kinh thành có thể làm gì, mỗi ngày ở nhà chờ Hiểu Lan tan học. Nghe nói sinh viên đều ở tại trong trường học, tan học cũng không nhất định có thể về nhà. Hiểu Lan cũng có chính mình đồng học cùng bằng hữu, kêu Lưu Phân một người ở nhà nàng là đãi không được. Trước kia vội quán người, kêu nàng dừng lại còn không thói quen, trong thành không giống nông thôn, không có công tác người cả ngày chính là chơi bời lêu lỏng. Lưu Phân là rất giống đi theo nữ nhi, có thể chiếu cố đến Hiểu Lan nàng liền thỏa mãn, nhưng nàng nữ nhi như vậy có khả năng, giống như không cần nàng chiếu cố a. Hành, ta đã biết, kia ngài trước lưu tại Thương Đô đi, ta học kỳ này đi kinh thành thăm dò đường, nhìn xem ngài có khả năng điểm cái gì, liền tính muốn đem Lam Phượng Hoàng chi nhánh chạy đến kinh thành, cũng muốn Hạ Hiểu Lan đi khảo sát hạ thị trường, thu phục mặt tiền cửa hàng, Dương Thành đến kinh thành liền xa hơn. Muốn khai chi nhánh cũng không phải dễ dàng như vậy, Hạ Hiểu Lan cũng không sốt ruột, nàng lần này không chỉ có từ Dương Thành mang về tới Lam Phượng Hoàng muốn bán thu trang, còn có 3.000 bộ đồ thể dục. Lý Phượng Mai hỏi cái này quần áo có phải hay không treo ở trong tiệm bán, Hạ Hiểu Lan lắc đầu, làm Mã Vi cùng mới tới nhân viên cửa hàng lấy ra đi bán, 20 nguyên một bộ, ai bán nhiều, ai tiền thưởng liền cao, trong tiệm cũng rất nhàn, dưỡng hai cái nhân viên cửa hàng không hảo hảo lợi dụng. Thực xin lỗi nhà tư bản hiểm độc tên tuổi. 8 Nguyệt 26 hào, Hạ Hiểu Lan cái này nhà tư bản hiểm độc mang theo lão mẹ hồi Thất Tỉnh thôn, nhìn thấy nàng trở về, Cung Dương thật là nhẹ nhàng thở ra. Hạ tiểu thư, này phòng ở siêu chi, thiếu người trong thôn tiền công, Cung Dương không cho được a, cũng chính là người trong thôn tín nhiệm sinh viên sẽ không quyệt nợ, bằng không phòng ở đã sớm đình công. Người trong thôn cũng không hiểu, người khác đều tu tiểu dương lâu, Hạ Hiểu Lan lại tu hắc ngói bạch tường nhà cũ. Người trong thôn là không có như vậy phòng ở, bọn họ ở chùa Bạch Khê gặp qua cùng loại phong cách a. Ở trong sân đào ao, còn loại cái gì cây trúc, Cung Dương một cái sinh viên làm người đi cỏ lau đảng đào vài cọng cỏ lau trở về loại ở hồ nước nhỏ, Hạ Hiểu Lan gia phòng ở, người trong thôn là thật xem không hiểu, hoa thượng vạn tiền, tu cái bên ngoài dán gạch men sứ tiểu dương lâu nhiều khí phái, này phòng ở không phải khó coi, người trong thôn cảm thấy hình thức không đủ thời thượng, Hạ Hiểu Lan nhưng thật ra rất vừa lòng, phòng ở lại không phải tu cổ trạch, gạch đỏ xi măng cũng dùng không ít, chính là có điểm giả cổ. Tường trắng ngói đen, nhổ trồng lại đây cây trúc lá cây còn phát hoàng, trường kỷ tháng liền không sai biệt lắm, trừ bỏ gạch đỏ xi măng, vật liệu gỗ cũng dùng không ít, lúc này bó củi thực tiện nghi, gỗ đặc không phải thượng cấp bậc, áp suất tấm vật liệu có công nghệ kỹ thuật ở, mới là mới mẻ ngoạn ý nhi, nếu không phải tài liệu cùng nhân công đều tiện nghi, này phòng ở hơn 2 vạn tu không tốt, biên biên giác giác còn muốn tu chỉnh, đại thể hiệu quả là hiện ra. Kiến phòng ở cuối cùng một bước là thượng lương, chính là nóc nhà tối cao một cây trung lương, là cái nghi thức, đem trung lương mạnh khỏe, liền ý nghĩa phòng ở kiến thành. Thượng lương khi chủ nhân gia khẳng định muốn ở, còn muốn đo lường tính toán hảo canh giờ, trong thôn thanh tráng đem đùi như vậy thô viên đầu gỗ hướng trên nóc nhà an, ấn tập tục là cần thiết phải cho thượng lương người bao lì xì, phía dưới tắc có rất nhiều tiểu hài nhi tể thành một đoàn. Thượng lương thời điểm muốn từ nóc nhà hướng phía dưới rải hạt dưa đậu phộng cùng xào thục đậu tằm, phía dưới người liền đem quần áo mở ra liều mạng đi tiếp, này đó đậu rang còn kèm theo tiền xu. Hạ Hiểu Lan cảm thấy phóng, phân, tiền xu đều quá ít, nhỏ nhất đều là một mao, cướp được tiền xu tiểu hài nhi nhóm toàn bộ hưng phấn kêu to, hoan thiên hỉ địa so qua năm còn náo nhiệt, Lưu Tử Đào cổ đều vọng toan. Nhìn thấy Trần Khánh ở cùng Hạ Hiểu Lan nói chuyện, Lưu Tử Đào lập tức nghĩ tới Chu Thành tỷ phu dặn dò. Loại này địch tình, có phải hay không muốn báo cáo tỷ phu a? 412, từng ly hôn nữ nhân không đáng giá tiền. Một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, thượng lương muốn uống thượng lương rượu, bạn bè thân thích, hàng xóm ăn một đốn, phòng ở liền tính lạc thành, vừa vặn Hạ Hiểu Lan thi đậu đại học, cũng nên thỉnh một đốn rượu, hai bữa cơm hợp ở bên nhau tự nhiên đặc biệt náo nhiệt, Lý Phượng Mai cùng Lưu Tử Đào đều hồi trong thôn, Lý Phượng Mai nhìn Hạ Hiểu Lan gia tân phòng. Nhìn lại bên cạnh nhà mình phá phòng ở, cũng tưởng đem phòng ở trùng tu hạ, trong nhà kiếm tiền cũng không ít, đều ở Lưu Dũng sinh ý đè nặng, Lý Phượng Mai cũng chỉ có thể ngẫm lại, loại việc lớn này còn phải đợi Lưu Dũng trở về thương lượng, nếu có thể ở tỉnh thành mua phòng thì tốt rồi, cháu ngoại gái nói hiện tại phòng ở đều là quốc gia, có thể mua bán chỉ có trả về sản nghiệp tổ tiên, chính là cùng loại Vu nải nải gia cái loại này tình huống, nhưng làm Vu nải nải bán phòng. Bị Vu nải nải cầm đại cái chổi đuổi theo đánh còn kém không nhiều lắm, phòng ở là Vu nải nải nghịch lân, lão thái thái cố chấp thủ này phòng ở, nghèo quét đường cái cũng sẽ không bán phòng. Lý Phượng Mai tưởng ở tỉnh thành an cư lạc nghiệp, Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy không nhất định phải chờ thương phẩm phòng, trước hết mời Hồ Vĩnh Tài hỏi thăm, nếu có sản nghiệp tổ tiên người muốn bán phòng ở, cũng có thể mua. Đương nhiên, loại này phòng ở liền không phải là nhà lầu, mua tới cũng yêu cầu chính mình sửa chữa lại. Này sợ gì nha, Lưu Dũng làm được chính là trang hoàng, nhất không cần lo lắng chính là may lại phòng ở. Có gia, Hiểu Lan thi đậu đại học, từ Hạ gia dọn ra tới một năm quan cảnh, sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối Lưu Phân tới nói, Hạ gia không phải không thể để tồn tại, nàng căn bản là không rảnh suy nghĩ Hạ gia phá sự, nhật tử quá đến quá phong phú, khuê nữ muốn đi vào đại học, Lưu Phân lưu luyến không rời. Khuê nữ nói về sau muốn đem cửa hàng khai đi kinh thành. Lưu Phân biết chính mình muốn học đồ vật còn không ít, hiện tại còn không thể đi kinh thành kéo chân sau. A Phân, ngươi cũng tới uống một chén, nam nhân uống rượu giống nhau không nữ nhân chuyện gì, ăn tiệc khi nam nữ thậm chí sẽ tự giác chia làm hai bàn. Trước kia cũng không có khả năng có người kêu Lưu Phân uống rượu, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau sao, Lưu Phân gia không cái nam nhân tồn tại, lại là sửa nhà, lại là nữ nhi thi đậu đại học, Lưu Phân phải đại biểu trong nhà đi xã giao, nàng cũng có tư cách này. Một cái Hạ Hiểu Lan là có thể thế nàng tránh tới vô số mặt mũi. Lưu Phân thật sự đem rượu trắng uống lên, lương thực rượu trắng theo yết hầu một đường thiêu đi xuống, nàng cả người đều phải thiêu cháy, cũng không biết là cùng kích thích, vẫn là quá hưng phấn, Lưu Phân chủ động lại bưng lên chén rượu, kính đại gia. Cảm ơn đại gia đối chúng ta hai mẹ con chiếu cố, cảm ơn, nàng hồng hốc mắt, đây là Hạ Hiểu Lan lý giải không được tình cảm, một cái ly hôn nông thôn phụ nữ, ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Nhà mẹ đẻ thu lưu, Trần Vượng Đạt mở miệng nói giải quyết hộ khẩu cùng đồng ruộng, trong thôn những người khác tiếp nhận, mới làm Lưu Phân không đến mức sợ hãi, không đến mức làm không căng lục bình, khổ tận cam lai sao, hôm nay vô cùng cao hứng, đừng khóc đề đề, Trần Vượng Đạt kêu nàng chạy nhanh ngồi xuống, Lưu Phân ngượng ngùng dùng tay áo lau nước mắt, một thác bàn, có cái thích làm mai mối tiến đến Trần Tứ Tẩu bên tai nói thầm, này A Phân ly hôn cũng có 1 năm, nhà mới kiến hảo, nữ nhi thi đậu đại học, nàng có phải hay không nếu muốn hạ chính mình việc hôn nhân, sao, ngươi phải cho nàng làm mai mối A, Trần Tứ Tẩu tới hứng thú, Kim chức làm bà mối phụ nữ đè thấp thanh âm, nhà ta cái kia chú em ngươi xem có được hay không. Việc hôn nhân thành, hắn liền dọn đến này phòng ở tới, cùng A Phân hai cái ở nông thôn đem điền loại hảo, Trần Tứ Tẩu vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, kia cũng là trong thôn người đều xem thường nam nhân, uống qua rượu liền thích đánh nữ nhân, lão bà bị đánh về nhà, ném xuống 2 đứa nhỏ, nhà người khác cùng tuổi tiểu hài nhi ở đi học, này hai cái còn muốn ở nhà cấp say rượu nam nhân giặt quần áo nấu cơm, loại này nam nhân giới thiệu cho Lưu Phân, đầu óc hôn đầu đi, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Còn đem 2 đứa nhỏ đưa tới A Phân gia, ở A Phân gia nhà mới, làm sinh viên đi dưỡng ham ăn biếng làm cha kế, dưỡng 2 cái không huyết thống tiện nghi đệ, muội, kia làm gì còn ly hôn A, đi theo Hạ Đại Quân quá không khá tốt, Hạ Đại Quân lại hỗn đảng vẫn là Hạ Hiểu Lan thân cha, cùng Lưu Phân vẫn là nguyên phối phu thê đâu, làm mai mối phụ nữ thẹn quá thành giận, nữ nhi thi đậu đại học tương lai cũng muốn rời đi nàng gả chồng, kia nàng chính mình đều là từng ly hôn, nữ nhân ly hôn còn giá trị gì tiền. Trần Tứ Tẩu cùng nàng kéo ra khoảng cách, Lưu Phân có đáng giá hay không tiền, Lưu Phân hiện tại cùng vừa ly hôn lúc ấy khác biệt nhưng lớn, làn da biến trắng thật nhiều, trên người xuyên y phục không phải xanh đỏ loè loẹt trương dương, nhưng nguyên liệu nhìn liền không tiện nghi a. Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai trên tay đều đeo chỉ kim vòng tay, mùa hè đều xuyên ngắn tay cũng vô pháp tàn, Trần Tứ Tẩu cùng Lưu Phân nói chuyện khi, còn nghe thấy được hương khí, là kem bảo vệ da đi, dù sao từ nơi nào xem. Lưu Phân đều như là triệt để người thành phố, nhân gia ở nông thôn tu phòng ở, cũng không thấy đến phải về nông thôn đến trụ, từng ly hôn như thế nào, phải gả người cũng sẽ không gả cho loại này điều kiện nam nhân. Lý Phượng Mai hỗ trợ tiếp đón người trong thôn dùng bữa, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe thấy được kia bà mối nữ nhân nói, Lý Phượng Mai không chút khách khí trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, kia lời nói cũng chọc Lý Phượng Mai tâm hoa tử, nàng chính là từng ly hôn tái giá Lưu Dũng. Lưu Dũng liền tính không kiếm tiền thời điểm, cũng chưa bao giờ đánh nữ nhân, nàng khi đó gì điều kiện, A Phân hiện tại gì điều kiện. Cô em chồng khẳng định có thể tìm được càng tốt, tiệc rượu thượng ám Lưu Dũng động, Hạ Hiểu Lan là không biết, hôm nay là gì nhật tử, sẽ không có người xuẩn đến chạy đến Hạ Hiểu Lan trước mặt cho nàng mẹ làm mai mối. Trần Khánh cũng không phải nói cái gì không đàng hoàng chuyện này không phải muốn khai giảng sao, hắn hỏi một chút Hạ Hiểu Lan muốn đến ngày nào đó vé xe. Hai người có phải hay không muốn một khối kết bạn đi kinh thành, ông nội của ta tưởng cùng ta cùng đi, ngươi nếu là đi theo chúng ta nói, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Vượng Đạt đương nhiều năm thôn trưởng, tôn tử thi đậu kinh thành đại học, lão gia tử thừa dịp thân thể còn ngạnh lãng, cũng muốn đi kinh thành chuyển một vòng, nhìn xem Thiên An môn quảng trường, nhìn xem vĩ đại lãnh tụ ảnh chụp. Lão xương cốt còn có thể nhúc nhích, bò bò trường thành cũng là hành, cùng đi cũng đúng, ngươi ngày nào đó đi. Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai đều muốn đi, Lưu Tử Đào còn không có khai giảng, ôm Hạ Hiểu Lan đùi gào nửa ngày muốn đi kinh thành, nói gì đều không buông ra, không phải nữ nhân chính là tiểu hài nhi, cùng Trần Khánh gia Tôn Hai cùng đi, trên đường đích xác có thể tưởng lẫn nhau chiếu ứng, 28 hào hoặc là 29 hào đều được, Trần gia người cũng đã sớm thương lượng quá, Trần Đại Tẩu cũng muốn đi, nhưng thêm một cái người đi kinh thành, qua lại liền phải nhiều 100-200 khối tiêu dùng, nếu công công muốn đi, Trần Đại Tẩu liền không đi. Trần gia cũng không phải là làm buôn bán, điều kiện ở trong thôn tính tốt, kia tiền cũng không phải rộng mở dùng. Lại nói Trần Khánh tương lai còn muốn cưới vợ đâu, Trần Đại Tẩu cũng đến thế nhi tử tỉnh một tỉnh, hiện tại ra xa nhà giao thông phí quá quý, bồi hài tử đi đại học báo danh, đó là đời sau lưu hành, ly trường học xa, nhiều đi một người, lộ phí đều đủ cả nhà chi tiêu đã lâu, giống Hạ Hiểu Lan như vậy đem đi trường học làm thành toàn gia du lịch mới hiếm thấy. Vậy 28 hào đi, nhìn xem cùng ngày có hay không phiếu, không tay đi trường học đưa tin là không có khả năng. Hạ Hiểu Lan cự tuyệt từ Thương Đô mang gì chậu rửa mặt cùng bình thủy đi kinh thành, nhưng tắm rửa quần áo cùng chăn khăn trải giường mấy thứ này, còn muốn từ trong nhà bối qua đi. Lưu Phân thỉnh người bắn một giường 6 cân trọng tân chăn bông, đây là mùa đông cái, còn có mùa hè chăn mỏng tử, còn có phô ở trên giường lót nhứ. Cùng Trần Khánh lại nói tiếp, tất cả đều là tiếng nói chung. Trong thiên hạ đều là một cái má ơi, 413, chỉ là chạy chân tiểu đệ, 2 càng, Tác giả, Bảo Trang Thành, đại học là không cần bảo tiêu. Từ 4 cuối tháng đến giữa tháng 8, Lý Đống Lương cùng các kiếm cũng theo Hạ Hiểu Lan 4 tháng, sau lại đi bằng thành, hai người làm việc liền không hoàn toàn là bảo tiêu, an tâm vật liệu xây dựng, bên kia có gì việc vặt vãnh nhi bọn họ muốn chạy chân, Lưu Dũng bên kia Trang Hoàng gặp được gì phiền toái, Lý Đống Lương cùng các kiếm cũng muốn thượng thủ. Không có cụ thể chức vụ, kỳ thật càng như là Lưu Dũng cùng Hạ Hiểu Lan xài chung trợ lý, Hạ Hiểu Lan niệm đại học không thể mang bảo tiêu đi. Hoa Thanh đại học nhiều lắm sẽ cùng đồng học phát sinh điểm mâu thuẫn, mang bảo tiêu làm gì, xảo cái giá liền đem đồng học cấp ấn ở trên mặt đất cọ sát, kết toán hai người thù lao sau, Hạ Hiểu Lan cũng trịnh trọng hỏi qua hai người tính toán, Lưu Dũng là có thể thỉnh hai người bọn họ, vẫn là đi theo hắn bên người hỗ trợ, nửa bảo tiêu nửa trợ lý đi, trên cơ bản chuyện gì đều phải làm, Lưu Dũng cũng không cho được Hạ Hiểu Lan như vậy cao thù lao, nhưng Hạ Hiểu Lan bên này không phải cả năm yêu cầu bảo tiêu, Lưu Dũng lại là cả năm đều yêu cầu, trợ lý, thù lao thiếu, tiền lương ổn định, bằng thành những cái đó đầu tư bên ngoài xưởng nhận người, một tháng có thể chạy đến 400 khối, Lưu Dũng cũng có thể cấp hai người khai nhiều như vậy tiền, Lưu Dũng ý tứ, chỉ cần hắn có sống làm, này hai người liền sẽ không thất nghiệp, đây là tiền lương, cuối năm làm tốt lắm còn có tiền thưởng. Đối với điểm này, tiểu thương phẩm thị trường bày quán Vạn sư huynh kỳ thật còn rất hâm mộ. Viễn Huy cũng là nhận thầu quá thượng trăm vạn công trình trang trí công ty, Lưu Dũng lớn nhỏ là cái lão bản, đi theo Lưu Dũng bên người, nói ra đi cũng so với hắn ở tiểu thương phẩm thị trường thượng bày quán cường. Vạn sư huynh bày quán vỉa hè sinh ý qua loa đại khái, mỗi ngày có thể kiếm mấy chục khối, một tháng kỳ thật cũng có hơn 1.000 thu vào, hắn chính là cảm thấy thật mất mặt, hơn nữa cùng Hạ Hiểu Lan, Bạch Trân Châu đám người tích lũy tài phú tốc độ so sánh với quá chậm, đồng dạng là làm buôn bán. Hắn vì sao chính là so bất quá hai cái nữ đồng chí, Vạn sư huynh nhìn mau Trang Hoàng tốt an tâm vật liệu xây dựng, này sinh ý là Hạ Hiểu Lan cùng Bạch Trân Châu, Khang Vĩ mấy người kết phường, vì này cửa hàng, Bạch Trân Châu hiện tại đều không tự mình bày quán, gần nhất thỉnh hai người nhìn sạp, sinh ý còn làm theo, Bạch Trân Châu lại ở làm khác, nhưng an tâm vật liệu xây dựng có thể lâm thời tăng thêm Lưu Dũng cùng Thiệu Quang Vinh đương cổ đông, hiển nhiên không có khả năng thêm Vạn sư huynh. Lưu Dũng cùng Thiệu Quang Vinh một cái có thể mang đến đơn đặt hàng, một cái có thể thu phục bộ phận sinh sản xưởng, Vạn sư huynh có thể làm gì, tiền hắn ra không dậy nổi, năng lực cũng không đủ, càng không có bất luận cái gì tài nguyên, khai cái như vậy đại cửa hàng, mới gọi là sinh ý a. Vạn sư huynh cũng ngượng ngùng đi phía trước thấu, Hạ Hiểu Lan sau lại đến Dương Thành liền không mướn hắn, chẳng lẽ còn không hiểu là có ý tứ gì, các kiếm vô thanh vô tức, đã thế thân hắn vị trí. Có cơ hội mất đi liền không hề tới, tín nhiệm thành lập không dễ dàng, tưởng phá hủy lại rất dễ dàng. Cùng cục, dọc theo đường đi đều là loại này có tiết tấu thanh âm, xe lửa chạy ở đường ray thượng thanh âm, Trần Khánh nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt thực mê muội, đều 20 tuổi người, hắn vẫn là lần đầu tiên rời đi tỉnh Dự Nam, lần đầu tiên ngồi xe lửa, lần đầu tiên rời đi gia, thông tri thư bị bọc một tầng tầng bố đặt ở trên người, chăn cùng chậu rửa mặt, quần áo đều có thể rớt. Duy độc thông tri thư ném không được, một trương hơi mỏng giấy, nhưng quan hệ hắn tương lai, 8 tháng đế nắng gắt cuối thu rất lợi hại, trong xe tể như vậy nhiều người, oi bức muốn mệnh, bởi vì cùng Trần Khánh gia tôn hai đồng hành, Hạ Hiểu Lan cũng sẽ không nói trụ giường nằm làm Trần Khánh cùng Trần Vượng Đạt trụ ghế ngồi cứng, đồng hành không phải khoe giàu, ra cửa bên ngoài lẫn nhau nhân nhượng hạ, không hảo cho người khác gia tăng thêm vào kinh tế gánh nặng, cũng may từ Thương Đô đi Kinh Thành chỉ cần mười mấy giờ. Dọc theo đường đi đại gia trò chuyện, thời gian cũng qua thật sự nhanh, xe khai đến không mau, cửa sổ xe cũng không phải phong bế chết, đều đem cửa sổ mở ra trong xe mới có thể thông khí, Lưu Tử Đào ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài khai, mỗi trải qua một cái thành thị hắn đều phải đại kinh tiểu quái, bắt đầu Lý Phượng Mai còn sợ hắn ngã xuống, sau lại tìm được một cây dây thường đem hắn cùng chỗ ngồi buộc trụ, Lý Phượng Mai liền tùy hắn đi, Trần Vượng Đạt ở giảng hắn khi đó đi tham gia quân ngũ. Cũng là ngồi xe lửa đi, không nghĩ tới lại ngồi trên xe lửa, là dính Tôn Tử Quang, bên cạnh có người tò mò, nhìn vài người mang theo đệm chăn, Trần Khánh cùng Hạ Hiểu Lan cũng giống cái học sinh bộ dáng, liền hỏi có phải hay không đưa hài tử đi học, Trần Vượng Đạt trâu thượng đều lộ ra đắc ý, cũng không phải là, hai cái đều là trọng điểm đại học, này khuê nữ so với ta Tôn Tử tranh đua, thi đậu Hoa Thanh đại học, tự nhiên là đưa tới từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Một cái thôn có thể đồng thời thi đậu hai cái trọng điểm đại học nhưng không nhiều lắm thấy, càng đừng nói còn có cái Hoa Thanh đại học, Lưu Phân đều thói quen loại này ánh mắt, Phía trước Hạ Hiểu Lan chạy tới Bằng Thành, tỉnh giáo dục thính đối thi đại học trạng nguyên khen thưởng, kia cũng là Lưu Phân lãnh. Phía trước nói nàng sẽ bồi dưỡng hài tử, Lưu Phân còn ngượng ngùng, nghe nhiều, những lời này đó nàng cũng đều thói quen. Hiểu Lan, ngươi nhiệt không nhiệt, mẹ cho ngươi lộng điểm nước đi. Hạ Hiểu Lan lên xe có điểm tinh thần không phấn chấn, chủ yếu vẫn là nóng hổi buồn. Lý Phượng Mai một phen túm quá Lưu Tử Đào, cùng ngươi Hiểu Lan tỷ đổi vị trí, làm nàng đi cửa sổ biên hóng gió. Hạ Hiểu Lan xác thật có điểm không thoải mái, cũng không cự tuyệt Lý Phượng Mai hảo ý. Lưu Tử Đào lưu luyến thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cùng Hạ Hiểu Lan thay đổi vị trí. Người đông thế mạnh chính là hảo, này một đường 10 nhiều giờ lộ trình, không có gặp gỡ bọn buôn người cùng ăn trộm, trừ bỏ oi bức, nhưng thật ra thực thuận lợi liền đến kinh thành ga tàu hỏa. Chu Thành vốn dĩ nói hôm nay muốn tới tiếp trạm, giấy xin phép nghỉ đưa tới đoàn trưởng nơi đó liền cấp dẫu trở về, Chu Thành chỉ có thể đem sự tình thác cấp Thiệu Quang Vinh. Thiệu Quang Vinh sớm liền đến nhà ga chờ, nghĩ nghe nói Hạ Hiểu Lan nam nữ già trẻ có 6 cá nhân, hắn còn từ đơn vị mượn chiếc xe jeep lớn, hiện tại cũng không có giao cảnh trảo quá tải, hàng phía sau hơi chút tể một chút vẫn là hành. Thiệu Quang Vinh gần nhất nghèo muốn mệnh, thiếu Khang Vĩ 12.000 không còn thượng, lại nhiều thiếu 20.000 nguyên nhập cổ cửa hàng vật liệu xây dựng, làm một cái bối 3 vạn nợ bên ngoài nam nhân, cửa hàng vật liệu xây dựng nếu là không kiếm tiền, hắn chỉ dựa vào tiền lương muốn trả hết tiền nợ, sao nói cũng muốn mấy năm thời gian, vì có thể mau chóng thoát khỏi nghèo khó làm giàu, Thiệu Quang Vinh đối cửa hàng vật liệu xây dựng sự cũng thực để bụng, nhờ ai làm việc gì làm phê điều loại sự tình này, hắn gần nhất thật là vô cùng tích cực, đương nhiên, muốn ôm tẩu tử đùi, đi theo tẩu tử cùng nhau kiếm tiền cùng nhau phi, tới đón người hắn liền càng tích cực. Chu Thành cùng Khang Vĩ đều là đáng thương sơ ca, tiểu Thiệu từ 10 mấy tuổi đến bây giờ thay đổi thật nhiều đối tượng, người này bán tương đầu tiên liền sẽ không kém, rất là kiêu ngạo đem xe jeep khai tiến trạm đài, Trần Khánh dẫn theo bao lớn bao nhỏ, mặt xám mày tro tể hạ xe lửa, nhìn đến chính là nhân mô cẩu dạng nhi dựa vào xe nhìn đông nhìn tây Thiệu Quang Vinh, ở chỗ này đâu, Hạ Hiểu Lan hướng về phía Thiệu Quang Vinh kêu, Thiệu đại thiếu nhếch môi lộ ra hàm răng trắng liền cười, cười rộ lên nhưng nhiệt tình, Trần Khánh trên tay chậu rửa mặt thiếu chút nữa bị người tể rớt, chẳng lẽ này, đây là Hiểu Lan đối tượng, Hiểu Lan thích chính là này một hình, Trần Khánh không nói tự biết xấu hổ, hắn cũng biết chính mình cùng đối phương chênh lệch, Thiệu Quang Vinh sau lưng xe, khiến cho Trần Khánh lót chân đều không đủ trình độ. Trần gia nhưng mua không nổi ô tô, Trần Vượng Đạt đương thôn trưởng cũng không được, Thiệu Quang Vinh lớn lên tiểu bạch kiểm, Trần Khánh ngẫm lại chính mình đại mặt đen, cũng rất phạm sầu, sau đó Thiệu Quang Vinh một mở miệng, Trần Khánh tâm liền càng trầm trọng, tẩu tử, Thành ca kêu ta tới đón trạm, Lưu A Di, ngài vài vị này dọc theo đường đi còn thuận lợi đi, như vậy một người nam nhân, thế nhưng chỉ là chạy chân tiểu đệ, kia Hiểu Lan đối tượng, rốt cuộc là gì dạng người, 414, Hoa Thanh Hoa nghênh ngươi, ba càng, tác giả, Bảo Trang Thành, tiểu Thiệu, làm ngươi chờ lâu rồi, ngươi thật là quá khách khí, Lưu Phân cũng biết giao tế, nói vài câu trường hợp lời nói là không thành vấn đề, Thiệu Quang Vinh cùng Lưu Dũng muốn thục một chút, bất quá Lưu Phân là Chu Thành tương lai mẹ vợ, Thiệu Quang Vinh cũng sẽ không chậm trễ. Hạ Hiểu Lan đối Thiệu Quang Vinh giới thiệu Trần Vượng Đạt, đây là chúng ta thôn thôn trưởng, ta đều kêu hắn Trần gia gia, thực chiếu cố chúng ta người một nhà, Trần Khánh ca cũng tới kinh thành báo danh, trong điện thoại Thiệu Quang Vinh sẽ biết, nghe Chu Thành kia ý tứ, cái này kêu Trần Khánh tiểu tử, vẫn là Chu Thành tình địch đâu, Thiệu Quang Vinh sớm tưởng gặp một lần Trần Khánh, nhìn lên tiểu tử này làn da ngăm đen, người gầy gầy cao cao, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nhìn thấu nếu là từ đầu thổ đến chân, gia gia là thôn trưởng, trong nhà hướng lên trên số mấy thế hệ người đều là nông dân, cũng chính là Trần Khánh thi vào đại học, mới có thể tới kinh thành. Chu lão gia tử lại là gì chức vụ, mặc kệ từ nơi nào so, đều không đuổi kịp Chu Thành, Thiệu Quang Vinh buông hơn phân nửa tâm, đại tẩu không mắt mù, đều không thể tuyển này ở nông thôn tiểu tử sao, còn có rất nhỏ không bộ phận không yên tâm đâu, là bởi vì Thiệu Quang Vinh phát hiện Trần Khánh không luống cuống. Tiểu địa phương tới người trẻ tuổi, thổ muốn mệnh, còn có cổ muốn mệnh giả tính, ở đại tẩu trước mặt là rất thẹn thùng, Thiệu Quang Vinh nhìn ra tới đây là cái có giả tâm, đồng tính luôn là tương mắng sao, Thiệu Quang Vinh cười ha hả cùng Trần Vượng Đạt chào hỏi, trước lên xe nói đi, ngài chiếu cố đại tẩu các nàng gia, ta đây cũng da mặt dày kêu ngài một tiếng Trần gia gia, kia bằng không kêu Trần thôn trưởng, như vậy tiểu cái quan nhi, cố tình cường điệu hạ giống như ở đánh người mặt, ở kinh thành. Bầu trời rớt cái thẻ bài xuống dưới tạp phiên 10 cá nhân, nói không chừng có 7 cái đều là quốc gia cán bộ, không Nam Hạ không biết chính mình nghèo, không Bắc Thượng không biết chính mình quan tiểu. Đây là người đến người đi ra tàu hỏa đâu, thôn trưởng này thân phận cũng đừng cố tình cường điệu đâu. Trần Vượng Đạt ngắm Thiệu Quang Vinh vài lần, hắn liền không hỏi đối phương vì sao kêu Hạ Hiểu Lan là đại tẩu, cũng không hỏi Thành ca là ai, Thiệu Quang Vinh chính mình là có thể nghẹn chết. Trần Vượng Đạt ở cơ sở làm vài thập niên, thôn trưởng là cái hạt mè lớn nhỏ quan nhi không giả, vì yêu ma quỷ quái hắn không kiến thức quá. Thiệu Quang Vinh hôm nay tới đón trạm là có điểm khoe ra, Hạ Hiểu Lan có đối tượng, Trần Vượng Đạt cũng không kỳ quái. Ưu tú nữ hoa tử sẽ không ai truy, Trần Khánh thích Hiểu Lan hắn cũng biết, hiện tại Hạ Hiểu Lan cùng người khác xử đối tượng, đó là Trần Khánh bản lĩnh còn chưa đủ. Ít nhất hiện tại Trần Khánh, còn không xứng với Hiểu Lan nha đầu này, về sau sự nói không chừng, trong nhà là không thể giúp Trần Khánh, muốn gì dạng tiền đồ, muốn cưới ai đương lão bà, đều phải dựa Trần Khánh chính mình đi nỗ lực. Tiếp cái trạm, ba cái tuổi bất đồng, thân phận bất đồng nam nhân, cũng đã giao phong qua. Hạ Hiểu Lan rất là vô ngữ, Lý Phượng Mai cùng Lưu Phân gì cũng chưa nhìn ra tới, Lưu Tử Đào liền biết ngây ngô cười, vây quanh xe jeep lớn đều cọ một vòng, Lý Phượng Mai chặt chẽ bắt lấy này mất mặt xú hài tử. Trần Vượng Đạt bị thỉnh tới rồi ghế phụ trong phòng, Hạ Hiểu Lan bốn cái đại nhân, một cái tiểu hài nhi, đều tể ở phía sau tòa, trừ bỏ Lý Phượng Mai hơi chút đẩy đà điểm, Hạ Hiểu Lan ba người là thực gầy, mặt sau chỗ ngồi có thể ngồi xuống. Lưu Tử Đào trực tiếp bị Lý Phượng Mai ôm vào trong ngực là được. Hoa Thanh cùng đối ngoại kinh mậu đại học không ở cùng cái địa phương, một cái ở Hải Điến khu, một cái ở ánh sáng mặt trời khu, thẳng tắp khoảng cách đều có 10 km tả hữu, loan loan đạo đạo phố vậy xa hơn. Vì đi trường học đưa tin phương tiện, hai đám người cũng sẽ không trụ cùng cái nhà khách. May mắn Trần Khánh tiểu tử này khảo chính là đối ngoại kinh mậu, không phải nói trường học không tốt, mà là ly Hoa Thanh không gần, nếu là thành tích lại hảo điểm. Khảo gì nhân đại, còn không phải là cùng Hoa Thanh ở cùng con phố thượng. Trần Gia Gia, ta trước đem các ngươi đưa đi đối ngoại kinh mậu đại học bên cạnh nhà khách, đem hành lý dàn xếp hảo, ta lại đi Hoa Thanh bên kia, cấp Hiểu Lan tẩu tử các nàng an bài hảo chỗ ở, đại gia cùng nhau ăn cái cơm chiều, lại đưa các ngươi hồi đối ngoại kinh mậu bên kia, ngài xem như thế nào. Thiệu Quang Vinh an bài thực hảo, Trần Vượng Đạt cũng chọn không ra tật xấu, trừ bỏ Hạ Hiểu Lan đã tới kinh thành. Thiệu Quang Vinh vốn dĩ chính là kinh thành người, những người khác đối thủ đô tất cả đều là rất tò mò. Thiệu Quang Vinh đương hướng dẫn du lịch tuyệt đối xứng chức, còn cố ý lái xe từ Thiên An môn quảng trường vòng một vòng. Trần Vượng Đạt vừa nhìn thấy cửa thành thượng lãnh tụ ảnh chụp, liền nhịn không được rơi lệ. Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai cũng cảm xúc kích động, Lý Phượng Mai còn gọi nhi tử xuống xe kính cái lễ. Bọn họ này thế hệ đối vĩ đại lãnh tụ đều có đặc thù cảm tình, Trần Vượng Đạt như vậy lão binh càng sâu. Trần Vượng Đạt đối với lãnh tụ ảnh chụp kính cái thập phần tiêu chuẩn quân lễ. Thiệu Quang Vinh thấy bọn họ như vậy, trên mặt cà lơ phất phơ cũng đã biến mất. Ở tại kinh thành, thường xuyên hướng Thiên An môn trải qua, tổng sẽ không thấy một lần liền khóc một lần đi. Thiệu Quang Vinh trầm mặt, là bởi vì hắn vừa rồi xem thường hạt mè lớn nhỏ thôn quan, vừa nghe nói này thôn quan nhi là lão binh, hắn cũng có chút hổ thẹn, không có này đó lão binh, cũng không có hôm nay sinh hoạt. Đương nhiên, kia hổ thẹn chính là một chút. Qua Thiên An môn quảng trường sau, Thiệu Quang Vinh lại chủ động huyên thuyên sinh động không khí, chở Trần Vượng Đạt cùng Trần Khánh tới rồi đối ngoại kinh mậu, nhà khách vào ở không gì phiền toái, Trần Khánh mang theo trường học thông tri thư, hơn nữa cũng có phòng trống, bọn họ trước tiên 2-3 thiên vào kinh, hảo chút học sinh còn không có tới báo danh, lại hướng Hoa Thanh bên kia lái xe, dọc theo đường đi Thiệu Quang Vinh miệng liền không đình quá, kinh thành có này đó ăn, tới kinh thành chơi muốn đi đâu tham quan, Thiệu Quang Vinh đều toàn nói. Cố Cung khẳng định muốn đi, Trường Thành cũng muốn bò, này không mau Quốc Khánh tiết sao? Năm nay là Quốc Khánh 35 đầy năm, Cố Cung khoảng thời gian trước lại tiểu tu chỉnh một lần, hiện tại đi tham quan vừa lúc, kiến quốc sau, nguyên bản tường cao đại viện hoàng đế nơi, liền thành người thường đều có thể tham quan địa phương. Quốc gia ở 74 năm lúc ấy đối Cố Cung tiến hành lần thứ hai đại tu phục, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể nơi nào hỏng rồi tu nơi nào, lần này tu chỉnh dằng co suốt 7 năm. 81 năm thời điểm, tiền Tam Điện, sau Tam Cung cùng Đông Tây Lục Cung đều chữa trị, này đó địa phương du khách đều có thể đi. Thiệu Quang Vinh ý tứ, lúc này đi tham quan Cố Cung thời gian vừa vặn tốt, tới rồi học viện lộ, là có thể nhìn thấy Hoa Thanh đại môn. Thiệu Quang Vinh đối cái này liền không hảo khản, hắn cái này học ra, đi ngang qua Hoa Thanh đại môn vẫn là có điểm túng túng. Thiệu Quang Vinh cũng không thi đại học, hắn là sơ trung tốt nghiệp sau trực tiếp đọc trung chuyên. hiện tại tham gia công tác đã nhiều năm, bất quá thi đại học khôi phục sau quốc gia coi trọng bằng cấp, Thiệu Quang Vinh trung chuyên bằng cấp cũng liền không đủ xem. Túng túng học ra có điểm hối, Trần Khánh cái ở nông thôn tiểu tử bằng gì không luống cuống, tổng không thể là bởi vì trên người hắn thổ đến rớt ra ăn mặc đi, vẫn là bởi vì trong lòng ngực kia trương đối ngoại kinh mậu đại học thông tri thư, Trần Khánh tốt nghiệp đại học, việc học ưu tú điểm, kia cũng là có thể phân phối tiến hảo đơn vị, trừ bỏ gia thế không thể cùng Thiệu Quang Vinh so, hắn lại không thua cấp Thiệu Quang Vinh cái gì, vì sao muốn luống cuống, nam nhân tổng không thể so mặt đi. Kia hắn nhưng thật ra không đủ bạch, đây là Hiểu Lan trường học, vài người ở cửa đứng không đến 5 phút, liền có một nam một nữ hai cái học sinh bộ dáng người đi lên hỏi, các ngươi là tới đưa tin đi, hoan nghênh đi vào Hoa Thanh Đại học, 415, tiểu ma mới. Tân giáo hoa. 4 càng, tác giả, Bảo Trang Thành, nghênh tân sinh, hai người xác thật đều là Hoa Thanh sư huynh sư tỷ, sư huynh là trung đẳng vóc dáng, sư tỷ cũng trung nhân chi tư, nhưng hai người khí chất đều đặc biệt tự tin. Hạ Hiểu Lan vài người từ xe jeep lớn trên dưới tới, cùng các nàng từ phá xe đạp xuống dưới đãi ngộ là giống nhau. Nghênh tân sinh không phải muốn tham gia là có thể tham gia, nhất định là ở trường học biểu hiện tốt, này hai cái ở Hoa Thanh Đại học trung cũng là phần tử tích cực, thiên chi kiêu tử tự tin từ bọn họ trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sư huynh tuy rằng kinh ngạc cảm thán Hạ Hiểu Lan bề ngoài, cũng không có nhìn thấy nàng liền đi không nổi, sư tỷ cũng không có chua lòng ghen ghét, nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn nhu, cấp Hạ Hiểu Lan giới thiệu Hạ Hoa Thanh tình huống. Hạ Hiểu Lan cảm thấy, tới Hoa Thanh niệm thư, không chỉ có là bởi vì Chu Thành ở Kinh Thành, khả năng đây là nàng làm rất đúng một cái quyết định. Nghe nói Hạ Hiểu Lan là kiến trúc hệ, sư tỷ cũng nhiều vài phần kinh hỉ, ta là thổ một công trình hệ, cùng kiến trúc hệ là huynh đệ hệ. Ta họ Đan, Đan Du Quân, Hoa Thanh thổ một công trình hệ cùng kiến trúc hệ phân phân hợp hợp, trước kia hợp nhau tới kêu thổ một kiến trúc hệ, sau lại thổ một công trình hệ lại cùng hoàn cảnh công trình hệ hợp thể quá, năm nay thổ một công trình hệ lại độc lập ra tới. Công trình bằng gỗ cùng kiến trúc hệ quan hệ mật thiết, Đan Du Quân xem Hạ Hiểu Lan tự nhiên nhiều ba phần thân thiết, này hai hệ nữ sinh đều đặc biệt thiếu, lúc này kiến trúc hệ tới cái đẹp tân sinh, mấy cái hệ các nam sinh khẳng định muốn ngao ngao kêu. Đan Du Quân rất là nhiệt tình, biết Hạ Hiểu Lan là có gia trưởng bồi tới, mang mấy người đi Hoa Thanh nhà khách làm vào ở. Hạ sư muội, ngươi là tới sớm, nếu là ngày mai đến chiều này đại sở cũng chưa phòng, Đan sư tỷ, cảm ơn ngài, quá phiền toái ngài. Đan Du Quân cũng chưa nói khinh thường Trần Khánh, biết hắn là đối ngoại kinh mậu, còn gọi hắn về sau nhiều tới Hoa Thanh tới đâu, có thể từ một chỗ khảo đến Kinh Thành tới đồng hương liên hệ đều thực chặt chẽ, các ngươi dự nam khẳng định cũng có đồng hương sẽ, mấy cái trường học dự nam học sinh đều có gia nhập, mấy thứ này các ngươi chậm rãi liền đã hiểu. Đan Du Quân cũng không bắt lấy Hạ Hiểu Lan nói không nghe, nghe nói mấy người còn không có ăn cơm, cấp Hạ Hiểu Lan nói mấy cái giá không quý ăn cơm địa phương lại cùng cộng sự làm khác đi, chờ nàng đi rồi, Lý Phượng Mai mới táp lưỡi, cô nương này cũng thật hào phóng, nguyên lai cho rằng Hạ Hiểu Lan chính là đỉnh ưu tú, tới rồi Hoa Thanh tùy tiện một cái nữ học sinh sách ra tới, dọc theo đường đi cho các nàng giảng trường học cảnh điểm, nhiệt tình hiếu khách lại cũng không nói vô nghĩa, Đan Du Quân giỏi giang cùng sang sảng, mọi người đều xem ở trong mắt, tích cực tham gia học sinh hoạt động, khẳng định sẽ không kém. Cao phân không nhất định là năng lực kém, có người chỉ số thông minh EQ cao cũng cao, Hạ Hiểu Lan tin tưởng Hoa Thanh là tàng long ngọa hổ. Thiệu Quang Vinh túng túng, Hoa Thanh Đại học hai cái tiếp tân sinh, cũng kêu Thiệu đại thiếu đối danh giáo sinh nhận thức càng khắc sâu. Hắn cân nhắc, chính mình có phải hay không nên tăng lên hạ bằng cấp, giống như một xuân phong Hoa Thanh học tỷ Châu Ngọc ở đằng trước, Thiệu Quang Vinh cũng không xú khoe khoang, sau lại thành thành thật thật mang Hạ Hiểu Lan mấy người đi ăn cơm chiều. Này bữa cơm Thiệu Quang Vinh thỉnh, ăn chính là toàn tủ Đức, Hạ Hiểu Lan lần trước đi qua, những người khác lại không ăn qua, quan vịt nướng liền ăn vài chỉ, Thiệu Quang Vinh một chút cũng vô tâm đau tiền, một cái mắc nợ 3 vạn nhiều người, đối với 100 nhiều đồng tiền thừa nhận lực rất mạnh, nhưng đối Trần Khánh tới nói, một bữa cơm liền ăn 100 nhiều khối, quả thực quá nhiều. Vịt là khá tốt ăn, nhưng nó sao liền như vậy quý, Trần Khánh nếu là thượng đại học, học tập đủ ưu tú, bắt được tối cao đẳng tiền trợ cấp, một tháng cũng liền hơn 20 đồng tiền đâu, ở quê quán, có thể lấy hơn 20 đồng tiền trợ cấp, người trong thôn đều phải hâm mộ, ở Kinh Thành, hơn 20 đồng tiền nguyên lai chính là 2 chỉ vịt nướng, Trần Khánh cảm nhận được bần phú chênh lệch, đặc biệt là Thiệu Quang Vinh còn không phải Hạ Hiểu Lan đối tượng, chỉ là Hiểu Lan đối tượng bằng hữu, Có thể cùng khai xe con tùy tiện mời khách Thiệu Quang Vinh đương bằng hữu, Hiểu Lan đối tượng cũng sẽ không quá kém. Trần Khánh lại lần nữa kiên định chính mình học kinh tế quyết tâm. Nếu muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, hắn đến hiểu được kinh tế là chuyện như thế nào. Trần Vượng Đạt nhưng thật ra lão thần khắp nơi, bị mời khách đã bị mời khách bái, kinh thành không phải hắn địa bàn, Thiệu Quang Vinh nếu là tới rồi thất tỉnh thôn, Trần Thôn Trưởng cũng sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đây là mỗi người lão thành tinh, sinh hoạt làm Trần Thôn Trưởng có lịch duyệt, không sợ bị người mời khách. Hạ Hiểu Lan cấp Lưu Tử Đào bọc Việt, ăn ngon không? Ta và ngươi ba lần trước đã tới, lần này rốt cuộc mang ngươi tới rồi. Lưu Tử Đào trong miệng hàm chứa đồ vật, mơ hồ không rõ, ăn ngon. Trường học cũng đẹp, Hoa Thanh Đại học thật xinh đẹp, khác không cần giảng, chỉ cần cùng Lưu Tử Đào nói đây là cả nước tốt nhất đại học chi nhất, hắn liền phải nâng lên đầu nhỏ nhìn lên, bản ngón tay tính, hắn lập tức niệm 2 niên cấp, tiểu học thêm sơ trung, còn có cao trung, muốn thi đại học là 10 năm về sau sự. Lưu Tử Đào không thể trực quan cảm nhận được 10 năm có bao nhiêu trường, hắn liền biết tiểu học năm nhất niệm đã lâu mới kết thúc. Ăn xong vịt nướng, Thiệu Quang Vinh lại đem Trần Khánh cùng Trần Vượng Đạt hướng đối ngoại kinh mậu đại học đưa. Xuống xe thời điểm, Trần Vượng Đạt cười ha hả, tiểu Thiệu đồng chí, cũng hoan nghênh ngươi tới thất tỉnh thôn làm khách, chúng ta nhất định vô cùng náo nhiệt hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thiệu Quang Vinh nói nhất định, Hạ Hiểu Lan cùng Trần Gia Gia Tôn hai ngày mai khẳng định còn muốn hội hợp, nói tốt muốn đi tham quan cố cung, chờ chính nguyệt một ngày Hoa Thanh chính thức khai giảng, mấy người mới có thể hồi tỉnh Dự Nam. Thiệu Quang Vinh ngày mai còn muốn đón đưa, Hạ Hiểu Lan cảm thấy tổng đem Thiệu Quang Vinh chậm trễ không tốt lắm, ngày mai là thứ tư, hôm nay Thiệu Quang Vinh chính là xin nghỉ tới đón trạm. Hoa Thanh bên này ly cố cung nhưng xa, 10 mấy km đâu, Hạ Hiểu Lan giật thủ đoạn, nước xương qua 1 tháng rưỡi, sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn, vậy ngươi có thể hay không đem xe mượn ta dùng, ta ngày mai tái bọn họ đi. Thiệu Quang Vinh vẻ mặt không tín nhiệm, hắn biết Chu Thành tưởng đưa một chiếc xe cấp Hạ Hiểu Lan, Khang Vĩ đều mang Hạ Hiểu Lan đi hải quan, lại không có tuyển đến xe, kia Hạ Hiểu Lan sao sẽ lái xe? Thiệu Quang Vinh rõ ràng không tin. Đại tẩu ngươi có điều khiển chứng? Không có. Hạ Hiểu Lan đem vô chứng điều khiển nói đặc biệt đúng lý hợp tình. Nàng lái xe kỹ thuật vẫn là không tồi, đời trước tích lũy kỹ thuật sao, 84 năm không ai ra điều khiển chứng, đầy đường đều là vô chứng điều khiển người, Hạ Hiểu Lan tin tưởng chính mình kỹ thuật lái xe muốn so đại bộ phận người cường một chút. Thiệu Quang Vinh không chịu tin, làm Hạ Hiểu Lan thượng thủ luyện, 84 năm xe cùng đời sau tự động chắn bất đồng, cùng Hạ Hiểu Lan quen thuộc tay động chắn cũng có khác biệt, nhưng nguyên lý là giống nhau, lái xe còn phải can đảm cẩn trọng đủ vững chắc, Hạ Hiểu Lan hỏi rõ ràng, Thiệu Quang Vinh một giáo liền sẽ. Lưu Phân tâm vẫn luôn lung tung rối loạn nhảy, Hạ Hiểu Lan ổn định vững chắc ở học viện lộ chạy cái qua lại, xe khai đến cư nhiên một chút không kém, Lý Phượng Mai tưởng, này có thể khảo trạng nguyên đầu óc chính là thông minh, học gì đều đặc biệt mau. Thiệu Quang Vinh không lời nào để nói, sáng mai ta đem xe cho ngài khai lại đây, xe là mượn, buổi tối khẳng định phải cho người còn trở về, buổi sáng lại cho mượn tới bái. Hạ Hiểu Lan từ phòng điều khiển nhảy xuống, vậy nói tốt, rất xa, Đan Du Quân cùng đồng học một khối trở về, thấy Hạ Hiểu Lan ở học viện trên đường lái xe, nghĩ thầm này kiến trúc hệ tân sinh cũng thật có thể lăn lộn nha, nhìn thấy không có, các ngươi kiến trúc hệ học muội, ta xem đã dự định năm nay tân giáo hoa, buổi chiều ta cùng học sinh hội Đỗ Học Phong cùng nhau tiếp đãi. Đỗ Học Phong ngốc nói đều sẽ không nói, dọc theo đường đi liền quan làm ta tránh biểu hiện, lão quy cũ, còn có canh một, nhưng mà cũng không biết là đêm nay vẫn là sáng mai quá thẩm. Vạn sự tùy duyên, Phật hệ tay bút, Phật hệ xét duyệt đại, Phật hệ người đọc các bảo bối, Đan sư tỷ từ cá trứng máy phát điện, khuynh tình biểu diễn, không phải nàng fans giá trị cao, là nàng quá triền người. 416, cuộc sống đại học thiết tưởng, thêm 22, tác giả, Bảo Trang Thành, lúc này mới gọi người còn không vào giang hồ, trên giang hồ liền có Hạ Hiểu Lan, truyền thuyết, Hạ Hiểu Lan cảm thấy chính mình là Hoa Thanh tiểu ma mới, tiếp đại sư huynh Đỗ Học Phong năng ngôn thiện biện, mặt mũi thượng banh, kỳ thật liền lời nói đều không nói ra tới, sau lại Đan Du Quân hỏi hắn như thế nào không nói lời nào, nàng một người nói đã lâu, Đỗ Học Phong tựa như vách tường hoa giống nhau chỉ biết lễ phép cười, Đỗ Học Phong mới nói chính mình xem choáng váng, kiến trúc hệ sư muội lớn lên giống điện ảnh minh tinh giống nhau, Đỗ Học Phong nguyên lời nói, thực mau liền ở ngầm truyền khắp toàn bộ hệ. Đan Du Quân đồng học tò mò nhìn nhiều Hạ Hiểu Lan hai mắt, là lớn lên rất đẹp, ta là nữ đều phải bị mê hoặc. Tân giáo hoa sao là nắm chắc, tân hệ hoa khẳng định là ván đã đóng thuyền, giáo hoa, hệ Hoa gì, đều là học sinh ngầm nói giỡn. Hoa Thanh Đại học học sinh rất ít sẽ bên ngoài biểu tới xem người, cả nước các nơi ưu tú học sinh đều tụ tập ở cái này địa phương, cùng người thường so ưu tú không tính gì, muốn ở Hoa Thanh Đại học còn có thể tiếp tục ưu tú, đó chính là thật sự ưu tú, diện mạo là có thể để cho người khác thực mau nhớ kỹ tân sinh ưu thế, cũng sẽ làm các nam sinh trong lòng sủy một con loạn nhảy nai con. Nhưng muốn cho Hoa Thanh bọn học sinh chân chính tán thành, một cái giáo hoa danh hào căn bản không dùng được, có thể lấy học bổng học sinh đều không tính nhất ngưu bức là nhẹ nhàng cầm học bổng, còn có thể văn có thể võ, đức trí thể toàn diện phát triển, mới là trường học nhân vật phong vân. Đương nhiên, Hoa Thanh trọng điểm khoa hệ đều là ngành khoa học và công nghệ hệ, một thạc sở cùng Hoa Thanh tề danh kinh thành đại học, người thể kiện có thể ném quả tạ, đầu óc có thể chính mình làm nghiên cứu khoa học không tính gì, ngươi có thể viết thơ không? Chưa danh ven hồ những cái đó kinh đại phú thơ hoạt động vẫn là rất có danh. Hạ Hiểu Lan hoàn toàn không biết chính mình còn không có chính thức báo danh liền khiến cho cao niên cấp thảo luận, ngồi một ngày xe lửa cũng thực mỏi mệt, buổi tối ngủ thời điểm ai cũng không nhiều lời, ở nhà khách đều ngủ đến đặc biệt trầm. Buổi sáng lên, Hạ Hiểu Lan còn không thể mang Lưu Phân các nàng đi nhà ăn ăn cơm, nàng không có nhà ăn phiếu cơm. Hạ Hiểu Lan nhớ rõ đời trước có một trương đồ ở bằng hữu vòng điên truyền, Hoa Thanh chính nhà ăn là dùng bồn tắm trang cơm cùng mì sợi, phao tắm cái loại này bồn tắm đặt tại nhà ăn, một lu lu gạo cơm cùng mì sợi, bọn học sinh bưng hộp cơm liền ngồi xổm cách đó không xa. Thiên Chi Kiêu tử nhóm một mặt muốn mệnh, cũng thực bình dân, ảnh chụp là một cái người nước Pháp ở 80 niên đại chụp, sau lại ở nước ngoài xuất bản thành tập ảnh, bị Lưu học sinh thấy phục chế trở lại quốc, ngay từ đầu là ở Hoa Thanh bạn cùng trường Giang điên truyền, sau lại Hạ Hiểu Lan đều ở bằng hữu vòng nhìn thấy. Nàng lúc ấy còn nghĩ thầm này Hoa Thanh nhà ăn quá có cá tính, không nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội ha ha đại bồn tắm trang cơm cùng mì sợi. Sao nói đi, nàng cảm thấy quá dị, còn có loại hoang đường chờ mong. Hoa Thanh bên ngoài bữa sáng sạp không cần phiếu cơm, ăn qua cơm sáng lại ở vườn trường xoay chuyển. Hoa Thanh Đại học là một cái viên khu, diện tích lớn đâu, ngày hôm qua đan sư tỷ căn bản không mang theo mấy người đi xong, hôm nay cũng là đi không xong. Thiệu Quang Vinh ước hảo buổi sáng 9 giờ đưa xe tới, Hạ Hiểu Lan hỏi thời gian thời điểm, mới nhớ tới chính mình không đồng hồ, về sau đi học còn rất không có phương tiện, Hạ Hiểu Lan đem mua đồng hồ chuyện này ghi tạc trong lòng, ở trường học mang lao động sĩ khẳng định không sáng suốt, nàng cảm thấy Hoa Mai biểu liền không sai biệt lắm, một học sinh có được cũng bất quá phân, Hoa Thanh là các học bá ngốc địa phương, khoe giàu đại khái phải bị khinh bỉ, Hạ Hiểu Lan không tính toán ăn cỏ ăn trấu. Nàng cũng không tính toán dựa khoe giàu ở Hoa Thanh trổ hết tài năng. Tổng không thể vài thập niên sau đồng học vừa nhớ tới nàng, chính là nhà giàu mới nổi nhãn đi. Đô đô, Hạ Hiểu Lan miên man suy nghĩ, Thiệu Quang Vinh đã đem xe chạy đến. Này xe ta cùng người ta nói hảo, dùng 2 ngày trả lại, Lưu A Di các nàng ở kinh thành ra cửa không có phương tiện, tẩu tử ngài liền tái các nàng hảo hảo đi dạo, nếu không sao nói Thiệu Quang Vinh là thượng mấy năm ban lão bánh quẩy đâu, hắn tuy rằng là cái miệng rộng. Làm việc cũng lão đạo, không chỉ có đem xe cấp Hạ Hiểu Lan khai, còn cấp Hạ Hiểu Lan chuẩn bị một phần bản đồ, 84 năm lại không có hướng dẫn, rất nhiều đường phố cùng 30 năm sau biến hóa rất lớn, Hạ Hiểu Lan đích xác không quen thuộc trước mắt kinh thành lộ, đến Cố Cung, vẫn là đến đi Thiên An môn nơi đó, con đường này Hạ Hiểu Lan còn nhớ rõ, nàng muốn hỏi Thiệu Quang Vinh đem xe cho nàng chính mình như thế nào trở về, Thiệu Quang Vinh đã nhảy lên một chiếc xe buýt chạy, Hạ Hiểu Lan mấy người đến Cố Cung khi, Trần Khánh cùng Trần Vượng Đạt sớm đến, hai người trong tay cũng là cầm bản đồ, ở Cố Cung cửa chờ. Trần Khánh còn tưởng rằng Thiệu Quang Vinh đưa các nàng lại đây, lại là Hạ Hiểu Lan ở lái xe, còn có gì là Hạ Hiểu Lan sẽ không? Lúc này muốn học lái xe học phí còn không tiện nghi, ở giá giáo học xong là có thể tìm được lái xe công tác, vận khí tốt có thể tiến một ít đơn vị đương tài xế, hoặc là liền trực tiếp đương chạy đường dài xe vận tải tài xế. Tỷ như An Khánh nhất trung năm nay thi đại học thi rớt bộ phận nam sinh, không nghỉ học lại, liền chạy tới học lái xe. Lái xe cái này kỹ năng thực đáng giá, không nghĩ tới Hạ Hiểu Lan cũng sẽ. Hơn nữa Thiệu Quang Vinh còn có thể đem xe tùy tiện ném cho Hạ Hiểu Lan khai, không sợ bị va chạm. Trần Khánh là đoán không ra Thiệu Quang Vinh thân phận. Ngày hôm qua bọn họ hai người ở nhà khách, bất đồng với Hạ Hiểu Lan bên kia ngã đầu liền ngủ, Trần Khánh cùng Trần Vượng Đạt chính là nói chuyện đến sau nửa đêm. Cái này đại học muốn sao đọc, Trần Khánh là tới học tri thức, không thể bị kinh thành khí phái cấp dọa sợ, cũng không thể co đầu rút cổ ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp không ra đi. Trần Vượng Đạt nói hy vọng Trần Khánh 4 năm sau có thể cùng Hoa Thanh kia hai cái học sinh giống nhau, nói chuyện hào phóng, người cũng tự tin, nghiêm túc học tập, nhiều giao bằng hữu, là Trần Vượng Đạt cấp Trần Khánh đính bác tự phương châm. Trần Khánh cũng có ý nghĩ của chính mình, Trần Vượng Đạt ha hả cười, biết tiểu tử ngươi tưởng gì đâu, còn không phải là tưởng cưới vợ. Ngươi hiện tại còn so bất quá người khác ưu tú, nhà ta điều kiện cứ như vậy, người hướng chỗ cao đi, ngươi kêu Hiểu Lan nha đầu bằng gì tuyển ngươi. Nhưng ngươi 4 năm sau có thể đuổi theo đi, ta xem đại học không tốt nghiệp, Hiểu Lan nha đầu cũng sẽ không gả chồng, nhà ai không nghĩ muốn cái thông minh ưu tú con dâu. Trần Vượng Đạt nhưng không giống Trần Khánh nàng mẹ giống nhau, hạt mè đậu xanh lớn nhỏ tâm, một bên cảm thấy Trần Khánh ưu tú nhất nhà ai khuê nữ đều không xứng với, thật gặp gỡ ưu tú khuê nữ, lại cố kỵ người khác quá ưu tú, sợ ngăn chặn Trần Khánh địa vị, đây đều là thí lời nói, nam nhân vì sao nỗ lực, không phải vì thích nữ nhân, vì quyền thế cùng tiền tài. Uất ức hèn nhát ở nông thôn làm ruộng, uống xong rượu nhéo lên nắm tay sợ tới mức trong nhà nữ nhân đại khí không dám xuyển, chẳng lẽ cái này kêu có bản lĩnh có tiền đồ. Trần Khánh là bị thân gia gia cấp khuyến khích nhi, hắn gia gia nói đúng, hiện tại so bất quá, không đại biểu 4 năm sau còn so bất quá, hắn còn có thể tại đọc đại học trong lúc đem chính mình biến thành một cái ưu tú người, làm Hiểu Lan không hề lấy xem hàng xóm ca ca ánh mắt đối hắn, mà là đem hắn xem thành là có thể dựa vào, có thể phó thác chung thân nam nhân, mang theo loại tâm tính này, tham quan cố cung khi, Trần Khánh biểu hiện tiến thối có lễ, Lưu Tử Đào nhỏ mà lanh, nhận thấy được nguy cơ, kéo lấy Hạ Hiểu Lan tay lớn tiếng hỏi, Hiểu Lan tỷ, ta tưởng tỷ phu, ngươi gì thời điểm mang ta đi xem tỷ phu, hắn còn phải cho tỷ phu hội báo địch tình đâu, Lưu Tử Đào đối vĩ đại lãnh tụ thề, hắn nhất định phải viên mãn hoàn thành tỷ phu giao đãi nhiệm vụ, 417, mẹ vợ đi xem con rể, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, đồng ngôn vô kỵ, Lưu Tử Đào lúc này nhắc tới chính mình, tỷ phu, Trần Vượng Đạt cũng không hảo giả ngu, nhân cơ hội cũng giúp tôn tử tìm hiểu một chút Hạ Hiểu Lan đối tượng tình huống, Hiểu Lan chỗ này đối tượng rất vội. Đào Đào muốn đi, ngươi liền dẫn hắn đi xem, mẹ ngươi các nàng đều gặp qua đi, tới rồi kinh thành cũng đến tụ một tụ, không cần phải xen vào ta cùng Trần Khánh, buổi chiều đại gia liền tách ra dạo, bao lớn mặt nha, hắn còn có thể đi theo đi xem Hạ Hiểu Lan đối tượng không thành, Trần Vượng Đạt có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không phải là Hạ Hiểu Lan thân gia gia, Hạ Hiểu Lan tôn trọng hắn, là bởi vì hắn phía trước trợ giúp, kia một chút tình cảm cũng không có khả năng háo cả đời, huống chi Hạ Hiểu Lan sau lại đem đầu cơ trục lợi tóc mở sinh ý nhường cho Trần gia. Năm trước mùa đông đến năm nay mùa hè, dựa vào này sinh ý cũng kiếm lời mấy ngàn khối, về sau có thể làm dài hơn lâu khó mà nói, lại đại nhân tình dùng giá trị mấy ngàn thượng vạn kiếm tiền phương pháp tới đổi, kia cũng là Trần gia chiếm tiện nghi. Hạ Hiểu Lan hiện tại không nợ Trần gia gì, cũng không nợ người trong thôn cái gì, liền tính cùng Trần Khánh thấu không thành một nhà, Trần Vượng Đạt còn trông cậy vào nàng tương lai có thể quan tâm đến thất tỉnh thôn, không có khả năng đắc tội nàng. Hạ Hiểu Lan cũng không có giấu, bất quá nàng cũng không nói tỉ mỉ Chu Thành chức vụ cùng gia thế, liền nói là ở bộ đội, rời thành không tính xa, ở Thương Đô thời điểm liền gặp qua ta mẹ. Trần Vượng Đạt gật gật đầu, tham gia quân ngũ hảo, có trách nhiệm cảm. Về sau cảm tình ổn định, cũng mang về thôn cấp mọi người nhìn một cái. Trần Vượng Đạt nói chuyện chọn không ra tật xấu, nhắc tới Chu Thành, Hạ Hiểu Lan thấy Trần Khánh thần sắc buồn bã, lại biến thành thoải mái hào phóng, Trần gia người thâm minh đại nghĩa, Hạ Hiểu Lan cũng hy vọng bảo tồn hai bên phía trước tình nghĩa, ngày mai lại nói đi xem hắn, hôm nay trước bồi ngày hảo hảo đi dạo, kinh thành ta phía trước đã tới 2 tranh, nơi nào có ăn vẫn là rất thục, Hạ Hiểu Lan là cái gà mờ hướng dẫn du lịch, nàng đối 84 năm kinh thành không hiểu biết. Nhưng đối này đó cảnh điểm vẫn là có thể nói ra vài phần, Chu Thành không thể xin nghĩ ra tới, Hạ Hiểu Lan tới rồi kinh thành khẳng định muốn đi thăm hắn, khai giảng sau muốn thích ứng tân hoàn cảnh, các loại việc vặt vãnh nhi đến vội thượng mấy ngày, vậy khai giảng trước bái, thừa dịp nàng mẹ cùng mợ Lý Phượng Mai đều ở, Lưu Tử Đào ồn ào suy nghĩ tỷ phu, Lưu Phân kỳ thật cũng rất nhớ thương Chu Thành đem Hạ Hiểu Lan mang về nhà, Chu gia người không phản đối hai người kết giao. Lưu Phân đãi Chu Thành thái độ khẳng định lại bay lên một cái bậc thang, bàn chuyện cưới hỏi còn chưa tới thời điểm, Chu Thành cùng Hiểu Lan cũng là ở hai bên gia trưởng trước mặt quá minh lộ, cũng không phải là trộn xử đối tượng, mà là chính đại quang minh ở kết giao, Lưu Phân đi Dương Thành, còn tới rồi đặc khu, nơi đó thứ gì đều có bán, nàng chính mình cũng có từ cửa hàng quần áo lấy tiền lương, căn bản không cần hỏi Hạ Hiểu Lan lấy tiền, còn dùng chính mình tiền cấp Chu Thành mua 2 điều không tiện nghi dây lưng. Hạ Hiểu Lan tác phẩm văn xuôi đội sẽ phát quần áo, mũ, giày bao gồm dây lưng chờ đồ vật, Lưu Phân cũng mặc kệ, bộ đội phát, cùng ta mua không giống nhau, một cái là quốc gia đối Chu Thành quan tâm, một cái khác là nàng đối Chu Thành quan tâm, sao có thể giống nhau đâu, bộ đội thức ăn khẳng định có thể ăn no, nhưng có thể tùy tiện muốn ăn gì liền ăn gì không. Lưu Phân nghĩ đến ăn Tết thời điểm Chu Thành cấp gửi nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết Chu Thành tiền lương hay không đủ dùng, khác không nói, Chu Thành làm người đưa đến Vu nải nải ra hai điều cẩu, nghe lời lại chủ hộ, có cẩu sau buổi tối ngủ đều kiên định, dưới giường cất giấu mấy vạn đồng tiền buôn bán khoảng Lưu Phân cũng có thể an tâm ngủ. Cẩu là thực hảo, ăn cũng nhiều, Chu Thành thường xuyên gọi người hướng trong nhà cấp đưa ăn thịt, hai điều cẩu đều ăn biên biên giác giác thịt nát, đơn độc tính một phần, nhưng một chỉnh phiến sườn dê hướng trong nhà đưa, kia chẳng phải là trợ cấp nhà nàng thức ăn sao, Lưu Phân liền lo lắng Chu Thành tiền lương không đủ hoa. Chu Thành cùng Khang Vĩ chuyển thuốc lá chuyện này nàng cũng không biết, trừ bỏ cấp Chu Thành mua dây lưng, Lưu Phân còn chuẩn bị cấp Chu Thành trộn tắt tiền. Lưu Phân tiền không chỉ có là tiền lương, còn có Hạ Hiểu Lan cầm thi đại học trạng nguyên, tỉnh, thị, huyện cùng với trường học cấp tiền thưởng, thêm lên cũng có 2.000 khối. Này tiền đã là khen thưởng, cũng là làm tỉnh trạng nguyên thuận lợi niệm xong Hoa Thanh đại học bảo đảm. Đại học tuy rằng không cần học phí, sách vở phải bỏ tiền mua đi, gia cảnh không tốt, học tập thành tích cũng tốt lời nói, đại học mỗi tháng còn cấp phát trợ cấp, thậm chí còn có thể lấy học bổng. Đối học bá tới nói, niệm đại học 4 năm không phải tiêu tiền, mà là kiếm tiền. Cứ như vậy chính sách hạ, vẫn như cũ có nhà nghèo học sinh thi vào đại học lại không đi đọc, bởi vì ở bắt được cái gì học bổng cùng trợ cấp trước, hắn liền cơ bản sinh hoạt bảo đảm đều không có, gia đình thiếu cái này tráng lao động lập tức liền phải sụp đổ. Chỉ có thể mang theo tuyệt vọng xé xuống thông tri thư, từ bỏ đại học mộng. Vạn nhất Hạ Hiểu Lan cũng gặp gỡ loại sự tình này, khi đến rất đáng tiếc, tỉnh Dự Nam một năm mới thi đậu mấy cái Hoa Thanh cùng Kinh Đại A, lúc ấy Hạ Hiểu Lan liền đem này đó tiền toàn làm Lưu Phân cầm đi dùng, người nữ nhi khảo đọc sách kiếm, hoa lên khẳng định cảm giác không giống nhau, còn không phải sao, tựa như An Khánh huyện nhất trung phía trước phát 200 khối học bổng giống nhau, Lưu Phân trong tay tiền chính là như vậy tích cốc hạ, các loại nơi phát ra đều có, Lưu Phân muốn sao tiêu tiền. Hạ Hiểu Lan mặc kệ, dù sao không thể tiết kiệm chính mình đi cho người khác hoa, Hạ Hiểu Lan hy vọng Lưu Phân có thể tiết kỹ điểm, không cần như vậy vô tư cống hiến, ở bảo đảm chính mình quá đến tốt tiền đề hạ, ái cấp Chu Thành phát bao lì xì, Hạ Hiểu Lan cũng không có biện pháp, Chu Thành chính mình có tiền, làm người cũng không keo kiệt, Lưu Phân cũng không phải là ở dáng Bạch Nhãn Lan, buổi tối Hạ Hiểu Lan còn cùng người nhà trụ nhà khách, nàng kỳ thật có thể trước tiên xử lý nhập học thủ tục. Sau đó liền dọn đi ký túc xá, bất quá về sau trụ túc xá thời gian còn trường, có thể nhiều cùng người trong nhà nị nị cũng khá tốt, Hạ Hiểu Lan liền không vội mà dọn, Thiệu Quang Vinh đem xe jeep lớn mượn cho nàng khai 2 ngày chính thích hợp, Hạ Hiểu Lan vừa lúc chở người trong nhà đi bộ đội, lần trước hình như là bị Phương Sĩ Trung cùng Cao Phỉ hướng lên trên mặt cử báo, nói Hạ Hiểu Lan tác phong quá xa hoa lãng phí, cao điệu hướng trong đoàn đưa 6 con dê sự mang đến hư ảnh hưởng. Hạ Hiểu Lan cũng không dám ngược gió gây án. Một lần đưa dương, là nhân tình, nhiều lần đưa dương, nàng lại không phải tiền nhiều không địa phương hoa, tùy tiện mua điểm khô bò, thịt heo bô linh tinh tức ăn thịt chế phẩm, còn có không ít thịt hộp, này đó đều là nại ăn lại nại phóng, Chu Thành chính mình ăn có thể ăn thật lâu, phân cho người ăn cũng đúng, Lưu Phân đều nói mấy thứ này mua hảo, thẳng làm Hạ Hiểu Lan nhiều mua điểm, Hạ Hiểu Lan mua thịt đồ hộp thời điểm. Nhớ tới Chu Thành lần trước ăn hạt mè đường trắng bao biểu tình, lại cấp Chu Thành đơn độc mua không ít trái cây đồ hộp. Năm nay dưa hấu đặc biệt tiện nghi, 1 cân dưa hấu chỉ cần 1 mao 5 phần tiền, một cái đại dưa hấu 10 nhiều cân trọng, đều siêu không ra 3 đồng tiền. Hạ Hiểu Lan ra khỏi thành thời điểm đụng tới cái kéo xe đẩy tay bán dưa hấu, trên xe còn thừa 37 cái dưa hấu, tổng cộng đều không có 500 cân, cấp bao viên trang trên xe, tính toán trướng còn không có một đầu dương quý. Phương Sĩ Trung cùng Cao Phỉ có ý kiến, kia 3 doanh binh liền không cần ăn, nhìn 1 doanh binh ăn sao. 300 nhiều hào người đâu, 37 cái dưa hấu vừa vặn tốt, 37 cái dưa hấu, hơn nữa cấp Chu Thành mang đồ hộp, đem cốp xe cùng xe ghế sau đều tắt đến tràn đầy, may mắn Thiệu Quang Vinh mượn xe đủ đại, Hạ Hiểu Lan cũng không phải là lần đầu tiên tới bộ đội, trong đoàn mặt nàng danh khí lớn đâu, đem xe ngừng ở cửa, cửa đứng các binh lính liền nhận ra nàng, tẩu tử hảo. Ngài tới tìm Chu doanh trưởng, thỉnh ngài đăng ký một chút, Hạ Hiểu Lan xuống xe, còn cấp đứng gác ném xuống một cái dưa hấu, các ngươi đổi gác thời điểm ăn, Trạm gác nhóm chần chờ một chút, động tác nhất trí cấp Hạ Hiểu Lan kính cái lễ, cảm ơn tẩu tử, 418, không lấy nhà mình đồ vật quy cẩu, hai càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Chu Thành biết, liền hai ngày này, Hạ Hiểu Lan khẳng định muốn tới xem hắn, 28 hào vé xe, buổi tối nghỉ một đêm, 29 hào khẳng định muốn mang người trong nhà đi dạo kinh thành. Chính Nguyệt một ngày khai giảng, kia không phải 30 hào, chính là 31 hào, hai ngày này có một ngày sẽ đến xem hắn. 30 hào sáng sớm Chu Thành liền đem chính mình thu thập sạch sẽ. 21 tuổi Chu Thành làm việc nhi rất lão đạo, nhập ngũ sớm, trải qua sinh tử khảo nghiệm, nội tâm so bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng hắn sinh lý tuổi, cũng liền mới vừa thành niên. 21 tuổi tiểu thịt tươi là gì dạng đâu? Da thịt là bóng loáng, thức đêm sẽ không quá vây, ngủ hai ngày kia quần thâm mắt liền tiêu, liền mọc ra râu đều còn không phải cái loại này đặc biệt thô cứng. Mặc kệ sao nói, Chu Thành vẫn là tỉ mỉ đem chính mình thu thập sạch sẽ, đối với gương đem mới vừa toát ra tới mềm mại hồ bột phấn cấp cạo, tóc vốn dĩ chính là tất đầu, dùng khăn lông ướt vuốt xà phòng sát một sát liền thanh thanh sảng sảng, cùng Phương Sĩ Trung, Cao Phỉ hai khẩu xé rách mặt cũng có chỗ lợi, chán ghét quỷ cũng không ở Chu Thành trước mặt lắc lư. Hạ Hiểu Lan đem nói như vậy khó nghe, Cao Phỉ còn dám hướng Chu Thành bên người thấu, kia bộ đội nước miếng đều có thể đem Cao Phỉ chết đuối. Phương Sĩ Trung khẳng định cũng muốn làm chính mình lão bà cùng Chu Thành kéo ra khoảng cách, hai vợ chồng hiện tại là nhất trí đem mâu thuẫn chuyển dời đến Chu Thành cùng Hạ Hiểu Lan trên người, nếu không liền chuyện này liền có nháo, không nghĩ giao tiếp đi, trong đoàn liền lớn như vậy, Phương Sĩ tổng ký túc xá cùng Chu Thành còn cùng đống lâu, cùng tầng, chính là cách mấy cái cửa phòng, đại buổi sáng Chu Thành liền ở trang điểm, Phương Sĩ Trung lộc cộc đem đánh răng bào tử phun ở bồn nước, nhỏ giọng nói thầm, thật là cái đàn bà nhi. Đại nam nhân ai quản mặt như thế nào, Chu Thành lớn lên đẹp, còn ái vệ sinh. Phương Sĩ Trung khi còn nhỏ vệ sinh thói quen không tốt, tham gia quân ngũ sau ngủ quá dã ngoại, vậy càng không chú ý, nếu không phải kết hôn sau có Cao Phỉ quản, hắn đều sẽ không kiên trì mỗi ngày đánh răng. Hiện tại cũng kiên trì không được, Cao Phỉ không tới bộ đội, Phương Sĩ Trung cũng sẽ lười biếng. Hôm nay buổi sáng Phương doanh trưởng chủ động đánh răng, chính là bởi vì Cao Phỉ tối hôm qua ngủ ở bộ đội. Cao Phỉ gần nhất cũng ái hướng bộ đội chạy, bệnh viện thực tập kết thúc, chính thức chứng thực công tác còn phải chờ nửa tháng, nàng nhưng còn không phải là thực nhàn sao. Phương Sĩ Trung không dám không đánh răng Cao Phỉ không cho hắn thân thiết, trừ bỏ đánh răng còn phải tẩy mông, bằng không liền lão bà đều không thể chạm vào. Phương Sĩ Trung 30 xuất đầu mới cưới lão bà, vừa mới biết nam nữ việc lạc thú, gần nhất nhưng nghe Cao Phỉ nói, trở về nói cho Cao Phỉ nghe, Chu Thành có bao nhiêu nương khí. Xà phòng thơm rửa mặt, giặt sạch mặt còn hướng trên mặt mạt đồ vật. Cao Phỉ ngoài miệng đi theo chính mình nam nhân thảo phạt Chu Thành, nghĩ thầm Phương Sĩ Trung rốt cuộc là nông thôn, sinh hoạt thói quen cùng vệ sinh thói quen hai người đều nói không đến một khối đi, nàng muốn dạy địa phương nhưng nhiều. Chu Thành thói quen nhưng thật ra hảo, đáng tiếc Chu Thành không tiếp nàng cành ô liu, bất quá Chu Thành ái sạch sẽ, bình thường cũng không có như vậy chú ý. Cao Phỉ tính toán nhật tử, không phải đại học đưa tin sao? Hôm nay Hạ Hiểu Lan muốn tới, ngươi sao biết, hừ, ngươi chỉ lo xem. Cao Phỉ thần cơ diệu toán, đoán trúng Hạ Hiểu Lan muốn tới, lại không nghĩ rằng Hạ Hiểu Lan không chỉ có là một người tới, nói cười cười, đem bộ đội trở thành đoàn xiết thú. Hạ Hiểu Lan tới thời điểm, mặt sau tung tăng đi theo mấy cái binh, một ngụm một cái tẩu tử kêu, nâng ba cái sọt to, bên trong tất cả đều là trang đại dưa hấu, còn có binh ôm hai cái đại thùng giấy, cũng không biết bên trong cái gì, phong kín mít. Năm nay dưa hấu 1 mao 1 cân, tháng trước đại lượng đưa ra thị trường, toàn bộ mùa hè, Cao Phỉ đều đã ăn đủ rồi. Mỗi lần tới bộ đội, nàng cũng cấp Phương Sĩ Trung sách một cái, nàng tuy rằng còn không có chính thức công tác, Phương Sĩ Trung tiền lương chính là nộp lên trên, một tháng tiền lương thượng trăm khối, 0.15 nguyên, cân dưa hấu đều ăn không được, kia nàng này quân tẩu còn có gì vào đầu, nhưng muốn cho Cao Phỉ giống Hạ Hiểu Lan như vậy. Mỗi lần tới bộ đội liền mua nhiều như vậy đồ vật nơi nơi phát, Phương Sĩ Trung tiền lương đủ mua vài lần, xem đem nàng có thể. Cao Phỉ phanh một tiếng đóng lại cửa sổ. Doanh trưởng, này dưa hấu, trước dọn đến ta phòng đi, trong chốc lát đem một doanh đều tập hợp lên phân dưa hấu ăn. Ai, ăn dưa hấu, hôm nay có dưa hấu ăn, mấy cái binh cười muốn chạy, Chu Thành gọi lại bọn họ, chờ một chút, hai cái thùng giấy nâng qua đi, dưa hấu đừng phóng ta phòng, lấy dây thường đem sọt xuyên lao điểm. Điếu đến giếng đi băng, ăn thời điểm lại đem sọt kéo lên, bộ đội ở vùng ngoại ô, có nước máy hệ thống, cũng có chính mình thâm giếng, Nước giếng băng quá dưa hấu lạnh căm căm sẽ càng tốt ăn. Lưu dì, mợ, các ngài cũng tới, đi, thượng ta trong phòng ngồi đi. Hai cái trưởng bối đều tới xem hắn, Chu Thành sẽ không biết tốt xấu, chính là nguyên bản có thể cùng hắn tức phụ nhi kéo tay nhỏ ôm ấp hôn hít, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xuống. Lưu Tử Đào xông tới, giữ được Chu Thành chân, tỷ phu, còn có ta, Chu Thành đem Lưu Tử Đào xách lên tới, không quên ngươi đâu, trong chốc lát mang ngươi bắn súng đi. Thừa dịp Lưu Tử Đào quấy rối, Chu Thành cuối cùng trộn dắt một chút hắn tức phụ nhi tay, Hạ Hiểu Lan đều không cần ném ra, Chu Thành chính mình liền rất mau lùi về đi. Trong rương là một ít đồ hộp, ngươi lưu trữ từ từ ăn, nếu là quá nhiều liền phân điểm cho người khác. Chu Thành lung tung gật đầu, hai người vẫn là 7 nguyệt 24 hào Hiểu Lan sinh nhật khi gặp qua, từ biệt lại là một tháng, hắn sao xem tức phụ nhi đều là xem không đủ. Chu Thành bỗng nhiên lại nhớ tới Hạ Hiểu Lan tay, ngươi thủ đoạn còn có đau hay không, cái này hắn có thể chính đại quang minh dắt xem, còn nhẹ nhàng nhéo, Hạ Hiểu Lan biểu tình không lộ ra khác thường, Chu Thành liền biết nàng này nứt xương không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, không đau cũng muốn cẩn thận dưỡng, ta nghe nói sinh viên đều là chính mình giặt quần áo, ngươi không cho chạm vào nước lạnh, dơ quần áo. Một vòng lấy tới bộ đội một lần, ta cho ngươi tẩy, Hạ Hiểu Lan trừng hắn, kia còn không xú rớt. Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai đi lên mặt, nghe thấy Chu Thành muốn trái lại cấp Hạ Hiểu Lan giặt quần áo, nàng liền tưởng nói chuyện, Lý Phượng Mai liều mạng xả nàng tay áo, nữ nhân làm việc nhà sống là thái độ bình thường, khó được gặp được cái muốn thay nữ nhân giặt quần áo, vì sao muốn phản đối nha, vợ chồng son hiện tại cảm tình còn hảo, về sau tẩy không giặt quần áo lại nói, trước đem hiện tại hảo cấp bắt lấy. Lý Phượng Mai so Lưu Phân khôn khéo, Lưu Phân liền không lên tiếng, Chu Thành phòng thu thập thực sạch sẽ. Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai tới, đoàn trưởng cùng chính ủy còn chạy tới dạo qua một vòng, Chu Thành trực tiếp liền cấp giới thiệu là mẹ vợ cùng mợ, đoàn trưởng vỗ vỗ Chu Thành bả vai, hảo chiêu đãi. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi binh sách theo dưa hấu chuyện gì vậy, dưa hấu cấp đoàn trưởng tặng đi, cấp chính ủy tặng đi, còn có tham mưu trưởng, nhị doanh trưởng đều có, duy độc không có Phương Sĩ Trung. Chu Thành rất là ngay thẳng, dù sao bọn họ ăn ta tức phụ nhi đưa dương vẫn là muốn đi cử báo. Kia này đó dưa hấu ta liền lưu tại một doanh chính mình ăn, dư lại 30 tới cái dưa hấu, một doanh binh chính mình ăn còn có thể mỗi người đều phân đến một khối, bằng gì phải cho người khác ăn, ăn còn bị cử báo, đoàn trưởng cùng chính ủy đều không lời nào để nói, lần trước kia cử báo là nặc danh, là ai cử báo đại gia trong lòng đều hiểu rõ, Chu Thành này không phải mang thù, Chu Thành là không lấy nhà mình tiền mua đồ vật đi uy cẩu. 419, dưa hấu dẫn phát xung đột, ba càng, tác giả. Bảo Trang Thành, nước giếng ướp lạnh quá dưa hấu, mũi đao nhi vừa mới dựa gần dưa hấu da, dưa hấu liền toàn bộ vỡ ra, không phải hư dưa, là dưa hấu chín, da mỏng hạt thiếu, dưa nhưng nửa giòn nửa sa, một ngụm cắn đi xuống, dưa hấu nước nhi theo cầm đi xuống tích, trong miệng bao đại một ngụm dưa thịt, vội vàng nuốt đi xuống, rốt cuộc phát ra thật mạnh cảm thán, ngọt, ăn ngấu nghiến ăn dưa hấu, cũng có chậm rãi nhấm nháp, mặc kệ là loại nào ăn pháp. Dưa hấu vị ngọt đều phiêu đãng ở trong không khí, một doanh binh ngồi xổm bóng cây chỗ, 10 cái người làm thành một đống, phân thực vượt qua 10 cân trọng dưa hấu, đại trời nóng có thể ăn thượng một ngụm ngoạn ý nhi này, không thể so ăn thịt heo kém, hai người là bất đồng vị giác hưởng thụ, có thể ăn tốt nhất, không có dưa hấu ăn, xa nhìn, căn bản khống chế không được nước miếng phân bố, vì cái gì chúng ta không có, một doanh trưởng hắn đối tượng mua tới, lần trước ăn dương cũng có a. Nhân gia bằng gì nhiều lần đều cho ngươi mua. Nói nữa, các ngươi không biết, mấy cái đầu tiến đến cùng nhau, không biết gì, tin tức linh thông, liền đem Hạ Hiểu Lan đưa dương, Chu Thành bị nặc danh cử báo sự nói, rất sống động, giống như tận mắt nhìn thấy Phương Sĩ Trung đi cáo trạng giống nhau, cái này liền buồn bực, một doanh trưởng đối tượng không thấy được nhiều lần đều sẽ cho đại gia mang điểm đồ vật, nhưng nguyên bản là có cơ hội, hiện tại lại bị sinh sôi bài xích bên ngoài. Mọi người đều đối Phương Sĩ Trung chán ghét muốn mệnh. Lần trước kia dương thang, Phương Sĩ Trung cũng uống a, ăn người khác tiêu tiền mua dương, tê mỏi lại đi cử báo, còn biết xấu hổ hay không, làm hại mọi người đều không đến ăn lạc. Một doanh kỳ thật cũng ở thảo luận, các ngươi nói ta tẩu tử gia là làm gì, này cũng quá hào phóng, lần trước là dương, lần này là dưa hấu, không biết lần sau đưa gì. Ai da, ngươi đánh đầu của ta, câm miệng đi, tẩu tử nên giáng ngươi nha. Mỗi lần đều mang nhiều như vậy đồ vật, vạn nguyên hộ đều không đủ hoa, thật đúng là câm miệng, dưa hấu là ngọt, cũng không thể đem tẩu tử gia sinh sôi ăn nghèo đi. Nếu không đem dưa hấu ăn xong, vẫn là cùng doanh trưởng phản ánh hạ quần chúng tiếng lòng, làm tẩu tử lần sau đừng tiêu pha. Bọn họ biết Hạ Hiểu Lan thành tích đặc biệt hảo, tỉnh Trạng Nguyên, Hoa Thanh Đại học, này đó đại gia ngầm đều ở thảo luận, có người nói Hạ Hiểu Lan là tỉnh ngoài nông thôn, đương nhiên này tin tức trên cơ bản không ai tin, tham gia quân ngũ thực sự có không ít nông thôn qua, nông thôn sinh hoạt như thế nào, đại gia trong lòng không điểm số, tham gia quân ngũ là quang vinh, mà khi binh cũng cấp trong nhà tỉnh lương, liền quần áo quần đều là bộ đội xử lý, mỗi tháng còn muốn phát tiền trợ cấp, chiêu công không được. Thân thể có thể thông qua nghiệm binh, rất tốt nam nhi đương nhiên muốn tòng quân nha. Mấy năm nay bao sản đến hộ sau, nông thôn nhật tử hảo chút, nhưng nơi nào dân quê, cũng sẽ không giống Hạ Hiểu Lan như vậy xa hoa. Ai muốn nói nàng là dân quê, này đó binh cái thứ nhất không chịu tin, tẩu tử kia diện mạo là lấy bút vẽ họa ra tới, giống nhau chân nhân trường không được như vậy xinh đẹp, làn da bạch bạch nộn nộn, mỗi ngày làm việc nhà nông nhi trong thôn cô nương cũng dưỡng không thành như vậy, huống chi. Hôm nay tẩu tử người trong nhà cũng tới, Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai cùng mới vừa vào thành lúc ấy so là hoàn toàn đại biến dạng, Lưu Phân kỳ thật lớn lên thật không sai, Hạ Hiểu Lan diện mạo chính là chọn Lưu gia người ưu điểm lớn lên, hai mẹ con ngũ quan vốn dĩ tựa như, Lưu Phân phơi hắc làn da, ở các loại bảo dưỡng cùng chống nắng đồng thời sử lực hạ, đã trắng mấy cái độ, nàng hiện tại còn không thể xưng là trắng nõn, lại cũng là người bình thường màu da, Hoa Quốc đều là người da vàng. Đặc biệt bạch người rốt cuộc ở số ít, đại bộ phận người liền tính lớn lên bạch cũng thiên hoàng, trên mặt mạc điểm kem bảo vệ da, vậy thật là một chút hoàng khí đều không có, mặc quần áo trang điểm thượng chú ý điểm, ai dám nói Lưu Phân là nông thôn phụ nữ, Lý Phượng Mai liền càng đừng nói, nguyên bản liền có điểm đẩy đà, ở cửa hàng quần áo đương mấy tháng cửa hàng trưởng, cùng người giao tiếp nhiều, làm gì đều không luống cuống, cho dù là Lưu Tử Đào, cũng là sạch sẽ, ai cùng hắn nói chuyện. Hắn đều phải lễ phép chào hỏi, nhìn thấy chính ủy còn cho người ta cúi chào đâu, chính ủy bị tiểu tử này vài câu lời ngon tiếng ngọt một hống, liền đồng ý Chu Thành dẫn hắn đi phóng bia, đánh cái thương tính gì, viên đạn đặt ở nhà kho tổng phải dùng, nếu không liền bắn bia, nếu không liền đánh điểu, hiện tại đối đạn dược quản lý không như vậy nghiêm khắc, ngay cả học sinh quân huấn, bộ đội cũng là cho thượng thật thương, đã phát viên đạn tùy tiện hướng bia ngắm thượng tiếp đón. Lưu Tử Đào liền thương sức giật đều nhận không nổi, Chu Thành tùy tiện thả hai thương, hắn sờ sờ thật thương liền kích động đến không được, xem Hạ Hiểu Lan ba người ở dưới bóng cây nói chuyện phím, Lưu Tử Đào liền hướng tỷ phu mách lẻo, tỷ phu, Trần Khánh ca cũng muốn ở Kinh Thành đi học, hắn có thể hay không tổng đi tìm Hiểu Lan tỷ a? Chu Thành xem xét hắn liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa thật đúng là quản điểm dùng a, tới, ngươi cho ta giảng kỹ càng tỉ mỉ một chút, Trần Khánh sao? Chu Thành nguyên bản không quá để ý, bất quá Thiệu Quang Vinh đi tiếp trạm, trong lén lúc liền nói kia tiểu tử có giả tâm, có giả tính, tuy rằng chính là cái thôn trưởng tôn tử, ai biết tiểu tử này ngày nào đó liền hỗn xuất đầu. Đối Hiểu Lan cũng tà tâm bất tử, nếu không cũng sẽ không đuổi tới Kinh Thành tới, còn cố ý học kinh tế, hắn một cái nông thôn tiểu tử, biết kinh tế là gì không, học kinh tế chính là phải hướng Hiểu Lan tới gần đâu, tưởng cùng Hiểu Lan có cộng đồng đề tài sao. Chu Thành cũng không dám xem thường điểm này, nam nữ ở bên nhau, trừ bỏ nguyên thủy hấp dẫn, không còn phải xem có phải hay không tình thú hợp nhau a. Tựa như hắn đối Hiểu Lan, ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng, đó là bề ngoài nhất kiến trung tình. Hiểu biết càng nhiều, càng thích nàng tự mình cố gắng cùng tự tin. Trần Khánh nếu là chuyên hướng Hiểu Lan cảm thấy hứng thú lĩnh vực học tập, thật đúng là có thể cùng Hiểu Lan đáp thượng lời nói. Thiệu Quang Vinh nhìn ra tới vấn đề không tính nhiều nghiêm trọng. Liền đào một cái học sinh tiểu học đều cảm thấy muốn tới cấp tỷ phu báo tin, Chu Thành tới hứng thú, vì thời điểm đến gặp một lần tiểu tử này. Có quan hệ dưa hấu nghị luận thanh, truyền tới Cao Phỉ cùng Phương Sĩ Trung lỗ tai, đối Chu Thành cùng Hiểu Lan khen ngợi, đối hai người bọn họ liền không phải là cái gì lời hay. Cao Phỉ cùng Phương Sĩ Trung hai người làm đến như là hàng mẫu diễn vai ác nhân vật, không biết cái nào thiếu đạo đức nói Phương Sĩ Trung là Phương Hán Giang, thanh danh này nếu là truyền xa. Mặt trên lãnh đạo thấy thế nào? Cao Phỉ không dám chạy tới trong đoàn nháo, kia chẳng phải là chính mình thừa nhận thanh danh này sao? Nàng tìm tội về đầu sỏ nháo a. Phương Sĩ Trung đều kéo không được nàng, Cao Phỉ trực tiếp vọt tới trên sân huấn luyện, nàng không hướng Hạ Hiểu Lan phát hỏa, nàng nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Lưu Phân phóng trào phúng, tỉnh ngoài người chính là không có gia giáo, thi đậu cái Hoa Thanh Đại học liền không coi ai ra gì, đại học 4 năm tốt nghiệp. Người nữ nhi đều không nhất định có thể trở thành Kinh Thành người, không biết nơi nào tới nhà giàu mới nổi, liền khoe khoang ngươi có thể, khoe khoang ngươi có tiền, các ngươi xem như cái thứ gì, Lưu Phân đều bị nói ngốc, nàng hoàn toàn không quen biết Cao Phỉ, nàng cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội đối phương, không, cũng không nhất định là đắc tội đối phương, có người chính là như vậy hư, tựa như từ trước người nhà họ Hạ. Hạ Hiểu Lan đem Lưu Phân cùng Lý Phượng Mai kéo dài tới phía sau, ngày hai nhường một chút, Phương Sĩ Trung ở phía sau chậm rì rì đi tới, ăn định rồi là nữ nhân chi gian khóe miệng, nháo đến trong đoàn đi đều không thể nói ai không lý. Hạ Hiểu Lan cười lạnh, Cao Phỉ, ngươi nói đến ai khác không phải đồ vật, vậy ngươi chính mình lại tính cái thứ gì? Ngươi lại như thế nào làm, Chu Thành cũng không thích ngươi, Cao Phỉ mặt đỏ lên, Phương Sĩ Trung thẹn quá thành giận. Hạ Hiểu Lan này không phải nói Cao Phỉ cho hắn đội nón xanh. Phương Sĩ Trung nâng lên tay tới, Chu Thành đã bay nhanh chạy tới, bang, hai cái nam nhân cánh tay ở giữa không trung đánh ngã cùng nhau, Cao Phỉ thét chói tai nhào lên tới can ngăn, Phương Sĩ Trung nhảy dựng lên muốn đánh Chu Thành đi bắt hắn tay, Phương Sĩ Trung dùng sức đem Chu Thành tay đâm thiên, Chu Thành tay thu không được kính nhi, trong lúc hỗn loạn đánh vào Cao Phỉ trên mặt, nam nhân tay kính nhi bao lớn. Hắn vốn là hướng về phía Phương Sĩ Trung đi, nào biết tùy tay một cái tát, lại đem Cao Phỉ trừ ngã xuống đất, Phương Sĩ Trung đều xem choáng váng, ngay sau đó chỉ vào Chu Thành chửi ầm lên, ngươi mẹ nó đánh lão bà của ta. Nữ nhân ngươi cũng đánh, Chu Thành chính mình đều ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày, ta giống nhau không đánh nữ nhân, nhưng đánh chó điên ta cũng không hối hận, lại nói sự tình chuyện gì xảy ra, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, 420, cự tuyệt xin lỗi, tác giả. Bảo Trang Thành, Chu Thành sức lực nhưng lớn hơn, hắn bàn tay tuy rằng là không cẩn thận đánh trúng Cao Phỉ, bị kia cổ lực vùng, Cao Phỉ liền trọng tâm không xong ngã xuống đất, nói là đau, càng nhiều là khó có thể tin, là nan kham, Chu Thành trừ nàng một cái tát, liền ở chán ghét nơi khác nữ nhân trước mặt, Cao Phỉ từ nhỏ đến lớn cũng không bị trong nhà đạn quá một cái đầu ngón tay, phiến bàn tay loại sự tình này, nhục nhã cảm lớn hơn đau đớn, Cao Phỉ một đôi mắt tràn ngập cừu thị, đánh nàng là Chu Thành. Nàng cừu thị chính là Hạ Hiểu Lan, Chu Thành, Phương Sĩ Trung tùy ý Cao Phỉ đi mắng chửi người, là xả giận, nhưng Cao Phỉ liền ở trước mặt hắn bị đánh, còn không phải nữ nhân động tay, là Chu Thành, Phương Sĩ Trung sao có thể nhẫn, nâng dậy Cao Phỉ sau, hắn cũng không đánh Chu Thành, hắn tưởng còn đến Hạ Hiểu Lan trên người, Chu Thành sao có thể làm hắn dựa gần Hạ Hiểu Lan biên nhi, một phen liền đem Phương Sĩ Trung nắm tới rồi sân huấn luyện bên cạnh, nơi đó còn đứng xem ngốc Lưu Tử Đào. Đến ngươi tỷ bên kia đi, Lưu Tử Đào bước chân ngắn nhỏ hướng Hạ Hiểu Lan bên kia chạy, Cao Phỉ đã hướng trên mặt đất bò dậy, lập tức liền phải đương bác sĩ người, giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau hướng Hạ Hiểu Lan trên người đâm, Lý Phượng Mai cánh tay thô, đem Cao Phỉ bắt được, nóng lòng muốn thử hỏi Hạ Hiểu Lan, có thể đánh không, này nơi nào chui ra tới đồ vật, Lý Phượng Mai cảm thấy chính mình tay ngứa, nàng dáng người đẩy đà, trước kia một người có thể đem cả nhà tam khẩu điền loại xong. Liền Cao Phỉ kia nhược kê dạng, đừng động như thế nào giãy giụa đều thoát khỏi không được Lý Phượng Mai kiềm chế. Hạ Hiểu Lan ôm Đào Đào, sân huấn luyện bên kia, Chu Thành đều đem Phương Sĩ Trung cấp làm nằm sấp xuống, này còn có gì nói, đánh đi. Ngài lưu ba phần lực, đừng cho đánh hỏng rồi, được Hạ Hiểu Lan chấp thuận, Lý Phượng Mai lăng là không lưu tình, tay năm tay 10 trừ bàn tay, Cao Phỉ ô ô kêu, Lý Phượng Mai một bên đánh một bên mắng, ta không có tới thời điểm. Ngươi có phải hay không cũng khi dễ ta cháu ngoại gái. Phi, xem lão nương tấu bất tử ngươi, khi dễ lão Lưu gia không ai a, kinh thành người là có thể khi dễ người bên ngoài. Lý Phượng Mai trong lòng cái kia hỏa thật là không nín được, đem Cao Phỉ trừ giống cái đầu heo dạng. Nữ nhân đánh nhau nếu không liền xả tóc, trảo mặt, trừ cái tát này đó, Cao Phỉ một cái thành thị kiều kiều nữ, nơi nào đánh thắng được làm quán việc nhà nông Lý Phượng Mai, thật đừng nói. Nhìn thấy Lý Phượng Mai trừ Cao Phỉ đại cái tác tử, Hạ Hiểu Lan cảm thấy khoái ý cực kỳ, đây là thân mợ, chính là như vậy ngay thẳng. Hạ Hiểu Lan trong lòng nóng hầm hập, Chu Thành vừa rồi che ở trước người là phải bảo vệ nàng. Mợ Lý Phượng Mai không cho nàng động thủ, cũng là ở bảo hộ nàng. Này Hoa Thanh Đại học còn không có báo danh đâu, Lý Phượng Mai sợ Cao Phỉ chơi xấu, chạy nhanh động thân mà ra đánh người. Ở bộ đội đánh người khẳng định không tốt, nhưng có người không thể hiểu được chạy tới mắng chửi người. Thật đương chó điên ở kêu không để ý tới, Lưu Phân há miệng thở dốc, vẫn là không khuyên, Lý Phượng Mai nói nàng xem không hiểu thời điểm liền ít đi nói chuyện, Lưu Phân liền xem không hiểu hiện tại trạng huống, nàng chính là lo lắng Chu Thành, Vu nãi nãi nói qua bộ đội kỷ luật nhưng nghiêm khắc. Vừa rồi kia một chút là ngộ thương, nhưng bộ đội lãnh đạo nhóm tin hay không, cuối cùng vẫn là người khác tới đem Cao Phỉ cùng Phương Sĩ Trung cứu, Cao Phỉ đều bị trừ hôn đầu, mặt sưng phù đôi mắt đều thu nhỏ. Phương Sĩ Trung cũng bị Chu Thành ấn ở trên mặt đất cọ sát, Chu Thành ăn đối phương mấy đá, cũng chưa đá thật sự, dấu giày tử lưu tại trên người đặc biệt thấy được, Chu Thành cố ý không sát. Phương Sĩ Trung doanh binh tới cứu hắn, Phương Sĩ Trung đẩy ra bọn họ, khập khiễng chỉ vào Chu Thành, lão tử không làm chết ngươi, ta cùng ngươi cái này quy tôn tử họ. Chu Thành lau một chút mặt, đầy mặt đều là thổ, liền ngươi như vậy, đừng nói muốn cùng ta họ khi ta nhi tử tôn tử, ngươi chính là cho ta trong cửa ta đều chê ngươi phế vật. Cao Phỉ bị trừ choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên hỏng mất khóc lớn. Lý Phượng Mai có điểm chột dạ, mấy cái binh đem kia hai người cứu đi, Chu Thành, này không có việc gì đi, Chu Thành còn có chút tâm tình cười đâu, mợ, ngài sợ gì, kia tổng không thể làm ngài quan bị đánh không hoàn thủ đi. Lý Phượng Mai không hiểu, Hạ Hiểu Lan biết Chu Thành ý tứ, đây là đánh lộn a. Gia đình quân nhân cùng gia đình quân nhân có mâu thuẫn, trong đoàn mặt hơn phân nửa là ba phải, Chu Thành cùng Phương Sĩ Trung đánh nhau vấn đề mới tương đối nghiêm trọng, ngươi vừa rồi nếu không chống đỡ, liền sẽ không chạm vào nàng, ta hiện tại sợ nàng bắt lấy điểm này không bỏ, nói cái gì mê sản, ta làm nàng khi dễ ngươi nha. Chu Thành sớm nói qua làm Phương Sĩ Trung cùng Cao Phỉ không cần hướng trước mặt hắn thấu, hảo hảo mang theo Lưu Tử Đào ở sân huấn luyện bắn súng, chó điên lao tới cắn người, hắn khẳng định muốn đứng ra bảo hộ chính mình tức phụ nhi. Dù sao Chu Thành cho rằng chính mình không sai, đánh tới Cao Phỉ đó là ngộ thương, nhưng cũng gọi người trong lòng đặc biệt thống khoái. Đoàn trưởng cùng chính ủy kêu hắn qua đi khi, hắn cũng là như thế này nói, không xin lỗi, chính ủy biểu tình thực nghiêm túc, đoàn trưởng ở bên cạnh cấp Chu Thành nháy mắt ra dấu, Chu Thành chỉ đương nhìn không thấy. Chu Thành, trong đoàn đối mặt ngươi còn chưa đủ khoan dung. Ta biết tiểu tử ngươi lúc trước không nghĩ từ trước tuyến triệu hồi tới, ngươi cho rằng trong đoàn tiếp thu ngươi áp lực không lớn, Chu Thành không phải ở tiền tuyến vớt đủ rồi công lao triệu hồi tới, hắn là trạng thái không đúng lắm, tuổi quá tiểu liền ra tiền tuyến, bị những cái đó huyết đầm đìa trường hợp cấp ảnh hưởng, đương nhiên bị ảnh hưởng không ngừng Chu Thành một người, ở tiền tuyến trải qua quá sinh tử, nghe lửa đạn thanh tể hơn người, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm lý tật xấu. Chu Thành bất đồng, hắn biểu hiện ưu tú, mặt trên lãnh đạo quan hệ hắn yêu quý hắn, không nghĩ một cái hảo hảo mầm trường oai, trực tiếp thêm điều lệnh, Chu Thành chính là tại đây loại trạng huống lần tới đến bên này bộ đội, ngày thường biểu hiện còn hành, nhưng hôm nay một lời không hợp liền đem Phương Sĩ Trung đánh thành như vậy, còn động thủ đánh Cao Phỉ, Chu Thành bên này nói là ngộ thương, Cao Phỉ không đồng ý, đỉnh đầu heo mặt chính là chói lọi chứng cứ. Hiện tại 84 năm bộ đội nơi nào có theo dõi, dù sao Cao Phỉ cùng Phương Sĩ tổng cắn chết không bỏ, cũng không có người những người khác có thể làm chứng, đừng động có gì nguyên nhân, bộ đội đánh quân tẩu, này ảnh hưởng thật không tốt, có hay không đánh nữ nhân? Khẳng định cũng có. Không đều là đóng cửa lại đánh chính mình bà nương sao? Chu Thành khen ngược, trừ chính là lão bà của người khác, Cao Phỉ mặt sưng phù giống đầu heo, khóc sướt mướt, phái mấy cái tẩu tử đi cũng chưa khuyên lại, chính ủy liền hoài nghi. Chu Thành kia trạng thái còn không có giảm bớt, hôm nay không áp chế bùng nổ, một chút lý trí đều không có, làm Chu Thành đi cùng Cao Phỉ xin lỗi, Chu Thành cũng không đồng ý, Chu Thành vốn dĩ chính là ngộ thương, Cao Phỉ khiêu khích ở phía trước, hắn không cho rằng chính mình yêu cầu xin lỗi, chính là một câu ngạnh bang bang, không xin lỗi, làm chính ủy cũng tới hỏa khí, hắn mới mặc kệ mặt trên lãnh đạo có thích hay không Chu Thành, ai lại ở thế Chu Thành cái này tuổi trẻ quan quân hộ giá hộ tống. Chu Thành ở hắn thủ hạ một ngày, hắn phải đem Chu Thành cấp huấn phục, không xin lỗi, ngươi liền giao một phần kiểm tra đi lên, sau đó chờ tiếp thu xử phạt. Ai, lão Lý đồng chí, hỏa khí không cần quá lớn, hôm nay chuyện này nói thật đi cũng không được đầy đủ lại Chu Thành, Phương doanh trưởng cưới này tức phụ nhi cũng là gậy thọc tức, nói làm toàn đoàn ăn thịt dê ảnh hưởng không tốt là nàng, dưa hấu chỉ chia một doanh ăn, những người khác ở sau lưng nói hai câu, nàng cũng có ý kiến. Chạy đến sân huấn luyện đi mắng Chu Thành hắn tương lai mẹ vợ, Chu Thành ở mẹ vợ, ở đối tượng trước mặt không cần mặt mũi. Hỗn loạn trung thật sự có ngộ thương, mọi người đều lui một bước, Chu Thành, chính ngươi tuyển, là xin lỗi viết kiểm điểm, vẫn là chờ chúng ta xử lý, chính ủy vẫn là thoái nhượng, thịt dê hắn ăn qua, dưa hấu đều còn thừa nửa cái ở nhà hắn trên bàn, đây là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, xử phạt, biến thành, xử lý, kia tính chất liền thay đổi. Người trước phải nhớ nhập hồ sơ, người sau liền xem là cái gì xử lý, có nặng nhẹ chi phân. Chu Thành không hề nghĩ ngợi, kính cái quân lễ, ta nguyện ý tiếp thu xử lý, không biết có người có thể đoán được Chu Thành sẽ bị xử lý như thế nào sao, vẫn là lão quy cũ, dư lại một chương tận lực đuổi kịp đêm nay xét duyệt.